Bí thư trùng sinh, vương tử quân. chương 348 vô chiêu thắng hữu chiêu. Gió mùa xuân thật sự có chút ấm áp mà cũng có chút tiêu điêu, giống như đẩy lùi một mùa đông giá rét, một đêm trống trải, bầu trời minh mông như càng kéo dài vô tận, trong đêm yên tĩnh làm lòng người nghĩ đến không ít kỷ niệm. Vương tử quân thật sự có cảm giác mệt mỏi từ tận đáy lòng, hắn tìm ra một đống lý do để an ủi chính mình, nhưng nổi khổ sở trong lòng lại khó thể nào lái đi đâu được, Hy Phong cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình, chính mình cũng không muốn mất cô ấy, thế nhưng đó là không công bằng với nàng. Đầu óc phương tử quân chợt trở nên hỗn loạn, hắn thấy tất cả dần mờ ảo, cảm giác lo lắng khó chịu, thật sự muốn tìm một chỗ nào đó thoải mái để phát tiết, thế nhưng trên đường cái huyện Hồng Bắc có chỗ nào thuộc về hắn. Phương tử quân đi qua đi lại, hắn đi về phía khách sạn mà mình đã ở vào tối hôm qua. Hắn đi tới khách sạn, đẩy cửa phòng của mình, chuẩn bị ở lại trong căn phòng này để liếm láp vết thương của mình. Chuyến đi này biết đâu sẽ coi như hai người vĩnh biệt nhau, tuy hắn không muốn thừa nhận, thế nhưng hắn thật sự rất hiểu, chỉ sợ sự thật này sẽ khó thể cải biến. Khoảnh khắc khi đi vào cửa thì vương tử quân chợt sướng sờ, hắn thấy một người đang lẳng lặng ngồi đó, cặp mắt như thu thủy, nàng đang nhìn hắn bằng ánh mắt và nụ cười cực kỳ tình cảm. Hắn nhìn thấy ánh mắt quen thuộc, một cảm giác vui mừng như điên chợt bùng lên trong lòng. Âm! Um, Vương tử quân đóng mạnh cửa phòng, cuối cùng hắn cũng không áp chế được cảm giác vui mừng như điên, chỉ sau nháy mắt đã giống như có được sức mạnh vô cùng. Hắn đi hai ba bước đến trước mặt Y Phong, cũng không cho Y Phong kịp phản ứng, hắn nhanh chóng áp môi xuống. Y Phong đối mặt với xúc động đột nhiên của Vương tử quân, nàng cũng có chút ngây người, cũng không khỏi tiến lên nghênh đón. Lúc này tâm tình có chút uất ức của nàng giống như đã bị những hành động đột nhiên của Vương tử quân làm cho lây nhiễm, Audio điện tử võ tấn bền Ơ, ờ, tử quân, anh! Y Phong thật sự không ngờ vương tử quân lại thô bạo như vậy, lúc này đột nhiên ôm hôn mình, tuy trong lòng nàng rất thừa nhận, thế nhưng nàng lại cảm thấy nó không phải lúc. Khác biệt với dĩ vãng triền miên dịu dàng, lúc này vương tử quân hầu như điên cuồng rằng tay Y Phong ra, hắn ngang ngược loại bỏ vũ trang trên người nàng, điên cuồng ôm hôn, ngay sau đó đã đẩy nàng ngã xuống giường khi thứ gì đó cứng rắn tiến vào trong người mình khi cảm giác vương tử quân mang đến cực kỳ nhiệt liệt và say mê y phong thật sự cũng đã hòa vào cảm giác của hắn sau đó tất cả trở nên trầm lắng nàng nằm trong ngực hắn yên lặng nằm trong lòng hắn nước mắt không khỏi chảy xuống sau một phen mưa gió vương tử quân chậm rãi tỉnh táo lại dưới ánh trăng mờ hắn ôm thật chặt cơ thể ẩm ướt trong lòng giống như đó là một bảo vật cực kỳ quý giá có thể biến mất bất cứ lúc nào Y Phong đặt tay ra sau lưng vương tử quân, nàng dùng móng tay bấu lên lưng hắn, điều này làm hắn sinh ra cảm giác đau. Này, em lại rơi vào cảm bẫy của anh, anh mãi là người đàn ông trong lòng em. Giọng nói của Y Phong rất khẽ nhưng tràn đầy cực đoan và rung động. Thật xin lỗi, xin lỗi. Vương tử quân thật sự cảm động vạn phần, lúc này hắn cũng không nhịn được mà cảm thấy hào khí bừng bừng phấn chấn, cực kỳ thâm tình, siết chặt người yêu trong lòng anh nghĩ rằng em đã đi mất rồi. Vương tử quân ôm thật chặt Y Phong, nắm chặt tay nàng. Lần đầu tiên hắn phát hiện bàn tay nhỏ bé giống như không xương của nàng lại ngưng tụ lực lượng và kiên định như vậy. Trong lòng hắn chợt sinh ra cảm giác ấm áp, hơn nữa lại còn có chút cảm giác xấu hổ. Y Phong cũng không nói thêm điều gì, nàng càng rút đầu vào lòng vương tử quân. Khi rời khỏi nhà, nàng thật sự có xúc động đi về thành phố Giang Thị, thế nhưng trong lòng lại có một loại tâm tình níu lấy nàng làm cho nàng không thể nào cất bước, nàng không thể nào không nhìn thẳng vào lòng mình, nàng không thể nào rời xa hắn được. Nghi Phong có ý nghĩ như vậy, thế là nàng đi đến khách sạn tối hôm qua Vương Tử Quân nghỉ lại, nàng muốn ở đây chờ hắn, thật sự giống như một người vợ chờ chồng mình về nhà vậy. Lúc này nàng nằm trong vòng tay của Vương Tử Quân, nàng cũng không nói lời nào, nàng thích cảm giác này, cũng hy vọng nó mãi mãi là như vậy. Đi đến huyện Lô Bắc với anh nhé. Vương Tử Quân khẽ ôm lấy Y Phong rồi dùng giọng dịu dàng nói, "Anh không phải không cần quay về huyện Lô Bắc sao?" Y Phong biết rất rõ chuyện Vương Tử Quân vào học tập ở trường đảng, lúc này nghe hắn nói mình đi cùng đến huyện Lô Bắc, thế là trong lòng không khỏi cảm thấy ngọt ngào, nhưng vẫn dùng giọng nghi ngờ khó hiểu nói. Vương Tử Quân khẽ véo một cái lên gương mặt xinh đẹp giống như một đóa hoa hàm tiếu của Y Phong, lúc này mới nói, "Ai nói anh không quay về, anh còn phải quay về." chẳng lẽ tên họ Dương chán ghét kia lại làm ra trò gì đó. Cần anh quay về ức hiếp, những ngày qua em đọc báo và xem TV, thấy tên họ Dương kia có vẻ rất bận rộn, có thanh danh rất cao, dựa theo lẽ thường thì những cách thức tuyên truyền như vậy chính là tự tạo thế cho mình. Y Phong nói đến đây thì khẽ chống bàn tay trắng nõn của mình lên, nàng vốn đang nằm trong lòng vương tử quân, bây giờ cơ thể trượt nghiêng, đúng thời điểm này bộ ngực xinh đẹp lại càng thể hiện vẻ đẹp tuyệt vời có phải vị bí thư trịnh kia lại muốn anh quay về áp chế tính tích cực của dương quân tài y phong lúc này đã có chút quen thuộc tình hình trong quan trường nàng nghiêm túc hỏi vương tử quân dù đã rất quen thuộc với y phong thế nhưng lúc này bộ dạng xinh đẹp tuyệt vời của nàng vẫn làm cho vương tử quân cảm thấy cực kỳ say mê hắn không nhịn được phải nắm lấy bàn tay xinh đẹp của nàng trong lòng bàn tay sau đó khẽ ve vuốt và nói không phải lãnh đạo muốn anh về vậy anh về làm gì Y Phong vốn đang có chút ý kiến với bàn tay của Vương Tử Quân, lúc này nàng cũng bất chấp ý kiến, nàng đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, ánh mắt tràn đầy quan tâm. Anh muốn quay về, vì vậy mới quay về. Vương Tử Quân vuốt bàn tay của Y Phong rất dịu dàng, thế nhưng lúc này một luồng khí tức bá đạo chợt lóe lên trên mặt hắn. Y Phong đã quá quen với vẻ dịu dàng của Vương Tử Quân, bây giờ đứng trước mặt một người đàn ông với tính cách đầy bá đạo, nàng cảm thấy trong mắt hắn không có gì không thể hoàn thành. Hắn muốn đi thì ai có thể ngăn được. Nghi Phong chợt rơi vào cảm giác mê say, ngay sau đó trong lòng lại bùng lên cảm giác khác thường, giống như chính nàng đang châm ngòi cho tất cả những ý nghĩ khác lạ trong lòng mình. Ban thủ lĩnh, tinh thần của anh rất tốt, nghe nói vài ngày nữa sẽ sắp xếp tất cả học viên ra ngoài một chuyến, coi như là một chút ban thưởng cho chúng tôi trước khi rời khỏi trường đảng. Trương thư chí tươi cười từ đi ra phòng học, hắn cười tủm tỉm đi đến nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân có thể nhìn ra chút hưng phấn ẩn giấu trên gương mặt Trương Thư Chí, hắn khẽ cười thu tờ báo trong tay mình rồi nói. Thế nào, không thể chờ đợi được nữa à, muốn về nhận chức rồi sao? Vương Tử Quân đã được nghe Trương Lộ dai nói về cách sắp xếp đối với Trương Thư Chí, tuy không thăng cấp, thế nhưng lại được điều đến văn phòng tỉnh ủy, cũng xem như là đề bạt không nhỏ, cảm giác cầu tiến trong đó căn bản không thể dùng cấp bậc để so sánh được. Trương Thư Chí sở dĩ có thể tiến vào văn phòng tỉnh ủy nghe nói đều do bố của Trương Lộ Giai dùng lực thúc đẩy, nếu không cũng sẽ chẳng thông thuận như thế, thế cho nên Vương Tử Quân là một người có quan hệ tốt với Trương Lộ Giai đã biến thành đối tượng nịnh bợ của Trương Thư Chí. Lúc này khóa huấn luyện nửa năm đã sắp kết thúc, đối với đám học viên trong lớp thì đây là thời điểm bận rộn, bọn họ cần phải tìm các mối quan hệ, chạy tương lai cho chính mình. Sau một thời gian huấn luyện, bọn họ tất nhiên sẽ không hy vọng mình dậm chân tại chỗ, thậm chí muốn lợi dụng cơn gió đông lần này để mưu đồ cho mình một chức vị tốt. Có người vui thì có kẻ lo, có người đắc ý thì có người sầu, những người tìm được quan hệ thì tất nhiên sẽ là vui sướng đắc ý, những người không tìm được quan hệ hoặc thời điểm này không tìm được vị trí phù hợp, cũng chỉ có thể chịu cảnh dậm chân tại chỗ. Cũng may đám người có thể tiến vào học tập trong ban huấn luyện đều là kẻ có hậu trường không nhỏ ở đơn vị, vì vậy đại đa số mọi người đều tìm được vị trí của mình mà những người cá biệt không tìm được vị trí phù hợp cũng nhận được nhiều lời hứa hẹn, vì vậy mà bầu không khí của ban huấn luyện lúc này xem như thật sự không tệ. Nào có như vậy, cuộc sống ở trường đảng thật sự nhàn nhã sung sướng, tôi còn cảm thấy như vậy là chưa đủ ấy chứ. Trương thư chí vừa nói vừa cười, rõ ràng là nói một đằng nghĩ một nẻo. Nhưng hắn cũng không dám lên mặt trước mặt Vương Tử Quân, ngày hôm qua hắn đi gặp Trương lão gia tử, vừa vặn gặp mặt chú Trương hắn thuận tiện hỏi về vị trí của Vương Tử Quân sau khi kết thúc khóa huấn luyện, đáp án càng làm cho hắn cảm thấy kinh dị. Tương lai vô hạn. Những chữ này làm cho Trương Thư Chí trợn mắt há mồm, tương lai vô hạn, như vậy là cái gì? Còn cao hơn vị trí của mình, hay là một vị trí rất cao? Trương Thư Chí dù có nghĩ nát đầu cũng không cho ra kết luận hữu dụng, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ chú Trương của mình là hạng người gì, đây là người không bao giờ nói lung tung, nếu đã nói ra thì chắc chắn sẽ là một miếng nước bò tạo nên một hố sâu không đáy. Vương Tử Quân là một người tương lai vô hạn, như vậy tất nhiên sẽ là đối tượng cần kéo quan hệ. Dù biết liều lĩnh hỏi là không tốt, thế nhưng Trương Thư Chí cũng không nhịn được hiếu kỳ, hắn đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi khẽ hỏi. Ban thủ lĩnh, anh được sắp xếp đến nơi nào? Còn chưa quyết định, đồng chí là một viên gạch của cách mạng, nơi nào cần thì chuyển đến thôi. Vương Tử Quân khẽ vung tay, hắn thản nhiên nói. Vương tử quân càng nói hời hợt thì càng làm cho Trương Thư Chí cảm thấy bí hiểm, càng cảm thấy khó thể suy đoán về tương lai của vương tử quân. Trong đầu hắn chợt lóe lên ý nghĩ, hắn cũng không tiếp tục hỏi về vấn đề này, chỉ là cung kính cúi đầu nói. Ban thủ lĩnh, tối nay anh có rảnh không? Vài vị đồng sự trong tỉnh ủy muốn chúc mừng tôi, nếu không anh đi cùng cho vui nhé. Những ngày này vương tử quân thật sự tiếp nhận không ít những lời mời như vậy, bình thường hắn cũng không chối từ, tuy uống rượu có chút khó chịu, thế nhưng nhiều bạn thì sẽ tốt hơn, kết giao thêm cũng không tệ. Hơn nữa đám bạn học của hắn cũng có địa vị không thấp, tất nhiên sẽ càng tốt. Chỉ cần hôm nay có rảnh thì tôi nhất định sẽ đi. Vương Tử Quân vung tay lên nói với Trương Thư Chí. Trương Thư Chí nghe thấy Vương Tử Quân đồng ý thì trong lòng thật sự vui sướng, hắn thật sự muốn kéo gần quan hệ với Vương Tử Quân, hai bên cùng nhau vui vẻ dùng cơm là một cách thức rất tốt. Hắn tin tưởng nước chảy đá mòn, chỉ cần bỏ ra chút công phu, mối quan hệ giữa hắn và Vương Tử Quân sẽ càng thêm thân mật. Tút, tút, tút. Tiếng điện thoại vang lên, Vương Tử Quân tiện tay rút điện thoại ra nghe máy. "Chủ tịch Vương, tôi là Tiếu Tử Đông." Đầu dây bên kia vang lên âm thanh của Tiếu Tử Đông, tuy hai bên cách nhau qua đường dây điện thoại, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn cảm nhận được Tiếu Tử Đông có chút gì đó xúc động. "Có chuyện gì vậy?" Vương Tử Quân vừa bụng lấy điện thoại vừa cất bước đi ra nơi khác. Chủ tịch Phương, vị trí của tôi đã được xác định là một vị phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Tâm tình của tiếu tử Đông không ổn, tất nhiên âm thanh càng thêm trầm thấp. Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân thật sự quá ngoan độc, tuy Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân cũng là cấp phó huyện như Phó chủ tịch huyện, có đôi khi còn sắp xếp trước Phó chủ tịch huyện, nhưng tranh lệch giữa hai bên rõ ràng như con giận trên đầu hói. Các cán bộ cấp bậc thường ủy huyện ủy nếu như về hưu thì ít nhất cũng phải được sắp xếp làm chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Chưa nói đến các vị lãnh đạo đứng đầu Đảng ủy chính quyền huyện, Tiếu Tử Đông thì lại khác, lại bị sắp xếp làm phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện. Vương Tử Quân cười cười, hắn ấm giọng an ủi. "Không phải còn chưa tìm anh nói chuyện sao? Hơn nữa chuyện của tổ chức cũng không phải là bọn họ thích làm gì thì làm." Vương Tử Quân tỏ ra cực kỳ ung dung bình tĩnh giống như cũng lây nhiễm sang cho Tiếu Tử Đông, lúc này Tiếu Tử Đông đã liên hệ được với Vương Tử Quân, tất nhiên hắn biết rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân. Thế là hắn cười hì hì nói. "Chủ tịch Vương, tôi biết những điều này, nhưng thật sự rất đáng giận." "Không có gì phải tức giận cả, Tử Đông, anh cứ giám sát thật chặt cho tôi là được." Vương Tử Quân ngồi xuống một chiếc ghế đá trên đường, hắn khẽ dặn dò. "Tôi biết rõ rồi, Chủ tịch Vương, đúng rồi, chủ tịch, hôm nay Dương Quân tài tổ chức một cuộc họp với các lãnh đạo ngân hàng trong huyện, dùng danh nghĩa chính phủ để vay 50 triệu xuống phía nam đầu tư bất động sản." nói rằng muốn mua một khu đất vàng chỉ cần khai phá là sẽ có số tiền lớn. giọng điệu của Tiếu tử đông có mang theo vài phần trầm thấp. vương tử quân cũng từng nghe nói về việc dương quân tài đầu tư ở phương nam lúc mới bắt đầu thì hắn cũng không quá quan tâm nhưng lúc này đối phương lại đầu tư vào năm chục triệu không khỏi làm hắn nhíu mày đầu óc hắn lại quay cuồng những ký ức về kiếp trước giống như cuốn phim được tua qua tua lại trong đầu. Sự kiện bể đầu tư ở phương Nam hình như xảy ra vào năm nay, nhưng trong trí nhớ của Vương Tử Quân thì nó giống như là đầu mùa hè, mà bây giờ mới đầu xuân, nếu như tiếp tục chờ đợi thì còn phải vài tháng nữa. Vài tháng cũng không giải quyết được vấn đề, Vương Tử Quân chợt lóe lên một ý nghĩ, hắn lập tức có ý tưởng muốn thúc đẩy bánh xe lịch sử quay nhanh hơn. Tuy chỉ là nhanh hơn vài tháng, thế nhưng như vậy sẽ có thể vãn hồi lại rất nhiều tổn thất. Các vị thường ủy huyện ủy có thái độ thế nào với sự kiện này? Vương tử quân đã có quyết đoán, thế nhưng hắn lại dùng giọng không chút nào chậm trễ để hỏi tiếu tử đông. Chủ tịch Vương, bây giờ không phải là lúc chúng tôi tỏ thái độ, bí thư dương căn bản không cho chúng tôi thương lược, trực tiếp quyết định. Nhìn bộ dạng của anh ta, thật sự chỉ sợ chúng tôi tranh công mà thôi. Tiếu tử đông nói đến hai chữ tranh công thì nhấp. Căn bản không cho thương lược, như vậy tất cả công lao sẽ là của dương quân tài, Vương Tử Quân không thể ngờ Dương Quân tài lại có thể làm ra sự kiện đến tình trạng như vậy, thế là trong lòng vừa tức giận vừa buồn cười. Được rồi, chuyện này anh cũng đừng quản, có vài người luôn thích tự dùng đá đập vào chân mình. Vương Tử Quân an ủi thiếu tử Đông hai câu, thiếu tử Đông cũng cười nói. "Chủ tịch Vương, tôi cũng không phải tức giận, chẳng qua là thật sự không thích kiểu cách như vậy mà thôi." "Đúng rồi, chủ tịch ngày mai Trình Vạn Thọ sẽ xuống thị sát tình huống công trình 315 ở huyện Lô Bắc, rõ ràng là xuống giữ thể diện sĩ dương quân tài. À, tử đông, anh cứ an tâm công tác, tôi biết rồi. Vương tử quân dặn dò tiếu tử đông một câu rồi khẽ đặt điện thoại xuống, nhưng lúc này trong lòng hắn thật sự có rất nhiều ý nghĩ đang quay cuồng. Sự việc đầu tư ở phương Nam nên chuẩn bị khui ra được rồi, nhưng mình cũng không thể nào làm cho xong được, chính mình chỉ là một vị cán bộ cấp chính huyện, có thể nói là người đỉnh cấp ở huyện Lô Bắc, nhưng đặt trên một vài sự kiện liên quan đến quốc gia, căn bản mình không thể nào có tư cách can thiệp. Chính mình không thể ra tay, vậy thì ai ra tay? Bố mình sao? Vương tử quân nghĩ đến bố mà trong lòng chợt có chút ý nghĩ mới, tuy giao cho bố mình là một lựa chọn rất tốt, thế nhưng bố mới tiến lên làm thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy được một năm, bây giờ đang chủ yếu đầu tư vào chữ ổn, nếu sự kiện này phát sinh cũng không có trợ giúp gì hay. Lâm Trạch Viễn Vương tử quân trầm ngâm một lát, trong lòng chợt xuất hiện gương mặt cơ trí của Lâm Trạch Viễn. Này học viên kia, anh không đi học mà trốn đến đây làm gì? Một giọng nói trầm thấp chợt vang lên bên tai vương tử quân, hắn đang trầm ngâm chợt chấn động cả người, trong lòng hắn lúc này chỉ đang mưu đồ về sự kia ẹn đầu tư phương Nam. Hắn ngẩng đầu lên, thấy có người đứng trước mặt khoảng 5 bước. Vương tử quân dùng ánh mắt dò xét nhìn trương lộ dai, nàng thật sự rất biết cách ăn mặc, giày da đen rất mềm mại, áo khoác mỏng, áo thun bó sát người, quần áo trên người làm người ta sinh ra cảm giác như nước chảy mây trôi, cơ thể yêu kiều và quyến rũ nhanh chóng trở nên nổi bật. Nàng nhìn qua thì có vẻ khá tùy ý nhưng lại ẩn giấu vẻ đẹp vô hạt, cũng chỉ có một chương lộ dai từ nhỏ sống trong an lành sung sướng mới có thể bùng nổ ra cảm giác quyến rũ như vậy. Ánh mắt phương tử quân và trương lộ dai tiếp xúc với nhau, hắn thấy nàng đang cười tủm tỉm nhìn mình, vẻ mặt thông minh của nàng có vẻ rất đắc ý. Vương tử quân cảm thấy trong lòng nóng lên, hắn nhìn khắp bốn phía, sau đó tiến lên ôm trương lộ dai vào lòng, sau đó dùng sức hôn xuống đôi môi đỏ mọng khiêu gợi của nàng. Trong lòng trương lộ dai chợt bùng lên một loại xúc động, lòng bàn tay đổ mồ hôi ròng ròng. Tuy cơ thể rất muốn hùa theo cảm giác mà vương tử quân mang lại, thế nhưng lúc này lý trí lại nhắc nhở nàng lên lui về phía sau. Chính vương tử quân cũng biết đây không phải là nơi mà mình có thể hồ đồ, thế cho nên sau khi hôn một cái thì cũng nhanh chóng thả Trương Lộ Giai ra. Cô Trương, mời cô ngồi. Vương Tử Quân nhìn gương mặt động tình của Trương Lộ Giai, hắn chỉ sang một chiếc bàn ở bên cạnh, sau đó cười tủm tỉm nói với Trương Lộ Giai. Trương Lộ Giai đối mặt với sự tùy tiện của Vương Tử Quân, nàng trừng mắt rồi mới nói. Cậu, cậu đúng là, chỉ biết hồ đồ. Hi hi, tôi chẳng qua chỉ trừng phạt một người hù dọa mình mà thôi. Vương Tử Quân chớp mắt vài cái với Trương Lộ Gai, sau đó bày ra bộ dạng cực kỳ đắc y nói: "Cậu đấy, chỉ biết ức hiếp tôi, chẳng lẽ tôi từ nhỏ đã là người cho cậu ức hiếp sao?" Trương Lộ Gai bày ra bộ dạng cực kỳ ai oán, hai bàn tay trắng nõn khoanh chặt trước ngực, thật sự rất có bộ dạng của người làm trị. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng giống hệt như một cô gái trẻ của Trương Lộ Gai, trong lòng chợt lóe lên cảm giác thương tiếc, nhưng lúc này đã có người đi đến dù còn cách xa hai ba chục mét thế nhưng hắn cũng không dám manh động chị lộ giai rõ ràng là chị ức hiếp tôi vương tử quân cũng bày ra bộ dạng ai oán hắn mỉm cười nói với trương lộ giai hắn đối mặt với ánh mắt quyến rũ của nàng hắn càng tỏ ra không kiêng nể gì trương lộ giai không khỏi đỏ mặt vì lời nói đùa giỡn của vương tử quân trong lòng nàng biết rõ lời nói của hắn có ý nghĩa gì nàng dùng ánh mắt hung hăng nhìn vương tử quân lúc này mới nói Bố tôi mời cậu đến nhà một chuyến vào tối nay." Trương Lộ giai nói xong cũng không chờ Vương Tử Quân trả lời, nàng nhanh chóng đi về khu ký túc xá trường đảng. Trương Đông Viễn gọi mình đến gặp mặt, là có chuyện gì? Vương Tử Quân chợt xuất hiện ý nghĩ như vậy, hắn chợt sinh ra một ý nghĩ mới. Cổng ủy ban xã Hà Loan, hơn 50 học sinh tiểu học lúc này đang đeo khăn quàng đỏ được chia làm hai hàng đứng thẳng người ở hai bên ủy ban. Hai cô gái khá xinh đẹp đứng ở vị trí đầu tiên. Cô gái đứng ở phía bên trái còn cầm trong tay một bó hoa hồng khá lớn. Tuy đã là mùa xuân thế nhưng cảm giác lạnh vẫn còn chưa tiêu tán hết. Đám học sinh tiểu học đã phải đến đây từ lúc 7 giờ sáng. Thế là gương mặt đứa bé nào cũng đỏ bừng bừng. Chủ nhiệm tôn, khi nào thì lãnh đạo mới đến. Một người phụ nữ trung niên ăn mặc theo kiểu giáo viên lại lên tiếng hỏi một viên cán bộ thanh niên ở bên cạnh mình. Khi nào đến thì đến, đây là điều chỉ cần hỏi sao. Cô giáo triệu. Công tác của cô chính là trông nom những đứa bé này, để chúng nó đứng ngay ngắn thành hàng, làm tốt công tác nghênh đón lãnh đạo. Tên cán bộ thanh niên dùng ánh mắt mất kiên nhẫn nhìn thoáng qua người phụ nữ trung niên được gọi là cô giáo triệu, sau đó nói tiếp. Nghi thức hoan nghênh này chính là một chiêu thức rất hay mà chúng tôi nghĩ ra được, chúng ta bây giờ nghênh đón lãnh đạo thành phố, nếu xảy ra vấn đề thì đừng nói là cô, ngay cả hiệu trưởng của cô cũng sẽ bị mắng cho té tát, thật sự không thoát được. Vâng, vâng. Cô giáo Triệu gật đầu như gà mổ thóc, tuy nàng rất đau lòng cho học sinh của mình, thế nhưng nàng không dám phản kháng với những người có thể nắm giữ vận mệnh của mình. Tên cán bộ thanh niên thấy cô giáo Triệu bị mình dọa cho sợ hãi thì nở nụ cười cực kỳ đắc ý, nhưng hắn cũng nhanh chóng thu lại nụ cười, tỏ ra cực kỳ nghiêm túc. Tút, tút, tút. Tiếng chuông máy nhắn tin vang lên từ trên người tên cán bộ thanh niên, hắn nghe thấy thế thì nhanh chóng lấy máy nhắn tin ra xem xét, thấy bên trên có 5 chữ đã đến vùng Giáp Danh. Chủ nhiệm Tôn thấy năm chữ này thì lập tức chạy đến trước mặt vị phó bí thư đứng cách đó không xa giống như ăn được thuốc kích thích. Bí thư Lan vừa rồi lái xe tiểu Hà của bí thư Triệu đã nhắn tin về, nói là lãnh đạo thành phố đã đi đến địa phận Giáp Danh, bí thư Triệu và chủ tịch Tiền đang nghênh đón lãnh đạo. Phó bí thư Lan là người chịu trách nhiệm ở lại ủy ban xã vì lúc này bí thư Triệu và chủ tịch Tiền đều đã chạy đến địa phận Giáp Danh đón lãnh đạo, sau khi nghe được báo cáo thì hắn trầm giọng nói: yêu cầu mọi người đề cao tinh thần, không cho ra bất kỳ nhiễu loạn nào khác. Lúc này đám người bắt đầu đề cao tinh thần, đám cán bộ nhanh chóng đứng thành hàng lối, đám học sinh tiểu học thì được cô giáo Triệu dẫn dắt, cả nhóm luyện tập hô lên hai lần khẩu hiệu hoan nghênh. Mọi người chờ đợi trong lo lắng, cuối cùng thì 7-8 chiếc xe cũng chậm rãi chạy đến, xe dừng lại, Trình Vạn Thọ tươi cười bước ra khỏi chiếc Audi, lão khẽ phất tay với hai hàng học sinh tiểu học đang hô lên khẩu hiệu chào đón chính mình cũng nhận lấy bó hoa tươi từ trong tay cô gái một cách rất có phong độ. Dương Quân Tài đứng bên cạnh Trình Vạn Thọ, hắn nhìn nụ cười trên gương mặt mập mạp của phó bí thư Trình, ánh mắt nhanh chóng rơi xuống người Triệu Trung Trạch ở bên cạnh mình, trong lòng càng có thêm vài phần tán thưởng về khả năng của người này. Trung Trạch này rõ ràng là đồng chí tốt. Trong lòng chợt xuất hiện ý nghĩ như vậy, thế là Dương Quân Tài chợt cười cười với Triệu Trung Trạch. Triệu Trung Trạch tuy đặt tất cả chú ý lên người Trình Vạn Thọ, thế nhưng hắn cũng cũng không dám chậm trễ với vị bí thư huyện ủy có quyền quyết định tương lai của chính mình. Hắn thấy nụ cười trên mặt Dương Quân Tài, hắn biết lần này xem như mình đã thành công. Tâm tình của Trình Vạn Thọ cực kỳ vui sướng, cùng nhóm cán bộ lãnh đạo xã Hà Loan đi vào trong phòng họp. Lúc này phòng họp đã được sắp xếp dọn dẹp thật sự tươi mới, màu cờ đỏ rực càng làm cho bầu không khí thêm phần trang nghiêm. Lúc này cô giáo triệu thầm thở dài một hơi, thầm nghĩ xem như tất cả đã xong nàng nhìn những gương mặt đỏ vì lạnh của đám học sinh, thế là thở dài một hơi khẽ nói: các em, sáng hôm nay được nghỉ, buổi chiều bắt đầu học lại. Vâng ạ. À, đám học sinh tỏ ra cực kỳ vui sướng, bọn họ dùng đủ mọi loại phương thức để biểu đạt cảm giác vui sướng của mình với cô giáo. Lúc này ở phía phòng học cách đó không xa cũng đang vang lên những tiếng vỗ tay rộn rã. Tất nhiên, Trình Vạn Thọ và Dương Quân Tài đã sắp xếp rất tốt cho chuyến kiểm tra thị sát lần này. Tất nhiên mọi thứ sẽ cực kỳ thuận lợi. Nhưng dù là như vậy thì những sắp xếp của xã Hà Loan cũng thật sự rất ngay ngắn và rõ ràng. Bí thư Trình, anh chờ một chút. Triệu Trung Trạch dùng hai tay đỡ Bí thư Trình Vạn Thọ, hắn dùng giọng cẩn thận nói. Trình Vạn Thọ đứng thẳng người trên đỉnh một ngọn núi nhỏ bên bờ sông, hắn khẽ cười nói với Triệu Trung Trạch. Tiểu Triệu, cậu không cần quá quan tâm như vậy, sức khỏe của tôi là rất tốt. Nhớ năm xưa vào thời điểm đại sản xuất, chính tôi đây tiếp nhận trọng trách đi cả chục km cũng không có vấn đề bí thư trình tôi cảm thấy sức khỏe của ngài còn mạnh hơn cả đám cán bộ trẻ tuổi tôi đây không phải đỡ ngài chính là muốn học tập mà thôi triệu trung trạch dùng giọng tràn đầy nịnh hót nói với trình vạn thọ trình vạn thọ cười ha hả hắn thật sự rất hưởng thụ lời nói của triệu trung trạch hắn gật đầu nói sức khỏe là tiền vốn của cách mạng các anh là cán bộ trẻ cũng không thể nào quá đặt nặng công tác mà bỏ qua sức khỏe của mình. Trình Vạn Thọ nói đến đây thì nhìn thoáng qua Dương Quân Tài nói: "Quân Tài, đặc biệt là cậu, càng cần chú ý sức khỏe của mình. Tôi nghe các đồng chí tuyến dưới nói cậu công tác thật sự không cần mạng, đến tận 12 giờ còn chưa chịu đi ngủ, như vậy thật sự là không tốt. Nếu cậu sinh bệnh vì công tác quá độ, như vậy tôi biết nói sao với lãnh đạo đây? Chính mình làm việc đến 12 giờ khi nào?" Dương quân tài thật sự có chút buồn bực, thế nhưng hắn cũng hiểu đó là vì Trình Vạn Thọ đang muốn khẳng định công tác của mình trước mặt đám cán bộ xã Hà Loan, cũng muốn cho mọi người biết Trình Vạn Thọ có quan hệ không tầm thường với Dương gia. Dù Dương quân tài biết Trình Vạn Thọ có tâm tư gì, thế nhưng hắn cũng vui vẻ tiếp nhận lời nói quan tâm của Trình Vạn Thọ. Vô tình bầu không khí hài hòa đã bùng lên và bao phủ cả đỉnh núi nhỏ. Lúc này trong lòng lưu truyền Pháp cũng có chút xúc động, nhưng xúc động cũng không phải vì nguyên nhân đứng trên đỉnh núi, cũng không phải vì bên dưới chân núi là tình cảnh dê bò thành đàn. Hắn xúc động vì trước mặt hắn chính là các vị lãnh đạo có thể vung tay chỉ điểm Giang Sơn. Gió xuân thổi lên, dê bò thành đàn, quân tài, các cậu thật sự làm công tác rất tốt, chú trọng công tác tăng thu nhập cho nhân dân, dựa lưng vào nông nghiệp, ý nghĩ này là rất tốt, hiệu quả càng tốt hơn, thực tế đã chứng tỏ huyện Lô Bắc có bước phát triển mới dưới sự lãnh đạo của cậu. Trình Vạn Thọ chỉ vào những đàn dê bò bên dưới mà không khỏi lớn tiếng nói. Đối với những cán bộ có khả năng khai sáng sự nghiệp thì tổ chức luôn thực hiện phương án đưa bọn họ tiến lên vị trí quan trọng, ví dụ như Tiểu Lưu, thật sự công tác rất tốt, từ phòng tổ chức thị ủy xuống huyện Lô Bắc, bây giờ đã nhanh chóng thích ứng với công tác. Tôi thấy cậu ấy không những là một chủ nhiệm văn phòng huyện ủy cực kỳ hợp cách, còn có thể trở thành một trợ thủ hợp cách. Trợ thủ hợp cách thì ít nhất cũng là phó bí thư nếu nói tốt thì sẽ có thể trở thành chủ tịch huyện, mà khả năng tiến lên vị trí chủ tịch huyện rõ ràng là lớn nhất. Lưu truyền pháp nghe thấy vậy thì sao không xúc động, trên quan trường chỉ cần có sự ủng hộ của lãnh đạo thì chuyện xấu cũng biến thành tốt, lúc này hắn hận không thể xảy bước đến trước mặt bí thư trình để biểu đạt cảm giác thật sự trong tận đáy lòng mình. Đúng vậy, điều này còn phải cảm tạ anh Trình, nếu như anh không phái truyền pháp đến bên cạnh tôi, sợ rằng tôi cũng sẽ cảm thấy luống cuống tay chân. Dương quân tài thật sự cho ra đánh giá rất cao với lưu truyền pháp, điều này làm cho lưu truyền pháp cảm thấy ngọn núi cao hẳn lên, trời càng xanh, mâu càng trắng, càng bóng. Trình vạn thọ nhìn đám người túm tụng quanh mình, trong lòng thật sự rất thỏa mãn, đồng thời lại cực kỳ hài lòng về những sắp xếp tiếp đãi của huyện Lô Bắc vào ngày hôm nay. Nhưng hôm nay mục đích chủ yếu của hắn đến huyện Lô Bắc cũng không phải chỉ là kiểm tra những thứ này, hắn còn có một số việc cần bàn bạc với Dương quân tài. Trình Vạn Thọ đưa mắt nhìn đám dê bò thành đàn bên dưới, sau đó hắn khẽ vẫy vẫy tay với Dương Quân Tài, tỏ ý cho Dương Quân Tài đến bên cạnh mình. Dương Quân Tài nhanh chóng tiến lên hai bước đến bên cạnh Trình Vạn Thọ, Lưu Truyền Pháp thấy Dương Quân Tài di chuyển thì đi theo bản năng, nhưng ánh mắt hắn nhìn thoáng qua triệu Trung chạy ở phía sau, phát hiện đối phương không nhúc nhích, thế là thầm nghĩ có vấn đề, cũng lập tức dừng bước đứng ngay lại. Các vị lãnh đạo có chuyện cần bàn với nhau lúc này mình tiến lên không phải tự làm mất mặt sao. Quân tài, làm rất tốt, lúc này khắp nơi đều là dê bò, xem như là thành tích cực kỳ tốt đẹp của cậu ở huyện Lô Bắc. Nhưng cậu có thành tích cũng không nên mãi cất giấu, phải học cách ngẩng đầu đi lại, không thể vùi đầu kéo xe mãi được. Cậu phải làm cho lãnh đạo biết rõ, biết cậu là người có khả năng, hơn nữa có thể làm tốt mọi việc, chỉ như vậy mới không bị mai một. Trình vạn thọ nhìn dương quân tài rồi dùng giọng thấm thiên nói chương 348, năm vô chiêu thắng hữu chiêu. Dù là những lời lẽ bình thường nhưng Dương Quân Tài vẫn nghe và liên tục gật đầu, nhưng trong lòng hắn cũng thật sự không đặt nặng những lời nói của Trình Vạn Thọ. Nếu hắn muốn che giấu thì cũng không vung roi lên đốc thúc Hàn Minh Khải làm tốt công tác tuyên truyền ra khắp tỉnh. Bí thư Trình nói rất đúng, nhưng phương diện này tôi cũng có chút khó xử, tôi không có nhiều quan hệ ở thành phố, thế cho nên kính xin bí thư Trình hỗ trợ nhiều hơn. Dương Quân Tài nói làm cho Trình Vạn Thọ cười lên ha ha, Dương Quân Tài yêu cầu hắn hỗ trợ, tất nhiên hắn sẽ không chối từ. Hắn khẽ chỉ về phương xa nói. Quân Tài, cậu cứ yên tâm, có tôi ở thành phố, cậu sẽ không bị hại. Người có quan hệ tốt với Dương Quân Tài ở thành phố An Dịch cũng chỉ còn lại các trường lễ, mà bây giờ Trình Vạn Thọ căn bản không nhắc đến các trường lễ, tất nhiên các trường lễ chỉ được xem là người thứ yếu mà thôi. Quân Tài cậu có biết bây giờ thứ gì là quan trọng với cậu không? Trình vạn thọ trượt thay đổi chủ đề, hắn đột nhiên quay sang hỏi Dương Quân Tài. Quan trọng nhất với mình chính là tuyên truyền chiến tích này ra ngoài, nhưng Dương Quân Tài cũng không trả lời. Sau khi đi vào huyện Lô Bắc thì hắn đã có vài lần nối quan hệ với Vương Tử Quân, hắn càng ngày càng cảm thấy mình trưởng thành hơn. Hắn biết rõ lúc này Trình Vạn Thọ đang khoe khoang, tuy trong lòng xem thường tư thái của đối phương, thế nhưng ngoài miệng lại nở nụ cười thỉnh giáo nói. Kính xin chú Trình dạy bảo cho. Trình Vạn Thọ tất nhiên rất thỏa mãn với cách xưng hô như vậy của Dương Quân Tài, tuy hắn đứng trước mặt Dương Độ Lục không dám xưng em gọi anh, nhưng hắn lại cực kỳ hưởng thụ tình huống được Dương Quân Tài gọi là chú. Quân Tài, chúng ta đều là người một nhà, cũng không cần khách khí như vậy. Theo ý tôi thì lúc này quan trọng nhất đối với cậu ngoài phương diện tuyên truyền chiến tích ra bên ngoài thì chính là nâng cao cấp bậc hành chính của mình. An Dịch đã là thành phố cấp phó bộ bây giờ tôi cũng đã là cấp bậc chính sảnh, mà cậu là lãnh đạo huyện ủy cũng có thể tăng lên cấp phó phòng. Trình Vạn Thọ hít mắt lại, khi hắn nói đến cấp bậc hành chính của mình thì không khỏi có chút vui vẻ và đắc ý. Dương quân tài vốn có chút biểu hiện không quá chú ý, bây giờ hắn chợt trở, trở nên cực kỳ nghiêm túc. Hắn là một thành viên của gia tộc Hùng Mạnh, tuy hắn cuồng vọng nhưng cũng biết cấp bậc phó phòng có ý nghĩa thế nào, đó không phải chỉ đơn giản là tiến lên một cấp, đôi khi nó là cả bậc thang, có ý nghĩa tiến dần lên phía trước, tranh lệch một bước hoặc là một bậc thang sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh chính trị vài chục năm sau. Cán bộ cấp phó phòng Vương tử quân nghĩ như vậy mà trong đầu không khỏi nóng lên, hắn hít vào một hơi thật sâu nói. Chú Trình, lúc này cháu nên làm thế nào đây? Cậu cũng không cần làm gì khác, chỉ cần cậu tuyên truyền tốt thành tích của mình, nhận được sự thừa nhận của lãnh đạo thượng cấp là xong, những chuyện khác cứ để tôi làm. Trình vạn thọ dùng bàn tay mập mạp vỗ lên vai của Dương Quân Tài, sau đó hắn cười tủm tỉm nói. Dương Quân Tài hít vào một hơi thật sâu, cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại, lúc này mới nói. Chú Trình, chú nói xem, có nên mời chủ tịch Tề xuống thăm một chuyến không? Mời Tề Chính Hồng tất nhiên sẽ ném cho Dương Quân Tài một thể diện rất lớn, chỉ cần nhận được lời khẳng định của Tề Chính Hồng, như vậy sẽ cực kỳ có lợi cho Dương Quân Tài. À, chủ tịch Tề đến thì quá tốt nhưng nếu mời được chủ tịch hào đến thăm thì càng hay hơn. Trình Vạn Thọ nói đến Tề Chính Hồng thì khóe mắt có chút ghen ghét, thế nhưng hắn che giấu rất tốt, dù là Dương Quân Tài đứng ngay bên cạnh cũng không thể phát hiện ra được. "Cháu sẽ đi mời chủ tịch Tề đến huyện Lô Bắc một chuyến." Dương Quân Tài phất tay, hắn hạ quyết tâm nói, nhưng ngay sau đó hắn lại thay đổi đề tài. "Chú Trình, chú có từng nghe nói đến hạng mục đầu tư bất động sản ở phương Nam không? Cháu có một người bạn đang đầu tư rất mạnh." chỉ cần vài tháng là có lợi nhuận gấp vài lần, nếu thím ở nhà có hứng thú thì cứ đến tìm cháu, cháu sẽ cho ra vài phần. Những chuyện thế này thì Dương Quân Tài căn bản không tính nói cho Trình Vạn Thọ, thế nhưng lúc này hắn càng cảm thấy mình có việc cần nhờ đến Trình Vạn Thọ, thế là cũng không tỏ ra keo kiệt. Trình Vạn Thọ cũng từng nghe nói đến bất động sản ở phương Nam, thế nhưng hắn cũng không hiểu quá rõ, vì vậy cũng không có tính toán đầu tư. Nhưng lúc này thì khác, Dương Quân Tài nhắc đến chuyện này Trình Vạn Thọ sao có thể phản đối? Dương Quân Tài là ai? Chính là con trai của Dương Độ Lục, chính là đại nhân vật trong mắt Trình Vạn Thọ. Loại người như vậy mà kinh doanh thì sẽ sinh ra sự kiện thâm hụt sao? Tốt, vậy xem như cho thím của cháu bận rộn một chút. Vợ tôi suốt ngày ở nhà không có việc gì làm, bây giờ có việc quấn lấy thân cũng tốt. Trình Vạn Thọ nở nụ cười tự giễu chính mình, càng tỏ ra thân mật với Dương Quân Tài. Gió núi thổi lên. Tuy lúc này phong cảnh vẫn như cũ thế nhưng Dương Quân Tài lại sinh ra cảm giác khác hẳn vừa rồi. Nếu như nói vừa rồi hắn nhìn qua chỉ là chút thành tích áp chế đối thủ, bây giờ hắn lại thấy đó là chiếc ghế phó phòng rực rỡ hào quang chờ mình. Bí thư huyện ủy cấp phó phòng, với quan hệ của nhà mình thì vài năm nữa tiến lên làm chủ tịch thành phố cũng không phải không thể được. Nếu mình là chủ tịch thành phố, như vậy sẽ là nhân vật quật khởi hành đầu của thế hệ thứ ba trong dương gia, chính mình đứng đầu chứ không còn bất kỳ ai khác trong đầu dương quân tài chợt lóe lên một ý nghĩ như vậy hắn chợt cảm thấy một con đường đi đến tương lai đầy hào quang xuất hiện trước mặt chú trình nghe nói khóa huấn luyện ở trường đảng sắp kết thúc đã có sắp xếp gì chưa dương quân tài cũng không nói rõ tên hắn chỉ dùng giọng nặng nề hỏi trình vạn thọ tất nhiên hiểu lời nói của dương quân tài đang chĩa về phía ai hắn khẽ nhíu mày lại nói còn chưa có chỉ định về sắp xếp của cậu ta nhưng nghe nói bí thư trịnh Đông Phương chuẩn bị điều người này đến làm phó thư ký trưởng văn phòng thị ủy. Phó thư ký trưởng văn phòng thị ủy. Dương quân tài vô thức lập lại câu nói của Trình Vạn Thọ, trong lòng chợt bùng lên cảm giác ghen ghét. Vị trí của vương tử quân tuy thật sự thua kém cấp phó phòng của mình, thế nhưng vương tử quân cũng có thể lên cấp phó phòng cũng ít nhiều làm hắn cảm thấy không cam lòng. Chú Trình, có biện pháp nào cho hắn rời khỏi thành phố An Dịch để đi đến địa phương khác, ví dụ như đến thành phố Lang Mộc làm một vị huyện ủy chẳng hạn. Dương quân tài nháy mắt, hắn khẽ lên tiếng với Trình Vạn Thọ. Đi đến thành phố Lang Mộc. Vẻ mặt Trình Vạn Thọ có hơi biến đổi, hắn hiểu ý nghĩ của Dương quân tài, hắn biết thành phố Lang Mộc là nơi nào, chính là nơi mà thế lực Dương ra tập trung cao độ nhất. Bí thư thị ủy Lang Mộc chính là một nhân vật quyền lực thuộc số ít ở tỉnh Sơn Nam, càng là người được Dương độ lục một tay để bạt lên. Nếu sắp xếp phương tử quân đến thành phố Lang Mộc, dù vương tử quân có thủ đoạn mạnh mẽ thế nào cũng bị áp chế không thể ngóc đầu lên đó là một ý kiến rất hay nếu là cán bộ bình thường thì trình vạn thọ sẽ không làm như vậy nhưng đối với một kẻ ra bài không theo quy tắc như vương tử quân hắn là một vị lãnh đạo nắm quyền nhân sự ở thành phố an dịch cũng cảm thấy có chút bất lực quân tài lúc này cũng không nên làm việc quá phức tạp cho dù hắn thành phó thư ký trưởng văn phòng thị ủy như vậy sau này đường phát triển cũng không lớn càng không thể nhanh bằng cậu Vài năm sau hai bên sẽ hoàn toàn cách biệt nhau, đến lúc đó không phải thích làm gì thì làm rồi sao? Chương 349, ai làm loạn tôi sẽ gỡ mũ ô sa của kẻ đó. Trình Vạn Thọ lên tiếng cực kỳ uyển chuyển, thế nhưng Dương Quân Tài lại cảm nhận được sự bất lực của bí thư Trình, thế là cảm thấy không cam lòng, nhưng hắn cũng chỉ có thể chấp nhận kết quả này mà thôi. "Cháu biết rồi chú Trình." Dương Quân Tài cười cười với Trình Vạn Thọ rồi tiếp tục nói, cứ để cho hắn thích chạy đi đâu thì chạy trước mắt điều cấp bách là chúng ta phải làm sao cho thật tốt vương tử quân không phải chỉ đến trại an dưỡng phân khu tỉnh sơn nam một lần hắn cũng không đi cùng trương lộ giai hắn nhanh chóng đi đến căn nhà của trương lão gia tử mùa xuân ấm áp gió ấm phả vào mặt có chút hương vị của mùa hè lúc này trong sân vườn đã có vài phần sắt xanh không gian bừng bừng sức sống làm cho người ta cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều tử quân đến rồi đấy à vào đây Trương lão gia tử đang cầm xẻng xới đất, khi thấy vương tử quân tiến đến thì cười nói: "Chào ông." Vương tử quân đi đến bên cạnh Trương lão gia tử, hắn vươn tay muốn giúp đỡ, lại bị Trương lão gia tử chặn lại. Lão phất phất tay nói: "Những chuyện vật thế này cứ để tôi vất vả cho xong, nếu có cậu trợ giúp, sợ rằng hai ngày sau tôi cũng không còn việc gì làm." Vương tử quân cười cười xoa xoa tay, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt đứng bên cạnh mà thôi trương lão gia tử vừa ngồi xuống sới đất vừa cười nói với vương tử quân. Tiểu tử cậu cũng xem như đã thành ra lập nghiệp, sau này cần công tác cho tốt, cũng không được lơ là. Vương tử quân tất nhiên sẽ không nói gì hơn với những lời căn dặn của trưởng bối, hắn chỉ có thể gật đầu lắng nghe mà thôi. Hắn đang thầm suy đoán xem trương lão gia tử đang muốn dạy bảo mình điều gì, lại đúng lúc nghe lão nổi tính trẻ con trêu chọc. Tôi nghe nói chiếc xe kia của cậu có giá hơn chục triệu, khi nào thì đưa đến đây cho ông già này chạy vài vòng. Chiếc xe kia là của công ty đưa cho Tiểu Bắc, cháu chỉ là một người được hưởng phúc của cô ấy mà thôi. Vương Tử Quân cũng không dám lên mặt với Trương lão gia tử. Thôi đi, tiểu tử cậu nói cũng như không, cậu cho rằng tôi không biết chuyện của cậu sao? Tập đoàn Quân Thành nói cho Tiểu Bắc, thực tế không phải là vì mối quan hệ giữa cậu và tập đoàn Quân Thành sao? Nhưng tôi cũng thừa nhận rằng cậu làm việc rất tốt. Nhưng sau mỗi việc thì cần phải lo lắng đầy đủ hơn, có biết không?" Trương lão gia tử nói làm cho Vương Tử Quân có chút xấu hổ, hắn ngại ngùng gãi đầu, cũng không thể giải thích cho rõ ràng, chỉ có thể vâng lời lắng nghe mà thôi. "Được rồi, cậu cũng không cần mất thời gian ở đây với tôi, người cậu cần tìm đang ở trong nhà, cậu đi vào đi." Vương Tử Quân lúc này thật sự có chút khó xử, sau khi nghe thấy Trương lão gia tử lên tiếng thì thật sự giống như được đại xá hắn cũng không dám ở lâu mà nhanh chóng đi vào nhà. Trong nhà của Trương Lão Gia Tử, Trương Đông Viễn là trưởng phòng xây dựng tỉnh Sơn Nam đang đeo tạp dề làm văn thắn, Lão đã sớm nghe được những lời đối thoại của Vương Tử Quân và Trương Lão Gia Tử ở bên ngoài sân. Lúc này Vương Tử Quân đi vào nhà, Lão khẽ gật đầu cho Vương Tử Quân ngồi xuống. Trương Đông Viễn lúc này thật sự có vẻ rất thanh nhàn, hai bàn tay trắng mềm được bảo dưỡng cực tốt đang vân vê sủi cảo nói thật thì cách ăn mặc của lão vào lúc này có chút buồn cười thế nhưng vương tử quân nhìn qua và có chút cảm động hắn cũng không ngồi xuống theo ý của trương đông viễn hắn đi rửa tay thật sạch sau đó cùng nhào sủi cảo với trương đông viễn ông cụ thích ăn sủi cảo vừa vặn hôm nay tôi rảnh thế cho nên mới có thể ra tay trương đông viễn đặt một cái sủi cảo lên khay rồi mỉm cười nói với vương tử quân lúc này vẻ mặt trương đông viễn rất dịu dàng hòa ái căn bản giống như một ông lão hàng xóm vương tử quân cười cười không tiếp lời dù trong lòng hắn có chút cảm động vì lòng hiếu thảo của trương đông viễn với trương lão gia tử thế nhưng hắn là một vãn bối đặc biệt là đối mặt với bố vợ không có danh phận của mình hắn cảm thấy phương án thích hợp nhất với mình chính là tươi cười chống đỡ mà không nên lên tiếng cậu cảm thấy thế nào với lời mời của bí thư nhiếp khi vương tử quân đang suy xét về vài vấn đề có liên quan thì trương đông viễn chợt thay đổi chủ đề lão hỏi vương tử quân đã hạ quyết tâm từ sâu trong lòng đã chọn ra con đường đi cho mình, nhưng lúc này hắn cũng không tình nguyện nói ra lời từ chối, dù sao cũng phải chừa đường lui cho chính mình. Cháu còn chưa suy xét kỹ càng, đây thật sự là một cơ hội rất tốt, thế nhưng đối với cháu, cháu cũng tình nguyện muốn đi xuống địa phương công tác và cho ra thành tích. Vương tử quân dùng giọng lập lờ nước đôi để cố ý kéo dài thời gian cho ra đáp án. trương Đông Viễn đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, lão có vài phần hảo cảm với tên cán bộ thanh niên đang lẳng lặng ngồi trước mặt mình làm văn thắn. Cơ hội tốt như thế này thật sự làm cho không ít kẻ động tâm nhưng người này vẫn giữ được vẻ ung dung bình thản, không nóng không vội, không thể không làm cho người ta bội phục. Nếu so sánh với vương tử quân thì trương thiên tâm thật sự kém hơn rất nhiều, nếu như lộ dai không phải lớn hơn vương tử quân vài tuổi, nếu gả cho vương tử quân, như vậy cũng không đến mức làm cho cả nhà lo lắng như bây giờ. Trong đầu Trương Đông Viễn thật sự có rất nhiều ý nghĩ, thế là vô tình lão không nói gì, cả gian phòng chỉ còn lại âm thanh Vương Tử Quân và Trương Đông Viễn làm văn thắn mà thôi. Chú Trương, cháu nghe nói bên dưới có không ít địa phương ném tiền đi đầu tư bất động sản ở phương Nam. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát, sau đó hắn đi thẳng vào vấn đề. À, đúng vậy, thật sự là không ít. Trương Đông Viễn tỉnh táo trở lại trong lúc suy nghĩ mông lung, lão thuận miệng nói. Chú Trương, chú cảm thấy điều này có bình thường không? Vương Tử Quân nhìn ra vẻ mặt đối phó qua loa của Trương Đông Viễn, hắn cũng thấy đối phương không quá quan tâm, không đặt trong lòng. Thế nhưng hắn đã hạ quyết tâm, tất nhiên sẽ không đơn giản bỏ qua cho tính toán của mình. Bình thường không? Vì sự việc cách mình khá xa nên Trương Đông Viễn cũng không quá quan tâm, bây giờ nghe được câu hỏi của Vương Tử Quân, còn có nhiều lời đồn đãi vào thời gian qua, lão chậm rãi trở nên ngưng trọng. Lão là một vị trưởng phòng xây dựng tất nhiên sẽ không xa lạ gì các ban ngành kiến trúc xây dựng, trước kia lão không nghĩ về nó, bây giờ nghĩ đến và thấy có gì đó là lạ. Chú thử nghĩ xem, vào thời điểm mà người dân thu nhập chưa đến 500 đồng một tháng, chú xem có bao nhiêu người tình nguyện mua nhà với giá 7.000 một mét vuông. Bây giờ lại có quá nhiều người đầu tư, có quá nhiều công ty bất động sản nhảy vào kinh doanh với đơn vị tính bằng số ngàn, hơn nữa ai cũng đầu tư lớn, nhưng tiền lấy từ đầu ra. Điều này không kỳ quái sao? Vương Tử Quân thấy Trương Đông Viễn tỏ ra trầm ngâm thì cũng không quên tấn công dồn dập. Vẻ mặt Trương Đông Viễn càng trở nên ngưng trọng khi Vương Tử Quân đưa ra một loạt câu hỏi liên quan đến nhiều vấn đề khác nhau, bàn tay đang làm việc cũng chậm rãi dừng lại. Lão trầm ngâm một lát, sau đó nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân nửa phút, cuối cùng mới nói: "À, thật sự là không bình thường. Chú Trương, chú có nghe qua câu nói bong bóng kinh tế chưa?" vương tử quân cũng không nhún nhường trong tình huống mặt đối mặt với trương đông viễn cái bong bóng này nhìn thì có vẻ đầy màu sắc nhưng từ khi xuất hiện thì vận mệnh của nó đã bị chú định rồi cậu nói đó là bong bóng kinh tế trương đông viễn tất nhiên biết rõ vương tử quân đang nói về điều gì thật ra lúc này lão đã thừa nhận cách nói của vương tử quân nhưng nghĩ đến những điều tốt đẹp mà báo chí đưa tin lão thật sự vẫn cảm thấy khó tin vương tử quân không trả lời mà nhìn chằm chằm vào hai mắt trương đông viễn dùng ánh mắt để biểu hiện thái độ của mình. Trương Đông Viễn là trưởng phòng xây dựng, trí tuệ chính trị cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể so sánh được. Lão nghĩ đến những lời phân tích hợp lý của Vương Tử Quân, thế là không khỏi sinh ra cảm giác nghe tiếng nhạc biết lời bài hát. Vương Tử Quân sẽ không lên tiếng với mình một cách vô duyên vô cớ như vậy. Trương Đông Viễn trầm ngâm dây lát rồi mới lên tiếng. Cậu đã phát hiện nguy cơ của sự việc, vì sao không công bố ra ngoài? Cháu còn quá trẻ cũng không ai tình nguyện tin cháu. Vương Tử Quân khẽ cười rồi nói tiếp: "Nhưng chú Trương thì khác, chú là cán bộ cấp sở, còn ở trên vị trí trưởng phòng xây dựng, đối với chú thì đây chính là sự việc nằm trong phạm vi nghiệp vụ. Nếu chú cho ra ý kiến của mình, cháu nghĩ rằng nó sẽ sinh ra hiệu ứng cực lớn." Lúc này Trương Đông Viễn chợt rơi vào trầm tư, Vương Tử Quân nói rất đúng, lão là trưởng phòng xây dựng, là cán bộ cấp chính sảnh, nếu so về độ nặng thì không biết hơn Vương Tử Quân bao nhiêu bậc nhưng trí tuệ chính trị nói cho lão biết, những lý do kia nhìn có vẻ vượt qua thử thách, thế nhưng thực tế lại căn bản không quá cân nhắc. Trước kia Trương Đông Viễn căn bản không chú ý đến vấn đề này, còn chưa cảm giác được gì, nhưng bây giờ càng nghĩ càng thấy sự việc thật sự là như vậy. Vương Tử Quân nếu đưa những lời phân tích của mình lên báo, tin chắc sẽ có nhiều người thông qua phân tích của Vương Tử Quân để cho ra quyết đoán. Đến lúc đó có ai quan tâm người cho ra bản phân tích là một cán bộ cấp huyện, Nói cách khác thì Vương Tử Quân không phải không là lựa chọn tốt nhất, chưa nói đến những thứ khác, bố của Vương Tử Quân là Vương Quang Vinh, bây giờ Vương Quang Vinh đã là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy tỉnh Chiết Giang, nếu nói về vị trí thì cao hơn mình không biết bao nhiêu lần, không phải nói ra sẽ càng thích hợp hơn sao? Vương Tử Quân ném một công trạng lớn như vậy cho mình, đây tuyệt đối là một phần nhân tình lớn. Trương Đông Viễn nghĩ đến những lời nhận định sau khi mình cho ra lời phân tích, lão thật sự cảm thấy rất động lòng. Trương Đông Viễn là một cán bộ cấp chính sảnh, bất cứ lúc nào lão cũng tìm mọi cách để nhảy qua cánh cửa cấp phó bộ, dù nhìn qua thì chỉ còn cách cánh cửa một bước ngắn, thế nhưng muốn qua thì thật sự rất khó khăn, thế nên lão thật sự cảm thấy xúc động thay cho mình. Không hiểu kinh tế chính là một uy hiếp rất lớn với Trương Đông Viễn, cũng vì lão chưa từng xuống tuyến cơ sở nhận chức, thế cho nên bốn chữ trên lúc nào cũng được người ta sử dụng để đánh giá về lão. Khi công tác kinh tế càng được coi trọng thì bốn chữ kia giống như một ngọn núi ép lên người làm lão thật sự khó thở. Nhưng nếu Trương Đông Viễn cho ra những lời phân tích về tình huống bong bóng kinh tế vào lúc này, như vậy sẽ là một đòn phản kích cực mạnh. Chỉ cần được thượng cấp nhận định, hơn nữa lại được nghiệm chứng bằng tình hình đầu tư bất động sản ở phương Nam, như vậy thì còn ai có thể ngăn cản lão tiến lên vị trí phó chủ tịch tỉnh ở ngay trước mắt được. Tử Quân, mặc kệ kết quả thế nào, chú Trương vẫn phải cảm ơn cháu. Trương Đông Viễn ngẩng đầu lên rồi trầm giọng nói với Vương Tử Quân. Lão là người đứng đầu một ban ngành quan trọng trong tỉnh, tất nhiên sẽ sát phạt quyết đoán hơn người bình thường, chỉ sau nháy mắt đã hạ quyết tâm rất rõ ràng. Vương Tử Quân nhìn ánh mắt kiên định của Trương Đông Viễn, hắn khẽ gật đầu. Bố vợ hờ của mình dù có nhiều mặt bị áp chế, thế nhưng lại rất mạnh mẽ ở phương diện quyết đoán, lại cơ trí quả cảm, có thể nói đủ quyết đoán để tiến lên làm lãnh đạo. Chúng ta là người một nhà, chú Trương Ngài cũng đừng khách khí như vậy." Vương Tử Quân vừa nhanh tay làm sủi cảo vừa dùng giọng nghiêm túc nói. Trương Đông Viễn tất nhiên sẽ rất vui vì lời nói hai nghĩa của Vương Tử Quân, lão cũng không quan tâm đến tình huống bột mì còn dính trên tay, lão khẽ vỗ lên vai Vương Tử Quân rồi cười ha hả nói. "Tiểu tử cậu nói rất đúng, chúng ta là người một nhà, chú cảm ơn cậu thì cũng có vẻ xa lạ." Trương Đông Viễn thật sự dùng lực không nhỏ làm cho Vương Tử Quân cảm thấy đau vai. Thế nhưng lúc này hắn nghĩ không phải là vì cảm giác đau này, hắn đang thầm nghĩ rằng nếu vị bố vợ này biết chuyện của mình và Trương Lộ giai, không biết có thật sự nhận là người một nhà không nữa. Ý nghĩ xấu xa như vậy lóe lên trong đầu Vương Tử Quân, hắn vẫn quyết định bày ra bộ dạng vui mừng. Khi hai người đã quyết định sự việc thì chợt nghe thấy bên ngoài vang lên âm thanh của Trương Lộ giai. Hai người đang nói đến chuyện gì vậy? Sao lại vui sướng như thế? Trương Lộ giai vốn sẽ không đến đây nhưng nàng vì lo lắng cho vương tử quân, thế nên do dự một chút và cuối cùng vẫn đi đến nhà của trương lão gia tử. Có trương lộ dài gia nhập thì hai người đàn ông làm sủi cảo sẽ mất đi rất nhiều việc để làm, hai bàn tay linh xảo của nàng vân vê qua lại thì một mớ sủi cảo to đẹp đã xuất hiện trên khay. Khi có rất nhiều sủi cảo xuất hiện, trương đông viễn và vương tử quân nãy giờ làm không được bao nhiêu cái, bọn họ thật sự cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng hai người bọn họ cũng không nhắc đến chuyện vừa rồi, sau khi dùng cơm với trương lão gia tử và bố con trương lộ dai, vương tử quân rời khỏi trương gia. Gió thổi khe khẽ làm cho mái tóc tung bay, vương tử quân chợt nghĩ đến tình huống trương lộ dai nhận lệnh tiến chân mình, nàng dùng bàn tay mềm mại trắng như tuyết để bắt chặt tay mình. Tút, tút, tút. Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ tình huống trầm lắng của vương tử quân, hắn cầm lấy điện thoại lên và bấm nút nghe, chợt nghe thấy đầu dây bên kia vang lên giọng điệu rồn rập và vui sướng của Hàn Minh Khải. Chủ tịch Vương, Triệu Trung chạy ở xã Hà Loan thật sự rất lớn gan, hôm nay Trình Vạn Thọ đi xuống xã Hà Loan kiểm tra thị sát công trình 315, tiểu tử kia rõ ràng tìm ra vài ngàn người khoác bạc trắng để giả làm dê cừu. Bổ sung thêm đàn gia súc chính là biện pháp bù đắp mà Vương Tử Quân nghĩ rằng Dương Quân Tài sẽ lựa chọn vào lúc này, nhưng hắn nghe thấy Hàn Minh Khải báo cáo như vậy thì cũng thật sự kinh ngạc, nhưng sau đó lại cảm thấy buồn cười và bi ai. Tiếp trước hắn cũng nghe thấy nhiều lời đồn đãi như vậy, không ngờ những trò kia lại được diễn ở huyện Lô Bắc. Sức sáng tạo của con người thật sự là vô hạn. Vương Tử Quân nói cười vài câu với Hàn Minh Khải, hắn cảm thấy trái tim của mình đang nhảy lên rất rõ ràng. Tuy hắn đã chuẩn bị đối với những trò mà Dương Quân Tài đã làm ra, nhưng tất cả những trò kia đều không phù hợp, vì giết địch một ngàn mà tổn hại mình tám trăm, nhưng bây giờ Dương Quân Tài có sơ hở lớn như vậy, thật sự là cơ hội tốt. Vương Tử Quân khẽ cất bước dưới bầu trời đêm, trong lòng liên tục suy nghĩ về kế sách của mình. Khi hắn đã suy xét chu toàn thấu đáo thì bước chân cũng đã đi về phía căn nhà ổ tình yêu của mình và Trương Lộ Giai. Vương tử quân đẩy cửa đi vào, hắn thấy Trương Lộ Giai đang ôm một con gấu bông khá lớn ngủ ngồi trên ghế sa lông. Hắn nhìn bộ dạng nằm ngủ thật sự ngọt ngào của Trương Lộ Giai, nhìn gương mặt ửng đỏ giống như một đứa bé của nàng, trong lòng hắn chợt bùng ra vài phần yêu thương. Vương tử quân khẽ lay Trương Lộ Giai, tất nhiên nàng sẽ tỉnh lại ngay sau đó. Trương lộ dai nhìn vương tử quân, nàng khẽ cọ sát mặt lên người hắn, sau đó dùng giọng không buông tha nói. Thành thật khai báo, hôm nay cậu rốt cuộc làm gì ở nhà ông, cậu đã nói gì với bố chị, cậu thấy gì khác lạ không, ông ấy còn tỏ ra thân thiết với cậu hơn cả con gái nữa đấy. Ngay từ lúc đầu thì mối quan hệ giữa Trương Lộ Giai và Vương Tử Quân đã là không đúng, nàng thừa nhận hai bên đi đến ngày hôm nay là do mình chủ động, vì ngày hôm đó mình quá xúc động, hơn nữa hắn lại hấp dẫn chính mình. Hắn là một người đàn ông trưởng thành, cơ trí, khôn khéo, giỏi giang, thật sự có sức quyến rũ mà khó có người phụ nữ nào chịu đựng được. Nếu mất đi hoặc bỏ qua một người đàn ông có thể làm cho đám phụ nữ cảm thấy đỏ mắt tim đập chân run như vậy thì thật sự là khó thể tưởng được, dù cảm giác yêu này do nàng chủ động, thế nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận dù Vương tử quân có bao nhiêu người phụ nữ ở bên cạnh, chính nàng cũng thừa nhận và vẫn yêu hắn. Vương tử quân cảm nhận được tình cảm từ người phụ nữ đang vặn vẹo trong lòng mình, trong lòng hắn chợt sinh ra ý nghĩ làm thịt người chị này ngay tại chỗ. Bàn tay hắn nhanh chóng xuyên qua quần áo tiến vào áp lên hai ngọn núi của TLG, hắn cười nói. Con rể cũng là nửa đứa con, tất nhiên chú Trương gặp mặt con rể thì càng lúc càng thích. Cậu đúng là bại hoại. Trương lộ dai khẽ vỗ vào người vương tử quân một cái nhưng trong mắt lại tràn đầy ngọt ngào, rõ ràng nàng rất hưởng thụ những lời nói này của vương tử quân lộ dai, tuyến khảo sát của nhóm cán bộ thuộc ban huấn luyện thanh niên đã được xác định chưa? Vương tử quân ôm lấy cơ thể mềm mại của Trương Lộ Giai rồi ngồi xuống ghế sa lông, sau đó khẽ nói. Trương Lộ Giai khẽ chớp mắt, sau đó nàng dùng hai tay ôm chặt lấy eo của Vương tử quân, lại dùng giọng đầy lười biếng nói. Hình như đã quyết định rồi, đó là đến thành phố Tam Hồ và thành phố Trung Bắc. Đã quyết định rồi sao? Vương tử quân chợt sững sờ, bàn tia ôm lấy trương lộ dai cũng khựng lại một chút, nếu như đã quyết định thì kế hoạch của hắn muốn chấp hành cũng có chút khó khăn. Ai quyết định, còn có thể thay đổi được không? Vương tử quân trầm ngâm một chút rồi khẽ hỏi. Nghe nói là hiệu trưởng triệu quyết định, thế nào, chẳng lẽ cậu có địa phương nào khác muốn đến sao? Trương lộ dài cảm nhận được tình cảnh mất tự nhiên của vương tử quân, nàng xoay người ngồi dậy rồi khẽ hỏi. Tôi nghĩ mọi người nên xuống huyện Lô Bắc một chuyến. Vương Tử Quân cũng không che giấu với Trương Lộ Giai, hắn khẽ nói ra tính toán của mình. Trương Lộ Giai vốn rất căm giận Dương Quân Tài trước nay luôn cố gắng tìm cách hãm hại Vương Tử Quân, bây giờ nghe thấy sắp xếp của Vương Tử Quân thì trầm ngâm một chút rồi nói. Ngày mai chị sẽ đi tìm hiệu trưởng triệu, chắc chắn ông ấy sẽ nể mặt chị. Hai người tiếp tục nói thêm vài câu, ngọn đèn phòng khách dần trở nên mờ ảo, mưa xuân khẽ rơi xuống, chậm rãi mơn trớn bức tường bên ngoài căn phòng ngày hôm sau khi vương tử quân đi đến trường đảng với tinh thần cực kỳ sảng khoái hắn dừng bước trước quầy bán báo hắn thấy một tờ nhật báo tỉnh sơn nam trên trang bìa có một tấm ảnh cực lớn phó chủ tịch thường vụ tỉnh tề chính hồng đang đứng trên một ngọn núi nhỏ đối diện với lão là từng đàn dê cừu giống như những tấm thảm trắng trải rộng trước mắt hơn nữa đối với vương tử quân thì người trói mắt nhất trong tấm ảnh chính là dương quân tài đang đứng bên cạnh phó chủ tịch tề chính hồng tăng thu nhập cho nông dân Tìm hướng phát triển kinh tế nông thôn, những hàng chữ màu đen khá lớn càng làm bộc lộ lực tác động kinh người, bài viết này hơn 6.000 chữ, phần lớn nội dung đều giới thiệu kinh nghiệm để cao thu nhập cho nhân dân ở huyện Lô Bắc, thế là công trình 315 được biểu hiện thật sự rất rõ ràng trước mặt bao người. Dương quân tài này là ai? Những ngày qua có không ít bản tin viết về người này và huyện Lô Bắc, xem ra sắp được để bà Trọng dụng đến nơi rồi. Một người cán bộ trung niên hơn 4 người đứng trước sạp báo rồi hỏi người bên cạnh. Nghe nói đó là bí thư huyện ủy Lô Bắc, bây giờ còn chưa đến 30 tuổi, bây giờ được báo chí thổi phồng như vậy thì không muốn bay lên cũng khó. Chúng ta là những cán bộ khổ sở bao nhiêu năm mới có thể tiến lên cấp phó phòng, nhưng bây giờ thật sự sóng sau đẻ sóng trước, đời sau mạnh hơn đời trước. Anh xấu hổ làm gì, người ta là công tử của Dương Độ Lục, có thể không phát triển nhanh được sao? Đủ mọi lời nghị luận vang lên bên tai, đám người liên tục cảm thán, rất nhiều người thật sự tỏ ra cực kỳ hâm một dương quân tài. Vương tử quân đứng nghe vài lời nghị luận, sau đó nhanh chóng đi vào trường đảng. Nhưng hắn còn chưa đi vào trong phòng học thì một tin tức với độ nặng tuyệt đối khác lại rơi vào trong tay hắn, Chủ tịch Hào sắp đến thị sát và nghiên cứu tình hình huyện Lô Bắc. Nếu như nói Tề Chính Hồng là một người được chính Dương Độ Lục tự tay đề bạt thì Chủ tịch tỉnh Hào nhất phong chính là trợ lực lớn nhất của Dương Độ Lục ở tỉnh Sơn Nam, lại càng là người tiếp nhận quyền lực tuyệt đối sau khi Dương Độ Lục rời khỏi tỉnh Sơn Nam. Nhiếp Hạ Quân dù là bí thư tỉnh ủy, thế nhưng trên vài phương diện vẫn phải nể mặt Hào Nhất Phong vài phần. Hào Nhất Phong là chủ tịch tỉnh Sơn Nam lại đến thị sát kiểm tra tình hình ở huyện Lô Bắc, mục đích là gì thì tất nhiên không cần phải hỏi. Sau khi chủ tịch Hào thị sát xong, như vậy thanh danh huyện Lô Bắc bùng nổ sẽ như ván đóng thuyền, tất cả sẽ được buộc chặt lên người Dương Quân Tài. Trong đầu vương tử quân chợt lóe lên vài ý nghĩ, hắn nhanh chóng đi vào phòng học, hắn triệu tập các vị học viên lại rồi nói. Các vị học viên, lần này chúng ta tiến hành khảo sát theo thông lệ, tôi cảm thấy địa điểm nên đổi lại là huyện Lô Bắc. Chưa nói đến cảnh tượng phát triển ở huyện Lô Bắc, nhưng chúng ta có thể khảo sát cùng với chủ tịch Hào, như vậy là một cơ hội tốt cho tất cả mọi người. Vương tử quân nói ra những lời này cực kỳ hợp tình hợp lý, kẻ nào không muốn làm tướng quân sẽ không phải là lính tốt, Bây giờ có cơ hội để được tiếp xúc gần với vị lãnh đạo đứng hàng thứ hai trên tỉnh, ai sẽ phản đối? Vài vị cán sự trong ban huấn luyện vừa nghe thấy lời đề nghị của Vương Tử Quân thì nhanh chóng ủng hộ, sau đó trực tiếp yêu cầu Trương Lộ Gia liên hệ với phó hiệu trưởng Triệu Tùng Lâm. Triệu Tùng Lâm vốn ôm thái độ như thế nào cũng được với sự kiện này, bây giờ nghe nói Vương Tử Quân muốn có cơ hội tiếp xúc với chủ tịch tỉnh Hào Nhất Phong, không khỏi cảm thấy giật mình líu lưỡi. Xem ra đám học viên này đã thật sự nghiện làm quan ngay cả sự kiện lãnh đạo xuống tuyến dưới thị sát cũng không chịu bỏ qua. Khi vương tử quân đang khua chiêng gióng trống thì dương quân tài đang ở trong phòng làm việc ở huyện Lô Bắc, hắn đang bàn bạc xem nên tiếp đón nhóm khảo sát của chủ tịch Hào như thế nào. Các cấp huyện ủy chính quyền đều có một trình tự tiếp đón lãnh đạo xuống thị sát, dưới tình huống bình thường cứ trực tiếp áp đặt, căn bản không cần tổn hao quá nhiều tế bào não. Sau khi nghe xong báo cáo của Lưu Truyền Pháp thì Dương Quân Tài khẽ gật đầu nói. Chủ tịch Hào có thể đến huyện Lô Bắc chúng ta khảo sát kiểm tra. Đây là một lời khẳng định và thúc giục với cả huyện. Trong lúc Chủ tịch Hào thị sát thì tất cả ban ngành đơn vị phải có thái độ cực kỳ coi trọng. Tất cả các vị lãnh đạo đều phải có trách nhiệm. Nếu phương diện nào xảy ra vấn đề thì tôi sẽ cho bọn họ biết tay. Truyền pháp, anh truyền ý chỉ của tôi xuống dưới, đặc biệt là các xã thị trấn. Nếu vào thời điểm quan trọng mà có kẻ làm phát sinh vấn đề, tôi sẽ gỡ mũ ô sa của hắn. Sòng điều của Dương Quân Tài rất vang dội nói năng rất có khí phách, tràn đầy quyết đoán. Lúc này vẻ mặt hắn tuy rất nghiêm túc thế nhưng cảm giác vui sướng vẫn bừng bừng trong ánh mắt. Khi các vị thường ủy, huyện ủy lục tục đi ra khỏi phòng làm việc của Dương Quân Tài, Lưu Truyền Pháp khẽ cầm ấm trà đi châm nước cho Dương Quân Tài. Lưu Truyền Pháp đã làm tốt công tác tiếp đón phó chủ tịch Tề Chính Hồng, bây giờ hắn cũng không quá lo lắng với Hảo Nhất Phong. Dù sao thì mọi người cũng là một nhà, dù có chút vấn đề thì cũng không phải không thể bỏ qua chẳng lẽ chỉ vì chút vấn đề mà Chủ tịch Hào Nhất Phong sẽ nắm chặt lấy không bỏ qua? Bí thư Dương, sau những chuyến thị sát này của lãnh đạo cấp tỉnh thì ngài sẽ đường đường là cán bộ cấp phòng, nếu đặt đến những địa phương khác thì cũng hầu như tương đương với lãnh đạo thành phố rồi. Truyền pháp, những lời này nói khi có mặt hai người chúng ta thì tốt, nhưng cũng không thể nói ra ngoài, nếu không thì người ta sẽ chê cười. Dương quân tài khẽ khoát tay với lưu truyền pháp, sau đó vừa cười vừa nói. Dương quân tài ngoài miệng nói nghiêm túc nhưng nụ cười trên mặt lại biểu hiện những suy nghĩ trong lòng. Lưu truyền Pháp là người đi theo Dương quân tài từ khá lâu, hắn nào không biết tâm sự của lãnh đạo. Thế là hắn tiếp tục cười hì hì rồi dùng giọng nịnh nọt nói. Bí thư Dương, gần đây ngài làm việc ngẩng cao đầu nhưng lại làm người an phận. toàn huyện Lô Bắc này có ai không biết ngài sắp tiến lên làm bí thư huyện ủy cấp phó phòng. Đây chính là một thanh danh lớn cho huyện Lô Bắc chúng ta, bây giờ văn phòng huyện ủy có nhiều người nói ngài mạnh hơn nhiều lần so với vương tử quân bây giờ vương tử quân còn dẫm chân ở vị trí cấp chính xứ mà ngài đã là cấp phó phòng rồi dương quân tài nghe những lời nói vương tử quân không bằng mình thì cảm thấy rất thoải mái thế cho nên những lời nói của lưu truyền pháp thật sự gãi chung chỗ ngứa của dương quân tài hắn cười ha hả nói đồng chí truyền pháp sau này anh nhất định phải nghiêm khắc phê bình đối với những tin tức truyền bá ra ngoài có thể gây bất lợi cho đoàn kết. Cái gì mà đồng chí Vương Tử Quân không bằng tôi? Mỗi người đều có một cơ thể độc lập, cho dù tạm thời lên chức vụ cao hay thấp thì cũng là do phân công khác nhau mà thôi, cũng không thể lấy ra so sánh như vậy được. Dù sao thì chúng ta cũng không thể bỏ qua công lao của đồng chí Vương Tử Quân. Vâng, vâng, bí thư Dương thật sự là khoan hồng độ lược, thật sự là chán có thể phi ngựa bụng có thể dong thuyền, con người của tôi thật sự không phóng khoáng, cần phải học tập bí thư Dương nhiều hơn lưu truyền pháp vừa thành khẩn phê bình chính mình vừa dùng giọng hỏi dò. Bí thư Dương, Chủ tịch Hào đến huyện Lô Bắc kiểm tra giám sát, anh xem văn phòng huyện ủy có nên thông báo cho Chủ tịch Vương hay không? Ừ, tuy văn kiện của thị ủy đã nói rõ đồng chí Chủ tịch Vương tạm thời rời khỏi cương vị đến học tập ở trường đảng tỉnh ủy, thế nhưng dù sao anh ấy cũng là Chủ tịch huyện Lô Bắc, cũng nên được thông báo một tiếng. Ánh mắt Dương quân tài chợt lóe lên, hắn vung tay dùng giọng rộng lượng nói. Vâng, Bí thư Dương, tôi sẽ cho nhân viên thông báo ngay." Lưu Truyền Pháp nói rồi định dùng điện thoại trong phòng làm việc của Dương Quân Tài để gọi cho văn phòng huyện ủy, nhưng hắn còn chưa kịp gọi đi thì điện thoại đã vang lên. "Alo, chào anh." Lưu Truyền Pháp cũng không chờ Dương Quân Tài tiếp điện thoại, hắn khẽ cầm lấy ống nghe rồi nói ngay. Đầu dây bên kia nói hai câu, Lưu Truyền Pháp vội vàng đưa điện thoại cho Dương Quân Tài. "Bí thư Dương, là điện thoại của Bí thư Trình." Nghe giọng điệu của bí thư Trình thì giống như chuyện kia sẽ thành công. Dương Quân Tài dù tràn đầy tin tưởng thế nhưng trên quan trường chưa đến lúc có văn kiện cuối cùng thì cũng không ai mạnh miệng được. Dương Quân Tài nghe nói đó là điện thoại của Trình Vạn Thọ thì lập tức nhận máy. "Chào bí thư Trình, tôi là Dương Quân Tài." "Quân Tài, chúc mừng cậu, cậu là lãnh đạo cấp phó phòng trẻ tuổi nhất trong tỉnh Sơn Nam, chuyện của cậu trên cơ bản đã được xác định." Trình Vạn Thọ vừa nghe thấy Dương Quân Tài lên tiếng hắn nhanh chóng nói lời chúc mừng với Dương Quân Tài. Cảm ơn chú Trình, nếu như không có sự phối hợp vận tác của chú, việc này cũng không biết phải chờ đến bao lâu. Chú Trình, ân lớn không thể cảm tạ bằng lời, tối ngay ngài có rảnh không? Cho cháu một cơ hội bày tỏ niềm vui và cảm tạ được không? Tuy Dương Quân Tài đã biết trước kết quả, thế nhưng lúc này chính thức nghe được lời khẳng định từ miệng Trình Vạn Thọ, hắn thật sự khó thể nào kìm nén được kích động. Trình Vạn Thọ tất nhiên cực kỳ hưởng thụ lời nói cảm tạ của Dương Quân Tài, nhưng hắn nhanh chóng nói lời cáo từ. Quân Tài, chúng ta là người một nhà, cũng không cần nói như vậy. Hơn nữa hai ngày sau Chủ tịch Hào sẽ đến huyện Lô Bắc Thị Sát, cậu nên chuẩn bị cho tốt cái đã. Tôi nói cho cậu biết, lần này hội nghị thường ủy thắng rất hiểm, sáu so với năm đấy. Ngày mai phòng tổ chức sẽ xuống huyện Lô Bắc, sau này huyện ủy Lô Bắc sẽ là cấp phó phòng, mà Dương Quân Tài cậu sẽ được hưởng thụ cảm giác đứng đầu. Sương Quân Tài nói vài lời cảm ơn với Trình Vạn Thọ trong điện thoại, hai bên xem như đã biểu đạt ý nghĩ của mình rất tinh tế, lúc này bọn họ mới mỹ mãn cúp điện thoại. Sương Quân Tài đứng trong phòng làm việc của mình, hắn nhìn hoàn cảnh bốn phía, sau đó chợt sinh ra cảm giác mình giống như cánh chim bay giữa trời cao, cá bơi giữa biển rộng, trong miệng thì thầm. Ánh mắt nhìn xa ngàn dặm, chân tiến từng bước. Con bà nó, hôm nay đúng là quá gấp, cứ mãi tập hợp thế này sao? Vừa ôm vợ ngủ thì đồng hồ báo thức đã vang lên. Trong phòng họp khối chính quyền xã Hà Loan đèn đuốc sáng trưng, một tên cán bộ trẻ tuổi với gương mặt ngái ngủ đang dùng giọng ai oán nói với một đồng sự bên cạnh. Đồng sự của hắn là một người đàn ông trung niên hơn 40, sau khi nghe được lời oán trách của tên cán bộ thanh niên, hắn vui vẻ vỗ cánh tay tên cán bộ thanh niên, sau đó dùng giọng đồng tình nói. "Tiểu Hoa đáng thương, cậu vừa kết hôn thì gặp phải sự kiện kiểm tra thị sát dồn dập thế này." thật sự là bất hạnh trong cuộc đời. Nhưng này tiểu hoa, anh khuyên cậu và cũng cho ra cảnh báo, cậu còn trẻ nhưng công tác cần kiềm chế một chút, không thể cứ biểu hiện suy sụp mệt mỏi như vậy, đồng thời cũng không nên quá gắng sức, cần phải bảo vệ sức khỏe. Tên cán bộ này họ hoa, ai cũng thích gọi hắn là tiểu hoa, tất nhiên ai cũng ngầm hiểu cách phát âm chữ hoa kỹ nữ kia có nghĩa gì, nhưng bọn họ vẫn cố ý như vậy. Vì thế nghe lời nhắc nhở của người đàn ông trung niên mà mọi người bốn phía đều phì cười. Đặc biệt là người đàn ông Trung niên, hắn trực tiếp nghiêng đầu lại nói. Anh Mưu nói đúng, Tiểu Hoa à, phải bảo trọng sức khỏe, tương lai còn dài, không cần phải ham thích cái nhất thời. Tiểu Hoa đối mặt với vài vị đồng sự Trung niên lên tiếng trêu đùa thì gương mặt trở đỏ hồng, mà gương mặt đỏ hồng của hắn càng làm cho đám người kia lớn tiếng không kiêng nể gì. Giống như bọn họ thật sự không thể nào trẻ khỏe được như đám thanh niên, thế cho nên chỉ có thể dùng tiếng cười để tìm cảm giác đó quay về với mình vậy đừng đoán mò, mỗi ngày tôi cũng chỉ có một lần mà thôi. Tiểu hoa đỏ mặt tía tai cuối cùng cũng nói ra một lời thật lòng, không ngờ hắn còn chưa kịp nói xong thì có một giọng nói quái dị vang lên. À, một lần là thật, thế nhưng lên ngựa từ lúc chập tối đến tận sáng mai. Theo ý tôi thì cậu không nên gọi là tiểu hoa, phải gọi cậu là đông phương bất bại mới đúng. Những tiếng cười khanh khách lại vang lên, một người phụ nữ trung niên thấy các đồng sự trêu đùa tiểu hoa thì dùng giọng bênh vực kẻ yếu nói. Đừng chê cười tiểu hoa người ta, các anh ai còn trẻ mà không như vậy. Bây giờ thì chỉ giỏi lớn tiếng mà thôi, thấy người ta trẻ tuổi trai tráng nên ghen ghét sao? Lúc này không còn bất kỳ người nào lên tiếng, tuy vẫn có người muốn nói nhưng lại chẳng dám tiếp lời người phụ nữ trung niên này, thế là bọn họ nhanh chóng thay đổi chủ đề. Biết rõ vì sao tập hợp mọi người lại sớm như thế này không? Nghe nói chủ tịch tỉnh sắp đến đây. Không phải chủ tịch tỉnh đã đến rồi sao? Sao lại đến nữa? chẳng lẽ lần này là chủ tịch tỉnh Chiết Giang đến? Một người ngáp một cái rồi dùng giọng mơ hồ nói. Người vừa lên tiếng dùng ánh mắt đầy khinh thường nhìn tên cán bộ vừa ngắt lời mình. Không biết thì đừng nói lung tung, biết rõ hôm trước chúng ta vì sao lại tập hợp vào lúc 5 rưỡi, bây giờ tập hợp lúc 4 giờ không? Tôi nói cho anh biết, lần trước người đến là phó chủ tịch thường vụ tỉnh, chỉ là cấp phó, bây giờ người đến là chủ tịch tỉnh. Ôi, thì ra là như vậy. Đám người buồn ngủ chợt mở to hai mắt, đối với đám cán bộ nông thôn như bọn họ thì chủ tịch huyện chính là đại nhân vật, còn chủ tịch tỉnh thì căn bản là núi cao hoàng đế ở xa, thật sự là quá mức xa cách với bọn họ. Chủ tịch tỉnh đến thì thế nào, cũng không phải vẫn thực hiện theo nếp cũ sao? Ngoài bắt chúng ta tìm người giả làm dê thì còn có chuyện gì nữa? Tiểu Hoa dùng giọng khinh thường nói, có thể thấy hắn thật sự cảm thấy không vui khi cuộc sống sung sướng sau khi kết hôn của mình lại bị vị chủ tịch tỉnh kia đến quấy rối. Tiểu Hoa lên tiếng làm cho đám cán bộ trẻ tuổi sinh ra cộng minh, thế là có người bắt đầu chỉ cây dâu mắng cây hòe. Nhưng đám cán bộ này cũng không dám lớn tiếng, hơn nữa chỉ mắng hào nhất phong đến khảo sát, cũng không ai dám mắng đám lãnh đạo huyện, chứ đừng nói đến việc mắng kẻ đầu sỏ tụ tập bọn họ ở chỗ này là bí thư triệu trung trạch. Trong mắt đám cán bộ nhỏ như kiến dưới xã thì Hào Nhất Phong dù là chủ tịch tỉnh nắm quyền lực vô hạn, thế nhưng bọn họ lại không sợ, thích mắng thì mắng, dù thế nào thì Hào Nhất Phong cũng không nghe được. Nhưng Triệu Trung Trạch thì khác, hắn chính là kẻ nắm vận mệnh của đám người nơi đây, nếu như động vào thì sẽ bị ép chết ngay. "Ôi, bây giờ muốn tìm một người giả làm dê phải bỏ ra 10 đồng tiền." Một tên cán bộ lên tiếng phát tiết bực bội trong lòng xong thì khẽ nói. "Có lẽ là như vậy." Tiểu Hoa nhìn về phía tên cán bộ vừa lên tiếng rồi khẽ nói. Có phải là 10 đồng hay không thì chúng ta cần phải thống nhất, đừng để thôn kia 5 đồng thôn kia 6 đồng, nếu đám người giả dê mà gây náo loạn thì cũng không tốt. Tên cán bộ kia tiếp tục lên tiếng. Người này lên tiếng có vẻ khá ẩn giấu thế nhưng đám cán bộ nơi đây đều hiểu rõ vấn đề, dưới xã có câu lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, đám cán bộ nông thôn tất nhiên sẽ luôn tranh thủ cho mình được lợi nhiều nhất. Tuy đã thống nhất sẽ phân phát cho mỗi người đi đóng giả dê 10 đồng, thế nhưng đưa đến tay thì chỉ được 5-6 đồng mà thôi. Vậy thì 6 đồng, dù sao lần trước đã khai ra cái giá này, nếu thấp hơn thì thật sự không tìm được người. Sau khi trầm mặc một lúc thì có người lên tiếng đề nghị. Mọi người bắt đầu bàn tán ồn ào, một lúc sau thì triệu trung trạch và tiền học tu đi đến. Bầu không khí ồn ào vì những lời nghị luận đã trở nên im ắng, lúc này từng cặp mắt mông lung đều nhìn về phía đài chủ tịch. Tuy đã một đêm không ngủ nhưng lúc này Triệu Trung Trạch thật sự rất dư thừa tinh lực, hắn ngồi trên đài chủ tịch, ánh mắt sáng ngời nhìn xuống bên dưới. Có câu người gặp chuyện vui thì tinh thần sẽ thoải mái sung sướng, hắn nghĩ đến tình huống chủ tịch hào nhất phong sẽ đến khảo sát trên địa bàn của mình, thế là trái tim chợt phấn chấn điên cuồng. Triệu Trung Trạch vẫn ngồi trên chiếc ghế chủ vị đã từng sử dụng bao năm qua, thế nhưng lúc này cũng cùng một chiếc ghế lại cho hắn cảm giác khác biệt ngày hôm sau sợ rằng mình sẽ không cần tiếp tục ngồi trên chiếc ghế này nữa vì không bao lâu nữa chính mình sẽ chuyển vị trí anh nói xem một vị phó chủ tịch thường vụ huyện ngoài việc ngẫu nhiên xuống xã kiểm tra công tác cho ra vài câu chỉ thị với cán bộ tuyến dưới sao còn phải ngồi trên chiếc ghế bí thư đảng ủy xã nữa các đồng chí nói ngắn gọn lại thì mục đích tôi triệu tập các vị đến đây hôm nay để chào đón chủ tịch tỉnh hào nhất phong đến xã hà loan chúng ta kiểm tra chỉ đạo công tác Chủ tịch tỉnh Hào Nhất Phong đến chính là một lời khẳng định rất lớn với công tác của huyện Lô Bắc chúng ta, hơn nữa trọng điểm của khảo sát lại đặt ở xã Hà Loan chúng ta, càng là thúc giục lớn lao cho xã Hà Loan. Hôm nay tôi ngồi đây, tôi vẫn nhắc lại câu nói cũ, khảo sát thành công thì tôi sẽ mở tiệc khánh công, chúng ta uống rượu ngon thịt ngon, say sưa một phen. Triệu Trung Trạch nói đến đây thì đột nhiên đứng lên thật mạnh nói. Nhưng tôi cũng xin nói lời tục tiếu, nếu ai cho ra thiêu thân, hừ, vậy thì đừng trách họ Triệu tôi trở mặt. Tất cả mọi người nhớ kỹ cho tôi, nếu lần này bôi đen mặt tôi, như vậy sẽ là bôi đen thể diện của huyện Lô Bắc, bôi đen thể diện của Bí Thư Dương. Nếu hôm nay các anh không cố gắng hoàn thành công tác, vậy thì ngày mai lo mà chạy ra ngoài kiếm việc làm. Triệu Trung Trạch nói rồi bàn tay vỗ mạnh xuống bàn, hắn cũng không áp dụng phương án thao thao bất tuyệt, dù sao thì lúc này là vào thời điểm mấu chốt, cần phải tỏ rõ thái độ của mình, sau đó ngồi xuống vị trí tiền học tu lúc này mới đem phương án mình đã nghiên cứu để nói cho đám cán bộ bên dưới, triệu trung trạch lắng nghe rất chăm chú, hắn cố gắng làm sao cho tất cả chi tiết đều hoàn mỹ, đảm bảo sự việc lần này thành công viên mãn. Trường 350 vạch trần quá sớm cũng là do anh hành động quá kém. Vừa rồi còn đầy người trong phòng, sau khi tan họp thì giống như có một cơn gió thổi qua quét đi tất cả, phòng họp trở nên trống rỗng. Đám cán bộ được phân thành từng tổ, Bọn họ top 5 top 3 đi lại với nhau, có xe đạp thì chạy xe đạp, có xe máy thì chạy xe máy, chỉ sau nháy mắt đã đi sạch. Xã Hà Loan xuất hiện tình huống như vậy, nhưng ở các xã thị trấn khác cũng diễn ra tình huống tương tự. Tuy nói lãnh đạo tỉnh sẽ đến kiểm tra giám sát xã Hà Loan, nhưng những xã thị trấn khác cũng phải chuẩn bị sẵn sàng để nghênh đón quân địch, không dám có chút buông lỏng. Giống như Triệu Trung chạy ở xã Hà Loan, lúc này Dương Quân Tài ở trong khu văn phòng huyện ủy huyện Lô Bắc cũng đang cực kỳ bận rộn, tuy hắn đã ngủ được một giấc nhưng giấc ngủ thật sự không quá sâu. Dù sao thì ngày mai cũng có liên quan đến vận mệnh của mình, hắn nghĩ đến đó mà luôn cảm thấy có chút sốt ruột. Ngày mai, chỉ cần Hào Nhất Phong đến rồi đi, chính mình sẽ là bí thư huyện ủy cấp phó phòng, sau này tương lai của mình sẽ biến thành đường lớn thanh thang. Dương quân tài nghĩ đến tình huống ngày mai tiếp đón không chút sơ sẩy, cuối cùng mới yên lòng trở lại sau khi bình tĩnh trở lại thì Dương Quân Tài không tự chủ được nhớ đến một chuyện mà Lưu Truyền Pháp đã báo cáo với mình, khóe miệng không khỏi lộ ra nụ cười vui vẻ. Trường đảng tỉnh ủy thật sự rất có ý, rõ ràng chọn huyện Lô Bắc là địa điểm thăm nom và học tập kinh nghiệm cho ban huấn luyện, hơn nữa lại trùng với thời điểm chủ tịch tỉnh Hào Nhất Phong đến thăm huyện Lô Bắc. Thật sự là rất biết cách vuốt mông ngựa, Dương Quân Tài mở miệng thầm cảm thán khả năng mẫn cảm chính trị của lãnh đạo trường đảng, sau đó hắn chợt nghĩ đến Vương Tử Quân đang học tập ở ban huấn luyện theo bản năng. Vương Tử Quân sẽ xin nghỉ để khỏi phải đến chứ? Trong đầu Dương Quân Tài chợt lóe lên ý nghĩ như vậy, sau đó hắn chậm rãi lắc đầu. Hắn cảm thấy Vương Tử Quân tuy không muốn chạy đến ca tụng công đức cho mình, thế nhưng tên này là hạng người cực kỳ ẩn nhẫn, dù trong lòng có khó chịu thế nào thì cũng sẽ đến, biết đâu đối phương sợ không đến sẽ bị người ta nói này nọ. Vương Tử Quân đến đây thì rất tốt như vậy đối phương sẽ được thấy thành thích của mình, đặc biệt là thấy được bộ dạng khẳng định thành tích của chủ tịch hào với mình, chỉ sợ sẽ ghen ghét đến mức điên cuồng. Dương Quân Tài nghĩ đến bộ dạng ghen ghét đến phát điên của Vương Tử Quân, trên mặt lại treo nụ cười, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác sảng khoái, mới nằm được một lúc đã phải bỏ dậy. Bầu trời đêm xuất hiện trong mắt Dương Quân Tài, hắn đang nhìn ra ngoài cửa kính, giống như một chiến sĩ đang chờ đợi ánh sáng ngày mới, cặp mắt cực kỳ kiên định và tin tưởng. Dương quân tài cũng không biết trong huyện thành cũng có một số người không ngủ, những người này cũng hưng phấn giống như hắn, cũng đang cực kỳ chờ mong, vì bình minh đến sẽ có kỳ biến phát sinh. Dưới bầu trời đêm sâu thẳm, từng tiếng hít thở không đồng nhất liên tục vang ra từ trong nhà khách thị ủy Tam Hồ, lúc này phòng khách vài chục gian của một tầng đã bị các học viên trường đảng chiếm dụng sạch sẽ, mỗi người một gian phòng chính là tiếp đãi cao cấp nhất của thành phố Tam Hồ dành cho đám học viên trường đảng, Thị ủy Tam Hồ vốn cực kỳ coi trọng hành trình học tập khảo sát của học viên trường đảng, không những điều động vị phó phòng thường vụ phòng tổ chức làm người phụ trách toàn bộ quá trình tiếp đái, hơn nữa tối hôm nay hoàn thành khảo sát còn sắp xếp tiệc rượu tiến chân. Vị trưởng phòng tổ chức thị ủy Tam Hồ cũng xuất hiện ở bữa tiệc, tỏ ra cực kỳ hoan nghênh các học viên của ban huấn luyện. Dù hai vị lãnh đạo của phòng tổ chức thị ủy Tam Hồ chỉ cầm ly đi chúc rượu mọi người thế nhưng tiếp đãi với quy cách cao như vậy cũng làm cho đám học viên ban huấn luyện cảm thấy rất hưởng thụ. Hai vị lãnh đạo phòng tổ chức thị ủy tuy không uống nhiều nhưng cán bộ lớn nhỏ của thành phố Tam Hồ lại nhiệt tình tiếp đãi, thế là có không ít học viên ban huấn luyện uống say xưa. Lỗ Điền Thành là chủ nhà, hắn càng uống đến mức người ngã ngựa đổ, được vài người đưa xuống dưới. Khi đám học viên đang ngủ say thì vương tử quân lại chưa ngủ, tuy hắn cũng uống không ít rượu thế nhưng lúc này thật sự khó thể chìm vào giấc ngủ hắn nghĩ đến tình huống ngày mai mình ra tay bất ngờ sẽ mang đến nhiều niềm vui cho rất nhiều người dù vương tử quân đã bố trí rất tốt thế nhưng hắn cũng không thể nào xác định tất cả đã rất cẩn thận hơn nữa trong ánh mắt sắc bén của các vị lãnh đạo dù mình không có để lại chút dấu vết nào chỉ sợ bọn họ sẽ nhanh chóng đoán được mình là người khởi xướng sự việc đoán được thì thế nào thứ anh muốn cũng không nên chỉ chờ vào người ta bố thí trên quan trường thế như cứ thỏa hiệp thì chỉ sợ cuối cùng sẽ để lại hệ quả có cũng được mà không có cũng chẳng sao, biết đâu làm trái ngược thì sẽ có phần thắng. Vương tử quân xem xét lại nội dung cuộc điện thoại của Tiếu Tử Đông và Tôn Hạ Châu, hắn rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa. Tất cả những bố trí của hắn lúc này đã hầu như phát huy được hiệu quả nên có, bài viết của Trương Đông Viễn về bong bóng kinh tế trong bất động sản ở phương Nam đã được đăng lên báo chí quốc gia, tuy lãnh đạo thượng cấp vẫn còn chưa cho ra chỉ thị gì, Thế nhưng dựa vào trí nhớ của Vương Tử Quân thì chỉ sợ cũng sẽ không bao lâu nữa sẽ có chỉ thị mà thôi. Nhưng đó chỉ là một thủ đoạn để mặc cho số phận, Vương Tử Quân cũng không ký thác quá nhiều hy vọng vào nó. Thời gian chậm rãi trôi qua, một vầng sáng trắng bắt đầu xuất hiện trên không trung, Vương Tử Quân không biết đã ngủ vùi từ khi nào, hắn bị những âm thanh ồn ào bên ngoài làm cho giật mình thức tỉnh. Vương Tử Quân đi đánh răng rửa mặt, sửa sang lại trang phục rồi rời khỏi phòng đúng lúc gặp Trương Thư Chí từ phòng cách vách đi ra. Hôm nay Trương Thư Chí có vẻ cực kỳ tinh thần, tóc được vuốt keo chân bóng, thật sự rất có bộ dạng cán bộ lãnh đạo. Đám cán bộ trong ban huấn luyện cũng không phải chỉ có một mình Trương Thư Chí là ăn mặc hợp cách như vậy, hầu như tất cả mọi người đều ăn mặc tỉ mỉ. Hơn nữa dựa theo quan sát của Vương Tử Quân, hắn phát hiện tất cả học viên đều mặc quần áo mới. Xem ra bây giờ có cơ hội gặp mặt chủ tịch tỉnh, đám người này cũng không muốn mình tạo ra ấn tượng không tốt. Cơ hội chỉ dành cho người có chuẩn bị, đám cán bộ này có thể trở thành học viên của ban huấn luyện thanh niên, quả nhiên đều là tinh anh đến từ các chiến tuyến trong tỉnh. Nhưng đáng tiếc là bọn họ đã chọn sai thời gian, lúc này bọn họ chỉ đi thăm hỏi và học tập kinh nghiệm, căn bản là không có việc gì liên quan đến bọn họ. Ban thủ lĩnh, bữa sáng đã chuẩn bị xong, chúng ta cùng xuống dùng cơm thôi. Trương Thư Chí cười cười nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân khẽ gật đầu cùng Trương Thư Chí đi song song vào nhà hàng lúc này bên trong đã chuẩn bị đủ mọi loại thức ăn, bánh bao và bánh quẩy đặt đầy bàn. Một vị phó phòng tổ chức thành phố Tam Hồ đã có mặt, người này đang kêu gọi đám học viên ban huấn luyện bắt đầu dùng cơm. Trường phòng lưu, thật sự rất cảm ơn anh, tôi cũng không nói lời khách khí, tóm lại các vị lãnh đạo thành phố Tam Hồ các anh dù đến nơi nào, chỉ cần có đám anh chị em chúng tôi có mặt ở nơi đó thì chỉ cần nói một tiếng. Nếu có ai tiếp đãi không chu toàn, ngài cứ trực tiếp nói một tiếng, chúng tôi sẽ phát động lên án công khai với hắn, cho hắn biết tay. Trương lộ dài còn chưa đi xuống, vương tử quân là lớp trưởng tất nhiên cũng phải khách khí nói vài câu, xem như đa tạng người ta đã nhiệt tình tiếp đãi. Trưởng phòng lưu cảm thấy rất thoải mái vì mình được vương tử quân đặt ngang hàng với đám lãnh đạo thành phố Tam Hồ, hắn cũng hiểu những lãnh đạo phía sau chỉ là chất phụ gia mà thôi, chính mình mới là nhân vật chính được bọn họ cảm tạ. Hắn nhìn gương mặt tươi cười và cực kỳ trẻ tuổi của vương tử quân, trong lòng thầm hiểu vì sao học viên này lại là lớp trưởng của ban huấn luyện thanh niên trường đảng. Đám học viên ăn sáng và bắt đầu mở miệng ồn ào, khi kết thúc khóa huấn luyện thì đám học viên mang đậm dấu ấn quan trường này sẽ chậm rãi huyền hình về bốn phía, thế cho nên lúc này bọn họ cũng thả lỏng hơn. Anh mời tôi một ly thì tôi mời anh một ly, anh trêu chọc tôi thì tôi cũng mở miệng chọc lại, anh đá tôi thì tôi đá lại, mọi người thật sự khá thoải mái, tiếng mắng mỏ vang lên khắp nơi, có hơn phân nửa đám người mở miệng chọc ghẹo trêu đùa nhau. Ban thủ lĩnh nói đúng, trưởng phòng Lưu, sau này ngài đến thành phố Sơn Viên nếu không đến tìm chúng tôi, cũng đừng trách chúng tôi có ý kiến với ngài. Cái gì mà tìm các anh, chẳng lẽ phòng tài chính tỉnh không nằm ở thành phố Sơn Viên sao? Ít nhất cũng phải có thứ tự trước sau chứ. Theo ý tôi thì mọi người nên xếp hàng tiếp đón trưởng phòng Lưu. Những lời nói lộn xộn càng làm cho bầu không khí của nhà ăn thêm nóng sốt, vị trưởng phòng Lưu kia dù biết đó là những lời khách khí không phải thật sự thế nhưng hắn nghe vào tai và sinh ra cảm giác rất hưởng thụ. Kiêu hoa do nhiều người cùng nâng lên, hơn nữa những người hôm nay sẽ thật sự biến thành những nhân vật có quyền lực trong quan trường tỉnh Sơn Nam. Dưới sự tiếp đãi chu đáo của trưởng phòng lưu, bữa sáng đã nhanh chóng kết thúc, ba chiếc xe của trường đảng đã chờ sẵn trước nhà khách. Trường lộ dài đại biểu cho tất cả học viên chào từ biệt trưởng phòng lưu, sau đó đám học viên ban huấn luyện bắt đầu lên xe với bộ dạng háo hức dù sao thì nếu so với thành phố Tam Hồ thì ở huyện Lô Bắc vẫn còn có một vị chủ tịch tỉnh làm cho bọn họ cực kỳ chờ mong. Sau khi vương tử quân ngồi xuống chiếc ghế của mình, hắn chợt phát hiện trên mỗi chiếc ghế đều có một chiếc túi sách rất tinh xảo, mở túi ra thì thấy bên trong là một chiếc cặp bằng da thật. Hắn nhìn nhãn hiệu nhà máy giày da Tam Hồ trên nhãn mát chiếc cặp da, hắn lập tức hiểu rõ đây là lễ vật nhỏ mà thành phố Tam Hồ chuẩn bị cho đám học viên ban huấn luyện bọn họ. Đám học viên đã tập thành thói quen với những trò thế này, bọn họ thấy nhưng không thể trách được, chỉ cười cười cho qua. Vài tên học viên nhàm chán bắt đầu nói chuyện vui đùa với nhau, tất nhiên huyện Lô Bắc được nhắc đến nhiều nhất, đồng thời ai cũng không biết có cơ hội được đi khảo sát cùng chủ tịch tỉnh hào nhất Phong hay không. Ban thủ lĩnh, lúc này công trình 315 đang được tiến hành hừng hực tràn đầy khí thế ở huyện Lô Bắc, vì sao chưa từng nghe anh nhắc qua? Thạch Nham Phong ngồi cách không xa Vương Tử Quân, sau khi xe rời khỏi địa phận thành phố Tam Hồ thì hắn chợt lớn tiếng hỏi. Đám học viên đang nghị luận đều dừng lại, mọi cặp mắt đổ dồn về phía Vương Tử Quân. Tuy mọi người đã nghe nói rất nhiều về công trình 315 này, cũng có nhiều người tìm hiểu về nó, thế nhưng không ai nói ra. Vương Tử Quân biết rõ Thạch Nham Phong cũng không có ý đối phó với mình, chẳng qua đối phương chỉ muốn cho mình chút cảm giác một ngạt mà thôi. Cũng may hắn đang muốn nhân cơ hội này để đưa chính mình thoát khỏi trói buộc trước mắt các học viên, Thế nên hắn tùy tiện cười nói. Khi tôi rời khỏi huyện Lô Bắc thì huyện ủy còn chưa đưa ra kế hoạch áp dụng công trình 315, anh Nham Phong cũng biết rồi đấy, chúng ta là cán bộ tạm thời rời khỏi cương vị công tác để đi học tập, vì vậy từ khi kế hoạch này được áp dụng đến bây giờ thì tôi chưa từng được tham dự. Như vậy thì thật sự có chút đáng tiếc. Thạch Nham Phong nghe được câu trả lời không cho là đúng của Vương Tử Quân thì cười lên ha ha, trong lòng có chút cảm giác thắng lợi cũng không biết hắn cảm thấy đáng tiếc vì vương tử quân không được tham dự, hay đáng tiếc vì vương tử quân tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt. Không có gì đáng tiếc cả, những nhân vật như ban thủ lĩnh của chúng ta đi đến đâu cũng sẽ tỏa sáng mà thôi. Không biết ai nói một câu như vậy, thế là trong xe vang lên những tiếng cười lớn. Khi tiếng cười vang lên rộn rãi thì một vòng sáng đỏ rực chậm rãi nhô lên ở phương đông, đất trời được bao phủ trong một màu vàng rực, thật sự rất chói mắt. Hôm nay là một ngày tốt lành, Trịnh Đông Phương nhìn mặt trời đỏ rực trên không trung mà trong lòng không khỏi thầm cảm thán. Lão đã dưỡng thành thói quen ngủ dậy sớm, lúc này lão đang lật qua lật lại tài liệu trọng tay, trong lòng thầm nghĩ đến những sắp xếp vào ngày hôm nay. Hôm nay Trịnh Đông Phương phải đi theo chủ tịch hào nhất phong đến nói vài lời ca tụng với công trình 315 của huyện Lô Bắc, lão nghĩ đến tình huống này mà không khỏi vô thức đưa tay gãi đầu. Văn phòng thị ủy đã nhận được không ít đơn tố cáo với công trình 315 đặc biệt là có một tờ đơn tố cáo của một người dân làm cho bí thư trịnh xem qua mà thật sự nổi giận. Không cần hỏi xanh đỏ đen trắng, dù là hoa màu đang trong kỳ thu hoạch cũng bị áp đặt biến thành vườn cây ăn quả, dương quân tài không phải đang tát ao bắt cá, chỉ vì cái trước mắt sao. Nhưng điều chỉnh kế cấu nông nghiệp chính là một xu thế phát triển kinh tế của nông thôn, vì vậy mà khi Phó Chủ tịch Thường vụ tỉnh là Tề Chính Hồng đến thăm chỉ cho Chủ tịch thành phố Lý Giật Phong đi cùng, bản thân Trịnh Đông Phương căn bản không được lộ mặt. Nếu là trước kia thì sự việc thế này là không thể nói nổi, nhưng bây giờ Trịnh Đông Phương đã là một vị thường ủy tỉnh ủy, lão thật sự có đủ lực để đối kháng với Tề Chính Hồng. Nhưng khi đối mặt với một vị chủ tịch tỉnh như Hào Nhất Phong thì Trịnh Đông Phương thật sự sinh ra cảm giác lo lắng, Hào Nhất Phong đã đi qua hai đời bí thư tỉnh ủy là Trần Quốc Văn và Nhiếp Hạ Quân, danh vọng trong ban ngành cũng không phải là một vị thường ủy tỉnh ủy bình thường có thể so sánh được. Bây giờ nếu ngay cả Hào Nhất Phong cũng mở lời tâm bốc cho Dương Quân Tài, như vậy Trịnh Đông Phương còn biết nói thế nào nữa đây? Trịnh Đông Phương lật qua lật lại văn kiện, ánh mắt rơi vào văn kiện xin chỉ thị đề cử Bí thư huyện ủy lên cấp phó phòng của phòng tổ chức thị ủy, bên trong văn kiện có vài huyện điển hình. Nhưng với trí tuệ chính trị của Trịnh Đông Phương, lão chỉ cần liếc mắt là phát hiện ra vấn đề, đó chính là những huyện kia chỉ làm chất phụ gia cho lô bắc mà thôi. Nói thật thì Trịnh Đông Phương thật sự không muốn thăng cấp cho Dương Quân Tài lên bậc phó phòng, nhưng lão lại bắt buộc phải ký vào chỉ thị dù sao sự việc cũng đã được thông qua hội nghị thường ủy thị ủy, chính lão cũng không thể nào lật ngược thế cờ, hơn nữa lão cũng không muốn níu kéo làm căng cứng mối quan hệ với người của Dương Gia trong tỉnh Sơn Nam. Trịnh Đông Phương Ba chữ được viết lên giấy, Trịnh Đông Phương thở dài một hơi, lão là người đứng đầu thành phố An Dịch, thế nhưng có một số việc không thể nào được thực hiện theo đúng ý nghĩ của lão. Tiếng đập cửa khẽ vang lên, thư ký Trương Đức Long của Trịnh Đông Phương tiến vào trong phòng, hắn đưa mắt nhìn vào ly trà của lãnh đạo, sau đó cung kính đứng sang một bên trịnh đông phương rất hài lòng với trương đức long lão khẽ ngẩng đầu lên nói có chuyện gì bí thư trịnh vừa rồi trưởng phòng cắt đã gọi điện thoại đến nói lúc này không phải chỉ có một mình đoàn người của chủ tịch hào nhất phong đến huyện lô bắc còn có ban huấn luyện thanh niên của trường đảng tỉnh ủy trương đức long nói sau đó đưa một phần tài liệu trong tay cho trịnh đông phương trịnh đông phương tùy ý quét mắt nhìn qua vài lượt sau đó lão đặt tài liệu sang bên cạnh rồi tiếp tục hỏi ban huấn luyện thanh niên có phải là ban huấn luyện mà vương tử quân đang học tập không trương đức long là tâm phúc của trịnh đông phương hắn trước nay chưa từng tỏ ra chậm trễ đối với những gì mà bí thư trịnh chú ý hắn nghĩ đây là lần thứ sáu bí thư trịnh hỏi về vương tử quân trong những ngày qua thế là hắn nhanh chóng lên tiếng đúng vậy bí thư trịnh Tôi nghe nói chủ tịch Vương Tử Quân cũng cùng các vị học viên đến huyện Lô Bắc học tập khảo sát kinh nghiệm. Cậu ấy đến huyện Lô Bắc học tập, thật sự là đáng cười. Trịnh Đông Phương nở nụ cười tự chế giễu, nhưng ngay sau đó lại mở miệng phân phó. Cậu đi thông báo cho trưởng phòng cát, nói rõ ý tôi là tiếp đã ban huấn luyện thanh niên theo quy cách cao, hành trình của bọn họ đến huyện Lô Bắc cũng không cần ra sức sắp xếp, nếu như có thể cùng đi với chủ tịch Hào thì cho hai bên cùng đi, nếu như không được thì cho bọn họ tùy ý. Trương Đức Long là người nghe nhạc biết bài hát, bây giờ tiếp đãi ban huấn luyện theo quy cách cao cũng không phải nể mặt trường đảng tỉnh ủy, đó là ném thể diện cho Vương Tử Quân. Trương Đức Long nghĩ đến tình huống Vương Tử Quân sắp đến thành phố An dịch nhận chức phó thư ký trưởng văn phòng thị ủy, thế là trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác muốn tiếp cận Vương Tử Quân. Tuy Vương Tử Quân cũng không lớn tuổi hơn hắn, thế nhưng thân trong quan trường thì kẻ đến sau có khi lại đi trước, nhưng đó chính là chân lý có thể áp đặt vào mọi lúc mọi nơi vì chủ tịch tỉnh đến khảo sát, thế cho nên thành phố An Dịch rất chú ý đến hành trình của lãnh đạo. Đúng 9 giờ, Trịnh Đông Phương dẫn đầu lãnh đạo bốn bộ ban ngành đến vùng giáp danh để nghinh đón lãnh đạo. Đúng 9 giờ 15, một chiếc xe cảnh sát mở đường xuất hiện trước mắt đám lãnh đạo thành phố An Dịch. Hào Nhất Phong cũng không thích thú gì với trò tiếp đón lãnh đạo ở vùng giáp danh như thế này, mỗi khi họp mặt đều nói lời phê bình, Thế nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến tình huống các vị lãnh đạo tuyến dưới đi ra tiếp đón khi lãnh đạo xuống thị sát công tác. Dù sao thì vì chuyện này mà bị lãnh đạo phê bình còn hơn mang tiếng coi thường lãnh đạo, như vậy càng khốn khổ hơn rất nhiều. Chiếc xe hơn 30 chỗ màu vàng dừng lại trước mặt nhóm người Trịnh Đông Phương, Hào Nhất Phong tươi cười xuống xe, lão khẽ vươn hai tay với Trịnh Đông Phương, gương mặt chữ điền mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Hào Nhất Phong hơn 50 tuổi, mái tóc trắng bệch thật sự khác biệt với đám lãnh đạo đi nhuộm tóc bảo trì hình tượng trẻ tuổi của mình, lão cứ tùy ý để cho mái tóc của mình bạc trắng như vậy. Lão là một chủ tịch tỉnh cường thế, dù là thời đại của bí thư tỉnh ủy Trần Quốc Văn hay là nhiếp hạ quân thì đều khó thể che giấu được âm thanh của lão. Bánh xe lịch sử vẫn cuồn cuộn chạy về phía trước nhưng không thể nào ngăn cản được lý niệm chấp chính của Chủ tịch Hào. Hào Nhất Phong thật sự có chút phản cảm với tình thế tiếp đón rành rang của lãnh đạo thành phố An Dịch, mỗi lần có hội nghị thì lão đều lên tiếng yêu cầu mọi người an phận tiếp đái. Nhưng sau một lần lão an phận tiếp đái lãnh đạo là Dương Độ Lục, vẻ thất vọng trên gương mặt Dương Độ Lục đã đánh thức lão khỏi giấc mộng, đó chính là dù lãnh đạo có mở miệng như thế nào thì tuyến dưới cũng không thể làm theo y hệt. Khoảnh khắc này Hào Nhất Phong cũng ý thức được chính mình xuống tuyến dưới khảo sát cũng làm cho đám cán bộ lãnh đạo địa phương đau đầu vì vấn đề tiếp đái. Tiếp đái với quy cách cao thì sẽ bị phê bình, Tiếp đãi quá thấp thì thật sự sẽ sinh ra cảm giác lo lắng bất an giống như thất lễ với lãnh đạo. Thế cho nên sau này Hào Nhất Phong cũng không tiếp tục so đo với chuyện đám lãnh đạo tuyến dưới tiếp đãi có quá mức long trọng hay không, dứt khoát mở một mắt nhắm một mắt cho qua. Hơn nữa thành phố An Dịch có cấp bậc phó bộ, bí thư thị ủy Trịnh Đông Phương cũng là thường ủy tỉnh ủy, Trịnh Đông Phương đi ra tiếp đón long trọng như vậy cũng cho Hào Nhất Phong thấy rõ thái độ. Đông Phương, anh quá khách khí rồi. Hào Nhất Phong nở nụ cười bình dị gần gũi, lão tiến lên bắt tay Trịnh Đông Phương rồi dùng giọng thân thiết nói. Một cái bắt tay cũng cho thấy trình độ của Hào Nhất Phong, đó là những việc nhỏ nhặt cũng không muốn đánh mất phong cách quý phái của một vị chủ tịch tỉnh, tất cả được biểu hiện rõ ràng trước mắt mọi người. Trịnh Đông Phương là lãnh đạo đứng đầu địa phương thì tất nhiên sẽ càng thêm nhiệt tình đối với sự nhiệt tình của lãnh đạo, lão dùng hai tay bắt chặt tay của Hào Nhất Phong, sau đó nói: Chủ tịch Hào đến thành phố An Dịch kiểm tra chỉ đạo công tác, đây là vinh hạnh của cả thành phố chúng tôi, cũng chính là niềm chờ mong bao ngày của cán bộ và nhân dân thành phố. Nếu tôi là một bí thư thị ủy mà làm không tốt, không phải sẽ khó thể ăn nói với 7-8 triệu dân trong thành phố sao? Trịnh Đông Phương nói những lời này thật sự rất có tài nghệ, giống như đưa sự kiện Hào Nhất Phong xuống kiểm tra thị sát vào trong sử sách của thành phố An Dịch. Hai người nói cười vài câu, Hào Nhất Phong đã tiến sang bắt tay với chủ tịch Lý Giật Phong, sau đó cùng Trịnh Đông Phương đi song song về phía chiếc xe 30 chỗ màu vàng. Khi Hào Nhất Phong chuẩn bị lên xe, đột nhiên có một chiếc xe hơn 30 chỗ khác đã dừng lại cách đó không xa. Hào Nhất Phong khẽ nhíu mày, sau đó lão nhìn Trịnh Đông Phương nói: "Chúng ta mau đi thôi, nếu để ảnh hưởng đến giao thông thì sẽ bị nhân dân mắng cho." Trịnh Đông Phương nhìn chiếc xe dừng lại ở phía bên kia mà không khỏi nhíu mày. Tất nhiên lão sẽ giao nhiệm vụ cho các ban ngành chức năng để không làm ảnh hưởng đến giao thông khi tiếp đón lãnh đạo, đảm bảo tất cả con đường đều thông suốt, chiếc xe kia từ đâu xuất hiện? Trương Đức Long luôn hầu hạ cách không xa Trịnh Đông Phương, hắn thấy hai vị lãnh đạo có biểu hiện khó chịu thì nhanh chóng tiến lên giải thích. "Chủ tịch Hào, chiếc xe kia là của toàn thể học viên ban huấn luyện thanh niên của trường Đảng tỉnh ủy xuống huyện Lô Bắc học tập và tìm hiểu kinh nghiệm." Trương Đức Long không giải thích quá nhiều nhưng lời nói lại đã biểu hiện tất cả. Đó chính là phía thành phố An Dịch cũng không quá kém đến mức làm giao thông tắc nghẽn, chiếc xe kia dừng lại chính là một hành động thể hiện sự tôn trọng của tất cả học viên ban huấn luyện trong trường đảng với chủ tịch tỉnh Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong nghe thấy đó là ban huấn luyện cán bộ thanh niên của trường đảng thì hai hàng chân mày khẽ động, lão tò mò hỏi: "Các vị học viên của ban huấn luyện trong trường đảng cũng đến huyện Lô Bắc học tập kinh nghiệm sao?" Trịnh Đông Phương cười lên ha ha, lão giải thích: "Nghe nói ban huấn luyện sắp tốt nghiệp, Bây giờ bọn họ đi học tập kinh nghiệm cũng là một chương trình học bắt buộc. Được, nếu như bọn họ cũng muốn đến huyện Lô Bắc, như vậy cứ cho bọn họ đi theo, các anh cũng đừng tách hai bên ra để làm công tác tiếp đãi, như vậy quá phiền, cứ gộp cả hai lại là được. Hào Nhất Phong nói một câu vui đùa không ảnh hưởng đến toàn cục, sau đó leo lên xe. Khi chiếc xe 30 chỗ màu vàng của khối chính quyền tỉnh bắt đầu lăn bánh, Đám học viên ngồi trên chiếc xe 30 chỗ ở phía sau cũng mở to mắt nhìn, ai cũng tràn đầy chờ mong. Nhắc đến sự kiện bọn họ có thể trùng hợp đến cùng giờ với chủ tịch hào nhất phong thì cũng phải nhờ vào công lao của một vị trưởng phòng công tác trong văn phòng khối chính quyền thành phố An Dịch. Vị trưởng phòng này công tác cực kỳ tốt ở trong văn phòng khối chính quyền, chỉ cần gọi điện thoại vài lượt đã biết rõ ràng hành tung của chiếc xe chở chủ tịch tỉnh hào nhất phong, vì thế mới có chuyện chiếc xe chở học viên ban huấn luyện lại có thể cùng đồng hành với xe của chủ tịch tỉnh hào nhất phong xin hỏi vị nào là lãnh đạo của các vị một vị cán bộ tiến lên gõ cửa xe sau đó nói với toàn thể học viên trên xe tôi là trương lộ giai là cán bộ của trường đảng tỉnh ủy anh là cán bộ của thành phố an dịch sao trương lộ giai là giảng viên dẫn đoàn học viên đi học tập kinh nghiệm lúc này tất nhiên nàng sẽ là người đứng ra đại biểu cho ban huấn luyện chào giảng viên trương tôi là tiểu trần của văn phòng thị ủy vừa rồi chủ tịch hào có phân phó mời mọi người cùng đi theo chủ tịch xuống khảo sát huyện Lô Bắc. Vị cán bộ trẻ tuổi nói xong thì cũng nhanh chóng xuống xe. Xe bắt đầu lăn bánh, khi cửa xe đóng lại thì hầu như tất cả học viên đều hoan hô một tiếng khó thể khống chế, dù sao thì cùng đi khảo sát với chủ tịch tỉnh cũng có tư vị cực kỳ tốt. Vương Tử Quân cũng đang cười, nhưng lúc này nụ cười của hắn lại có thêm vài phần ý nghĩa khác thường, nhưng lúc này dù là ai cũng không thể nhận ra được. Đoàn xe cũng không dừng lại ở thành phố An Dịch, tất cả trực tiếp đi theo cầu đường An Lô chạy như bay về phía huyện Lô Bắc. Cũng giống như tình hình ở thành phố An Dịch, Dương Quân Tài cũng dẫn đầu ban ngành huyện Lô Bắc đứng chờ tiếp đón lãnh đạo ở vùng Giáp Xanh. Dương Quân Tài rất chú ý đến cách ăn mặc, hắn ngồi trong xe lợi dụng kiếng chiếu hậu mà xem xét lại mái tóc, sau đó mới đi xuống xe. Hắn nhìn mặt trời mọc lên sáng ngời, trong lòng chợt sinh ra cảm giác hưng phấn nói không nên lời. Hắn cảm thấy ngày hôm nay mới thật sự thuộc về mình, huyện lô bắc chính là sân khấu của hắn sân khấu này có những gì thì hắn biết rất rõ vương tử quân cũng phải đến nhìn sự đặc sắc của mình dương quân tài nghĩ đến tình huống nghe báo cáo của lý cẩm hồ rằng vương tử quân sẽ đến tham gia khảo sát thế là hắn không khỏi bật cười vương tử quân đến đây rất đúng lúc thời điểm này chính là tiếng chống tang lễ cho thế lực họ vương ở huyện lô bắc thật sự là chuyện vui không gì hơn đối với hắn bí thư dương xe lãnh đạo đã đến một chiếc xe cảnh sát được phái đi đến phía trước tìm hiểu tin tức lúc này đang chạy về như bay lý toàn thành mặc một bộ đồng phục cảnh sát đi đến trước mặt dương quân tài rồi dùng giọng hồng hộc nói dương quân tài khẽ gật đầu hắn đưa mắt nhìn về phương xa thấy một chiếc xe cảnh sát đang hú còi chạy đến như bay thế là hắn nhanh chóng tiến về phía trước một bước rồi cung kính chờ ven đường chiếc xe cảnh sát chạy như bay rồi dừng lại vững vàng cách đó không xa sau đó là một chiếc xe 30 chỗ màu vàng cực kỳ uy nghiêm dừng lại cách không xa Dương Quân Tài. Dương Quân Tài thấy người ngồi trên xe là Hào Nhất Phong, nhưng người xuống chào hỏi hắn cũng không phải là chủ tịch Hào, mà là Trịnh Đông Phương. Lên đây đi! Trịnh Đông Phương khẽ vung tay lên với Dương Quân Tài, tất nhiên Dương Quân Tài đã sớm chuẩn bị kỹ càng, hắn leo lên xe. Một vị cán bộ trẻ tuổi ngồi bên cạnh Trịnh Đông Phương nhanh chóng đứng lên nhường chỗ, chợt nghe thấy Hào Nhất Phong nói. Quân Tài, cậu đến ngồi bên này. Được sắp xếp ngồi bên cạnh chủ tịch tỉnh thì là vinh quang cỡ nào, Dương Quân Tài nhìn gương mặt với nụ cười nhàn nhạt, nhạt của Hào Nhất Phong, hắn biết rõ đây là hành vi ủng hộ mình không một tiếng động của chủ tịch Hào. Tuy chỉ là một hành động nhỏ thế nhưng lại cho thấy thái độ của lãnh đạo, thái độ này của lãnh đạo đã chú định hắn sẽ thuận buồm xuôi gió ở huyện Lô Bắc sẽ không có bất kỳ sai lầm gì. Hào Nhất Phong chờ Dương Quân Tài ngồi xuống đúng vị trí, sau đó mới mở miệng hỏi vài câu việc nhà. Ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe của Dương Độ Lục, sau đó cười nói với Trịnh Đông Phương. "Anh Trịnh, ngay cả tôi cũng phải bội phục anh, anh nói xem, không ngờ anh có thể nghĩ ra được phương án hay như vậy, mở một con đường nối với tỉnh Chiết Giang, làm cho khoảng cách của hai tỉnh gần hơn vài trăm km, đây rõ ràng là một sự kiện tạo phúc cho con cháu sau này." Trịnh Đông Phương khẽ lắc đầu, lão giải thích cho Hào Nhất Phong. "Chủ tịch Hào, nhắc đến đường An Lô thì là cả một câu chuyện dài." nói thật chủ tịch hào chuyện này tôi cũng không dám kể công tôi làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến danh dự nếu nói công lao thì phải là công lao của cán bộ tỉnh chiết giang người ta sao anh nói tôi nghe xem hào nhất phong chợt có hứng thú lão khẽ dựa lên lưng ghế sau đó nói với trịnh đông phương trịnh đông phương khẽ xịt người lại gần với hào nhất phong sau đó lão nói trước khi đường an lô được mở thì tôi cũng chưa từng nghĩ đến phương diện này nhưng có một vị cán bộ trẻ tuổi của huyện Lô Bắc đến tìm tôi, cho tôi vài lời đề nghị để xây dựng đường An Lô, hơn nữa còn đưa ra một bản phân tích cực kỳ rõ ràng và hợp lý để làm báo cáo, điều đó thật sự làm tôi động tâm. Anh không những động tâm mà còn nhanh chóng có hành động, con đường này được xây dựng thì tôi đang họp ở thủ đô, khi đó anh Trần còn không ít lần lên tiếng, ồn ào bắt tôi phải thu huyện Lô Bắc vào tỉnh Sơn Nam. Hào Nhất Phong cười ha hả nói với Trịnh Đông Phương, Rõ ràng cảm thấy rất hào hứng vì sự kiện huyện Lô Bắc nhập vào thành phố An Dịch tỉnh Sơn Nam. Hai người Trịnh Đông Phương và Hào Nhất Phong đùa giỡn với nhau làm cho Dương Quân Tài ở bên cạnh cảm thấy có chút không có hương vị, tất nhiên hắn biết rõ vị cán bộ trẻ tuổi mà Trịnh Đông Phương nhắc đến là ai. Dương Quân Tài nghĩ rằng đây là thời điểm mà chính mình biểu hiện trước mặt lãnh đạo tỉnh, không ngờ cái tên của Vương Tử Quân lại xuất hiện vào lúc này, không khỏi làm hắn sinh ra cảm giác phẫn hận sao? Nhưng lúc này Dương Quân Tài cũng không biết phải nói gì hơn, hai vị lãnh đạo đang trò chuyện vui vẻ, hắn cũng không muốn cắt đứt, chỉ có thể nở nụ cười khiêm nhường mà thôi. Đông Phương, vị cán bộ trẻ kia thật sự rất tốt, đối với những cán bộ như vậy thì chúng ta cần chú tâm bồi dưỡng. Trong thể chế thường thiếu thiên lý mã, thế nhưng vấn đề là thiếu bá nhạc phát hiện nhân tài. Hào Nhất Phong nói đến đây thì cười nói. Khi huyện Lô Bắc nhập vào tỉnh Sơn Nam thì vị cán bộ trẻ tuổi kia có lưu lại không? Có. Trịnh Đông Phương biết rõ Hào Nhất Phong có quan hệ với Dương gia, vì vậy lão cũng không muốn nói nhiều về Vương Tử Quân, lão chỉ nói đến đúng điểm là dừng, vì có đôi khi hăng hái quá sẽ biến thành dở. Nhưng Hào Nhất Phong lúc này đang hào hứng lại không muốn bỏ qua, lão dùng giọng hào hứng bừng bừng hỏi. Anh nói xem vị cán bộ trẻ tuổi kia tên là gì? Lát nữa đến huyện Lô Bắc có thể sắp xếp cho tôi gặp mặt được không? Vị cán bộ trẻ tuổi kia tên là Vương Tử Quân, là chủ tịch huyện Lô Bắc. Hôm nay thật sự trùng hợp, vị chủ tịch Vương kia vốn là học viên của ban huấn luyện trường Đảng tỉnh ủy, vừa rồi thư ký trường có nói toàn thể ban huấn luyện bọn họ đến học tập khảo sát kinh nghiệm của huyện Lô Bắc, có lẽ có Vương Tử Quân ở trên xe. Trịnh Đông Phương dùng một loại giọng điệu hồn nhiên như không nói. Ba chữ Vương Tử Quân rơi vào trong tai hào nhất phong, vẻ mặt chủ tịch hào chợt hơi khựng lại, tuy chút cảm giác khựng lại đã nhanh chóng tiêu tán theo nụ cười, thế nhưng chút biến hóa đó lại không thể nào qua mắt được Trịnh Đông Phương. Hào Nhất Phong cũng không xa lạ gì cái tên Vương Tử Quân, người này có thể cường thế ép Dương Quân Tài khó sống ở huyện Lô Bắc, cuối cùng Dương Độ Lục phải tự mình phối hợp mới có thể đẩy người này đến ban huấn luyện của trường đảng, để lại huyện Lô Bắc cho Dương Quân Tài, đủ để thấy đối phương là người như thế nào. Có thể ép Dương Quân Tài đến bộ dạng như vậy thì Hào Nhất Phong nghĩ rằng cũng rất khó khăn. Lão là một vị chủ tịch tỉnh, lão biết rõ thế lực Dương ra ở tỉnh Sơn Nam Hùng mạnh cỡ nào, nhưng dưới tình huống như vậy mà vương tử quân có thể ép cho dương quân tài thảm bại, như vậy sẽ là nhân vật ra sao? Dương quân tài nghe hai vị lãnh đạo nói chuyện với nhau mà trong lòng nhận lấy chút đả kích. Chính mình dựng sân khấu, chính mình mời người, nhưng khi kịch hay còn chưa mở màn thì vương tử quân chợt xuất hiện và ghi điểm, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút ngột ngạt. Nhưng ngay sau đó Dương Quân Tài đã ý thức được vấn đề, nhỏ không nhịn sẽ loạn mưu lớn. Lúc này hắn là một vị bí thư huyện ủy, Hắn cần phải nói lời khẳng định với vị cán bộ lãnh đạo cùng nhập gánh với mình, cần phải khích lệ trợ thủ của mình trước mặt hai vị lãnh đạo, như vậy sẽ càng có thêm vinh dự cho mình, chưa nói những thứ gì khác, chính mình cũng có đủ lực khống chế. Nhưng bây giờ nếu để Dương Quân Tài khen ngợi Vương Tử Quân thì thật sự giống như làm khó nhau, hắn đối mặt với ánh mắt của Hào Nhất Phong mà cúi đầu giả vờ như không thấy. Hào Nhất Phong nhìn về phía Dương Quân Tài, lúc này Dương Quân Tài sao lại không hiểu? Thế nhưng nếu muốn hắn mở miệng ca tụng công đức của Vương Tử Quân, căn bản là chuyện không thể. Nhưng Dương Quân Tài đã phán đoán sai lầm về tinh cách của Hào Nhất Phong, nếu là tề chính hồng thì hắn cúi đầu sẽ không có vấn đề, thế nhưng Hào Nhất Phong thì lại khác. Năm xưa Hào Nhất Phong có quan hệ tâm đầu ý hợp với Dương Độ Lục, tất nhiên sẽ xem Dương Quân Tài giống như con cháu nhà mình, lúc này thấy đối phương có biểu hiện không phóng khoáng như vậy thì trong lòng sinh ra cảm giác bất mãn. Đối với lão thì một người làm đại sự thì cái tâm phải rộng, phải có khí độ bao dung, chán có thể phi ngựa bụng có thể chống thuyền. Thử nghĩ mà xem, trong quan trường có bao nhiêu người, anh sẽ không phải ép tất cả mọi người đều tiến lên sợi dây thừng của mình chứ? Nếu không thì sao có thể khống chế tự nhiên đây? Vì vậy mà biểu hiện của Dương Quân Tài lúc này thật sự làm cho Hào Nhất Phong có ý nghĩ muốn dạy bảo một chút. Hào Nhất Phong là người làm việc lớn, thường thì cực kỳ khí phách. Lão cười nói hai câu với Trịnh Đông Phương, sau đó cười nói với Dương Quân Tài. Quân tài, nghe Đông Phương nói cậu có một vị trợ thủ vĩ đại, công tác của cậu chắc chắn sẽ cực kỳ thoải mái phải không? Dương quân tài rất muốn nói với Hào Nhất Phong là không có tình huống như vậy, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn nhịn được. Hắn do dự mãi, cuối cùng vẫn cố nén hận ý trong lòng, nhanh chóng tổ chức ngôn ngữ, sau đó dùng giọng lập lờ nước đôi nói. Chủ tịch Hào, Bí Thư Trịnh, sau khi tôi đến huyện Lô Bắc thì đồng chí Vương Tử Quân đã trợ giúp rất nhiều, anh ấy là cán bộ lãnh đạo có năng lực công tác rất mạnh là một cán bộ điển hình tuy dương quân tài đã cố gắng áp chế chính bản thân mình nhưng lúc này hắn vẫn cảm thấy lời nói của mình có hương vị gì đó dù sao thì lúc này hắn cũng phải há miệng ca tụng công đức của một kẻ chính mình không ưa cũng may hào nhất phong cũng không ép dương quân tài quá mức điều này làm cho dương quân tài thở dài một hơi khi hào nhất phong và trịnh đông phương bàn luận càng thêm vui vẻ thì bầu không khí trên xe càng lúc càng thêm hòa hợp Xe chở chủ tịch Hào Nhất Phong chậm rãi dừng lại trước cổng khu văn phòng huyện ủy, đám lãnh đạo bốn bộ ban ngành huyện Lô Bắc đã sớm chờ sẵn ngoài cổng, cả đám xếp hàng ngay ngắn chờ chủ tịch Hào Nhất Phong. Khi chiếc xe 30 chỗ dừng lại, đám lãnh đạo huyện Lô Bắc thấy Hào Nhất Phong và Trịnh Đông Phương đồng hành đi xuống xe, nhưng điều làm cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ chính là chủ tịch huyện Vương Tử Quân của bọn họ cũng hăng hái đi xuống từ một chiếc xe khác. Hào Nhất Phong cũng không tiến hành nói chuyện theo đúng thông lệ sau khi gặp mặt các vị lãnh đạo huyện Lô Bắc thì nghỉ ngơi một chút. Phòng của Chủ tịch tỉnh tất nhiên sẽ trở thành tiêu điểm, rất nhiều người bao quanh căn phòng này. Nếu so sánh với Hào Nhất Phong thì đãi ngộ dành cho các vị học viên trường đảng có vẻ kém hơn, nhưng vì có vương tử quân tỏa chấn, thế cho nên cũng được ân cần sắp xếp vào phòng họp để tạm nghỉ ngơi. Vương tử quân làm một chủ nhà, hắn chỉ mở lời vui đùa với các học viên, cũng xem như khá nhàn nhã nhưng lúc này tâm tư của tất cả mọi người đều đặt lên vấn đề thời gian và địa điểm khảo sát của Chủ tịch Hào Nhất Phong, ai cũng chú ý để được biểu hiện trước mặt lãnh đạo, suy đoán đủ mọi hướng, thế cho nên mọi người nói chuyện cũng không quá rộn rã. Chủ tịch Tử Quân, các vị lãnh đạo, thật sự các vị lại cùng đến với Chủ tịch Hào Nhất Phong. Nói ra thì tôi cũng là chủ nhà nhưng đến bây giờ mới có thể đến gặp mặt chư vị lãnh đạo, thật sự là có chút thất lễ. Nhưng mong các vị lãnh đạo thông cảm cho một chút, sự việc lúc này có chút bận rộn, thế này đi, các vị lãnh đạo ở lại huyện Lô Bắc hai ngày, tôi sẽ để cho Chủ tịch Vương Tử Quân đưa mọi người đi thăm thú khắp huyện Lô Bắc. Dương Quân Tài và Lưu Truyền Pháp cười tủm tỉm đi vào phòng họp, vừa vào cửa đã tay bắt mặt mừng, lên tiếng với các học viên ban huấn luyện. Vương Tử Quân mỉm cười nhìn Dương Quân Tài biểu diễn, trong lòng không khỏi cảm khái, Dương Quân Tài thật sự đã thay đổi khá nhiều, lời nói cử chỉ càng thêm trưởng thành. Mong bí thư Dương cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ phục vụ tốt các vị lãnh đạo. Có huyện Lô Bắc và Bí Thư Dương làm hậu thuẫn, tôi đảm bảo sẽ hoàn thành tốt công tác lần này, sẽ lưu lại ấn tượng khó quên cho các vị lãnh đạo trong hành trình đến huyện Lô Bắc lần này. Vương tử quân đợi Dương quân tài biểu diễn xong thì nhảy ra chống đỡ, dù sao bây giờ cũng đang ở trước mặt người ngoài, Dương quân tài đã nói như vậy, nếu chính mình không hưởng ứng thì sẽ bị người ta xem nhẹ. Hai người vương tử quân và dương quân tài kẻ sướng người họa, phối hợp cực kỳ ăn ý, người không biết tình huống còn nghĩ rằng ban ngành huyện Lô Bắc đoàn kết một lòng, kim đâm không vào, nhưng người hiểu rõ tình hình là lưu truyền pháp thì vô thức cúi đầu. Chủ tịch Vương, anh tham gia học tập ở trường đảng thì xem như đi nạp điện, có thể thoải mái thả lòng, nhưng tôi đây thì không được như vậy. Những ngày qua tôi phổ biến công trình 315, chỉ có thể nói là rất mệt mỏi, điều này làm cho tôi nhớ đến anh. Nửa năm qua nếu có anh tỏa trấn ở đây thì công tác có lẽ sẽ thoải mái hơn, nhưng bây giờ anh sắp quay về, tôi cũng sắp được nghỉ ngơi rồi. Ban đầu khi phổ biến công trình này thì tôi cũng từng nghĩ có nên đợi anh về rồi thực hiện, nhưng cuối cùng cảm thấy thời gian hơi gấp, chúng tôi áp dụng sớm hơn một ngày sẽ làm giàu cho dân thêm một ngày, vì thế mà cũng không chờ anh. Đợi đến khi chính thức áp dụng thì tôi mới biết trọng trách của mình thật sự là không nhẹ. Dương quân tài bắt chuyện với toàn thể học viên xong thì quay sang bắt tay nói lời thân thiết với Vương Tử Quân. Tuy hắn không nói quá lớn, Thế nhưng hắn hoàn toàn tin tưởng đám học viên nơi đây có thể nghe được, hơn nữa lại hiểu rõ ý nghĩa lời nói của mình. Chương 351 Sói và Cừu. Dương Quân Tài nói ra sự thật, cái gì mà chưa đợi anh về thì tôi đã làm, bây giờ có thêm anh thì tôi cũng bất lo, v v. Vương Tử Quân hiểu rất rõ, bí thư Dương lần này nói lời khách sáo thực tế chỉ là nói nhảm, rõ ràng có ý ông say không phải vì rượu. Điều duy nhất muốn diễn đạt chính là muốn cho đám học viên của ban huấn luyện trường đảng biết sự thật, đó chính là khi Vương Tử Quân đang học tập ở trường đảng thì Dương Quân Tài đã thực hiện công trình này, tạo ra thành tích nổi tiếng, hơn nữa lại không chút liên quan gì đến Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nở nụ cười không chút biểu cảm, hắn nghe Dương Quân Tài lên tiếng mà không nói lời nào, hắn sao lại không đoán được tâm tư của Dương Quân Tài. Nhưng bây giờ nghe thấy đối phương nói như vậy, hắn không những không mất vui, ngược lại còn cảm thấy mừng thầm. Vương tử quân đã chuẩn bị xong tất cả, bây giờ Dương quân tài lại vội vàng lên tiếng đẩy vương tử quân ra khỏi vòng liên quan đến công trình 315, đây không phải đang giúp vương tử quân khỏi phải mất công lên tiếng sao. Nụ cười trên mặt vương tử quân càng thêm khiêm tốn, hắn dùng giọng chân thành nói bí thư Dương nửa năm qua đã thật sự cố gắng và khổ cực vì quá trình phát triển kinh tế của huyện Lô Bắc. Có hào nhất phong ở trong huyện, Dương quân tài cũng không muốn ở lại đây lâu, hắn chỉ nói được 4-5 phút. Sau đó dẫn lưu truyền pháp đi sau khi dương quân tài bỏ đi thì ánh mắt không ít người nhìn về phía vương tử quân có chút biến đổi, nhưng biến đổi đó là rất nhỏ. Tử quân, người này cũng thật sự không hay. Trương Thư Chí đứng trong góc khẽ nói với vương tử quân. Vương tử quân khẽ gật đầu, hắn vỗ vỗ vai của Trương Thư Chí mà không nói thêm điều gì. Trương Thư Chí cũng không muốn bình luận gì thêm, hắn chỉ muốn biểu đạt chút thiện ý với vương tử quân là được, nếu nói quá nhiều lại biến hay thành dở nửa giờ sau đoàn xe xuất phát từ huyện Thành Lô Bắc, mục tiêu chính là xã Hà Loan, là trạm thị sát thứ nhất. Vương Tử Quân ngồi ở chiếc ghế bên cạnh cửa sổ trên chiếc xe 30 chỗ của trường đảng, hắn nhìn từng cánh vườn cây ăn quả ngoài cửa sổ, vẻ mặt liên tục biến đổi. Vườn cây kia còn chưa đâm chồi nảy lộc, nhìn qua giống như gió mùa xuân làm cho tất cả teo tóp lại, nhưng từng vườn cây ăn quả thật sự rất đồ sộ, thật sự đạt đến mức độ nhìn qua minh mông bát ngát mà báo chí đã miêu tả những nghĩ đến tình huống ruộng đồng của nhân dân bị biến thành những vườn cây như thế, vương tử quân thầm cảm thán, đây nào là công trình làm giàu cho dân chúng, nào phải công trình dân tâm, thật sự là nghiệp chướng. Xã Hà Loan tuy đã dùng hết lực để chuẩn bị, thế nhưng ủy ban xã được khoác một diện mạo mới lại không phát huy tác dụng, đoàn xe chạy qua như bay và bỏ lại tất cả sau lưng. Hào Nhất Phong ngồi trên xe khẽ ngáp một cái, thế là tất cả khung cảnh ở ủy ban xã đã trôi qua ngay trước mắt. Núi Tiểu Hà Sơn cao 100 mét, đã được xây dựng một con đường từ dưới chân núi lên đỉnh núi, đó là công trình mất cả tháng công sức của xã Hà Loan. Đây chính là địa điểm khảo sát trọng điểm của Chủ tịch tỉnh Hào Nhất Phong, tất nhiên xã Hà Loan phải chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, hao tốn tất cả tâm cơ. Khi nhóm Hào Nhất Phong xuống xe, Triệu Trung Trạch là bí thư Đảng ủy xã Hà Loan nhanh chóng đưa nhóm Tiền Học Tu đến đón chào, mặt mũi kẻ nào cũng là nụ cười cung kính. Hào Nhất Phong tất nhiên sẽ bày ra phong thái bình dị gần gũi với cán bộ cơ sở, lão nhiệt tình bắt tay với nhóm triệu trung trạch. Chủ tịch Hào, xã Hà Loan chúng tôi có 26.000 người, có 40.000 mẫu ruộng. Sòng điệu của triệu trung trạch rất lớn, thật sự xuất khẩu thành thơ, trật tự rõ ràng, đã đem tình hình chung của xã Hà Loan làm một báo cáo đơn giản cho Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong thật sự nghe báo cáo rất chăm chú, chốc chốc còn gật đầu. Dương quân tài đứng bên cạnh Hào Nhất Phong nghe vị thuộc hạ đắc lực của mình báo cáo cực kỳ ngay ngắn rõ ràng, thế là tâm tình cực kỳ sảng khoái, đây rõ ràng là những người vào thời điểm mấu chốt có thể lấy ra đặt trên mặt bàn, tất nhiên sẽ là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Biết đâu sau này hắn sẽ là một trợ thủ đắc lực của mình. Dương quân tài thật sự cảm khái vạn phần, ánh mắt nhìn về phía triệu trung trẻ càng thêm thân thiết. Chủ tịch Hào, những năm gần đây đảng ủy chính quyền xã Hà Loan chúng tôi luôn chăm chú phát triển nông nghiệp, tăng cường thu nhập cho nông dân, hưởng ứng lời kêu gọi của huyện ủy, đẩy mạnh công trình 315, điều chỉnh kết cấu nông nghiệp đã lấy được những hiệu quả rất rõ ràng. Dưới sự phát động tuyên truyền của chúng tôi, tư tưởng và cách thức phát triển nông nghiệp của địa phương đã có chuyển biến. Khi mà dân tâm đã cùng một lòng thì cục diện sẽ ngày càng tốt hơn, hai tháng qua toàn xã trồng được 15.000 mẫu táo, 15.000 mẫu lê, có 36.000 dê bò, Lúc này những vườn cây ăn quả còn chưa cho ra hiệu quả xứng đáng, thế nhưng chỉ sau 3 tháng nữa thì dê bò có thể xuất chuồng, dựa theo giá cả thị trường vào lúc này, nếu bán đi đàn dê bò đúng thời điểm, số tiền thu về thậm chí còn lớn hơn thu nhập cả năm của toàn bộ nhân dân trong xã. Hào Nhất Phong nghe thấy vậy thì liên tục gật đầu, hắn nói với Triệu Trung Trạch: "Từ trung ương đến địa phương đều cực kỳ coi trọng nông nghiệp nông thôn và nông dân, huyện Lô Bắc có thể quán triệt và thực hiện đúng chính sách nông nghiệp." tăng hiệu quả phát triển nông nghiệp, tìm đường ra cho thu nhập của nông dân, lại nghĩ đủ biện pháp để đẩy mạnh phát triển nông nghiệp, điều này là rất tốt. Điều này nói rõ ban ngành huyện ủy thật sự chấp chính vì dân, đã đặt lợi ích của quần chúng lên vị trí cao nhất. Làm quan cần phải cố gắng tạo phúc cho một phương, cần phải làm ra những việc thật sự có lợi cho nhân dân, như thế mới tốt. Lợi ích của nhân dân không phải là việc nhỏ, trách nhiệm của nó thật sự nặng như Thái Sơn. Hào nhất phong là chủ tịch tỉnh Sơn Nam Lần này xuất hành kéo theo người không ít người của đài truyền hình tỉnh, nhật báo Sơn Nam. Khi chủ tịch hào lên tiếng nói những lời thấm thía với bí thư Triệu Trung Trạch thì đám phóng viên cũng nhanh chóng bút ký, cũng có người liên tục bấm máy chụp ảnh, rõ ràng muốn chụp lại khoảnh khắc này. Xã Hà Loan được chủ tịch tỉnh khích lệ thì cũng giống như Dương Quân Tài được khích lệ, Dương Quân Tài đứng bên cạnh Triệu Trung Trạch, hắn cười tủm tỉm nhìn tất cả sự việc đang diễn ra, gương mặt lúc này đắc ý giống như gió xuân khẽ lay cánh hoa tươi. Trịnh Đông Phương đứng bên cạnh Hào Nhất Phong, tuy lão thật sự không ưa công trình 315 của Dương Quân Tài, thế nhưng lão lại thật sự tán thành lời nói của Triệu Trung Trạch. Dù sao thì vấn đề tam nông vẫn cực kỳ quan trọng, một bí thư thị ủy như lão cũng biết rất rõ. Người hưng phấn nhất lúc này có thể nói đó chính là Triệu Trung Trạch, hắn là bí thư đảng ủy xã, bây giờ được chủ tịch tỉnh nói lời khích lệ, đây chính là tình huống mà trước kia hắn chưa từng mơ đến, bây giờ hắn được chủ tịch tỉnh khích lệ hơn nữa còn được khích lệ trước mặt các vị lãnh đạo thượng cấp của mình. Nhóm người Hào Nhất Phong đi vài trăm bậc thang cuối cùng cũng đi đến tỉnh núi Tiểu Hà Sơn, trên đường đi gió xuân thổi mát rượi, rất có cảm giác đang du ngoạn vùng ngoại thành. Tuy Tiểu Hà Sơn không cao nhưng lại làm cho người ta sinh ra cảm giác leo lên đỉnh trời đạp mây dưới chân, đứng trên đỉnh núi nhìn xuống thật sự làm cho tâm tình con người bay bổng như cánh chim trời. Khi Hào Nhất Phong lên núi thì Dương Quân Tài là bí thư huyện ủy cũng theo sát bên cạnh thỉnh thoảng hắn nói vài câu làm cho hào nhất phong cười lớn không ngớt ban thủ lĩnh lãnh đạo huyện ủy của các anh quá vui vẻ rồi nhưng cũng đừng rơi vào tình huống cắm đầu xuống đất vui quá hóa buồn là được ai cũng có lòng ganh tị huống chi là đám học viên ban huấn luyện thường ngày luôn cho rằng mình siêu phàm hơn người thử hỏi mà xem những người này có ai không phải là tinh anh của các thành phố trong tỉnh sơn nam lúc này bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn dương quân tài theo sát bên cạnh chủ tịch hào nhất phong hơn nữa còn có biểu hiện cực kỳ phóng khoáng tươi vui, sao bọn họ không cảm thấy ghen ghét cho được. Trương Thư Chí chính là một trong những người như vậy, dù hắn cũng không tự kỷ đến mức nghĩ rằng Hào Nhất Phong chú ý đến mình, thế nhưng hắn vẫn sinh ra chút phản cảm vì Dương Quân Tài được chủ tịch tỉnh sủng ái dù hai bên không có thù hận gì cả. Vương Tử Quân chỉ cười cười mà không nói gì, trên đường đi Hào Nhất Phong tỏ ra rất bình thản với một vị chủ tịch huyện như hắn, nhưng hắn cũng cố gắng bày tỏ thái độ của một vị học viên trường đảng, cũng không có ý muốn tiến lên làm thân với lãnh đạo tỉnh. Hôm nay là sân khấu của người ta, cần gì phải tiến lên tự làm khó mình. Phút, phút, phút. Khi mọi người đi đến giữa ngọn núi Tiểu Hà Sơn thì tiếng vung roi trong trẻo chợt truyền đến, đám người đang đi lên núi phải đưa mắt nhìn sang, thấy một ông lão mặc áo bông hơi cũng đang dùng roi chăn dắt đàn dê cách đó không xa. Đàn dê hơn hai ba mươi con lớn nhỏ không đều, cả đàn giang ăn cỏ dưới sự quản thúc của ông lão áo bông, thỉnh thoảng lại có vài con cất lên tiếng kêu trong trẻo. Trời xanh, mây trắng, núi xanh mát, ông lão chăn dê, dù chỉ là vài trăm bước nhưng dù nhìn thế nào cũng thấy giống như một bức tranh sơn thủy. Hào Nhất Phong nhìn thấy khung cảnh như vậy, tâm tình vốn đã vui vẻ càng thêm thoải mái vui sướng. Đi, chúng ta đến xem. Chủ tịch Hào chợt bừng bừng hứng thú, lão chỉ về phía ông lão áo bông rồi lớn tiếng nói. Hào Nhất Phong là chủ tịch tỉnh, tất nhiên mệnh lệnh của lão sẽ không có kẻ nào không dám nghe. Khi chủ tịch hào lên tiếng thì tất cả cán bộ lớn nhỏ đều tập trung đi về phía ông lão chăn dê. Nhưng ngay sau đó rất nhiều cán bộ đưa mắt nhìn về phía triệu trung trạch, trong lòng thầm nghĩ người này đúng là biết cách làm cho ra vẻ, còn biết sắp xếp một người chăn dê ở chỗ này, đúng là tính toán quá giỏi. Trên mặt triệu trung trạch là nụ cười ôn hòa giống như tất cả không liên quan gì đến mình, hắn tất nhiên sẽ biết cách ẩn giấu vào lúc này. Hắn khẽ gật đầu với Dương Quân Tài, lại lui về phía sau một bước, dâng tặng vị trí tốt nhất cho người có ơn chi ngộ với mình, chính là bí thư Dương Quân Tài. Dương Quân Tài dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Triệu Trung Trạch, hắn khẽ gật đầu, sau đó bước theo sát bên cạnh Hào Nhất Phong nhưng hai chân mày đầy cảm giác tán thưởng. Làm rất tốt, lúc này đi đến lưng chừng núi thì chủ tịch Hào cũng có chút mệt mỏi, nếu giữa đường sắp xếp một người chăn dê thì rất đúng thời điểm. Chủ tịch có thể nói chuyện với dân chúng mà người dân có thể biểu đạt cảm giác của mình với đảng ủy chính quyền. Tình huống này rõ ràng là mượn lời người khác đẩy mình lên cao, thật sự rất quan trọng, sao không nói Triệu Trung Trạch sắp xếp quá khéo léo cho được. Tình huống này xuất hiện, Dương Quân Tài thật sự rất muốn vỗ tay tán thưởng vị thuộc hạ Triệu Trung Trạch của mình. Chào anh. Hào Nhất Phong đi đến cách ông lão áo bông vài bước thì lớn tiếng chào hỏi. Ông lão chăn dê thấy có nhiều cán bộ đi đến thì vẻ mặt biến đổi tay chân luống cuống tuy lão đã tiếp nhận huấn luyện từ nhiều ngày qua thế nhưng vào đúng thời điểm thì vẫn không khỏi sinh ra cảm giác sợ hãi. Nhưng càng biểu hiện như vậy thì càng thật, Hào Nhất Phong cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, chẳng qua lần này lão đến chủ yếu là vì ném thể diện cho Dương Quân Tài, thế cho nên cũng không muốn nói ra. Lão móc thuốc từ trong túi của mình ra, lại tự tay đưa cho ông lão chăn dê một điếu rồi nói. Anh năm nay bao nhiêu rồi? Tôi 66, ông lão chăn dê tiếp nhận điếu thuốc của chủ tịch Hào Nhất Phong, giọng điệu cũng dần khôi phục lại như thường. Hào Nhất Phong nhận một chiếc bật lửa từ trong tay thư ký để châm lửa cho ông lão chăn dê, sau đó lão cười lớn nói. Sức khỏe của anh thật sự rất tốt, hơn 60 mà vẫn có thể leo núi, nếu là tôi đến tuổi của anh, chỉ sợ đã sớm mệt mỏi mà thở hồng hộc rồi. Ông lão Trăn dê không biết Hào Nhất Phong, cũng không biết Trịnh Đông Phương, càng không biết Dương Quân Tài, thế nhưng lão lại biết Triệu Trung Trạch, lão biết rõ đám người đi cùng bí thư đảng ủy xã này chắc chắn là lãnh đạo lớn. Ông lão chăn dây nghĩ đến tình huống lãnh đạo cấp cao mời thuốc mình, thế là không khỏi cảm thấy lâng lâng, nhưng dù có cảm giác gì thì lão cũng không dám quên lời phân phó của bí thư triệu. Cảm ơn, ngài quá khiêm tốn rồi, nhìn thì thấy anh rõ ràng là người làm việc lớn, có gì mà không dùng được chứ. Ông lão vừa nói vừa hút thuốc, hàm răng vàng càng là điểm nhấn cho bộ dạng thôn quê chân chất hào nhất phong vui vẻ nói chuyện với ông lão chăn dê trong lúc nói chuyện thì chủ tịch hào biết hào nhất phong có ba con trai tất cả đã lập gia đình bây giờ chỉ còn lại một mình sống cùng bạn già dưới chân núi những năm gần đây tình hình thu hoạch của anh thế nào hào nhất phong chờ ông lão chăn dê hút hết điếu thuốc thì lại rút ra một điếu khác đưa đến thu hoạch cũng không tệ nhưng thật sự không dư giả bao nhiêu nhưng bây giờ thì khá hơn bí thư dương trong huyện cho chúng tôi nuôi dê và trồng cây ăn quả chưa nói đến những thứ khác, một năm qua số tiền mà tôi đây kiếm được đã nhiều hơn trước. Ông lão chăn dê nói rồi lại vung roi lên với đàn dê, sau đó tiếp tục lên tiếng. Đàn dê này của tôi nuôi 3 tháng nữa là có thể xuất chuồng, nếu như bán đúng giá thì sẽ có được số tiền bằng với 2 năm thu hoạch trước đó. Hào Nhất Phong khẽ gật đầu, lão cũng biết về giá cả thịt dê vào thời điểm này. Sau khi nói vài câu liên quan đến phương diện chăm sóc dê với ông lão chăn dê, lão tiếp tục nói: anh à, các vị lãnh đạo xã huyện của anh đều có mặt ở đây, trước mắt anh có gì khó khăn không? Hôm nay tôi làm chủ cho anh, nếu có thể giải quyết ngay thì tôi sẽ lập tức cho bọn họ xử lý. Thật vậy sao, Bí Thư Dương cũng có ở chỗ này à? Ông lão chăn dê ngửa mặt lên nhìn, đưa mắt nhìn đám người sau lưng Hào Nhất Phong. Hào Nhất Phong vẫy tay với Dương Quân Tài, thế là Dương Quân Tài nhanh chóng tiến lên. Tuy trên người ông lão chăn dê có một mùi vị khó ngửi làm cho hắn thiếu chút nữa là mở miệng nôn mửa, thế nhưng lúc này vì đại kế thì hắn cũng cố gắng áp chế, lại bày ra bộ dạng cực kỳ nhiệt tình. "Chào bác, cháu là Dương Quân Tài, bác có gì không hài lòng với công tác của huyện ủy thì cứ nói, chúng cháu nhất định sẽ nhanh chóng cho ra cải cách và chỉnh đốn." Dương Quân Tài vừa nói vừa đưa bàn tay cầm lấy bàn tay khô khốc nứt nẻ của ông lão chăn dê. Ông lão chăn dê thấy vị cán bộ thanh niên kia tỏ ra cực kỳ nhiệt tình thì cũng không dám chậm trễ. Lão nghĩ đến những lời dạy bảo của đám cán bộ xã với mình những ngày qua, thế là tranh thủ ném roi ra rồi dùng hai tay bắt chặt tay của Dương Quân Tài, gương mặt lão lúc này thật sự tràn đầy nước mắt. Bí thư Dương, cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy mặt ngài, nếu không có ngài thì đứa con trai thứ ba của tôi còn đang phá phách lêu lỏng bên ngoài, làm ảnh hưởng đến chính sách của huyện. Bây giờ nó đã lấy vợ và làm ăn đường hoàng, Thật sự nhờ ngài mà tôi mất đi một cái tâm bệnh. Ông lão chăn dê vừa nói vừa khẽ quẹt mặt, trên khóe mắt thật sự có vài dòng lệ, lúc này trong mắt Dương Quân Tài thì ông lão thật sự như một bảo vật, nào còn quan tâm đến mùi hương khó ngửi và bộ răng vàng khó chịu kia nữa. Từng ánh đèn lóe lên, không biết bao nhiêu máy ảnh được bấm vào lúc này, cũng có không ít phóng viên đang thầm nghĩ về tựa đề của bài báo vào ngày mai, ai cũng mong muốn nhanh nhanh có thời gian quay về viết một bài cực hay về tình cảm quan dân. Đây mới thật sự là có ý nghĩa, thật sự biểu hiện tình cảm của nhân dân, là kết quả của sự quan tâm lo lắng với nhân dân. Bác cũng không cần phải cảm tạ cháu, đây là những việc chúng cháu nên làm. Dương Quân Tài thật sự cố gắng lắm mới áp chế được cảm giác hưng phấn xuống đáy lòng, hắn dùng giọng chân tình nói. Triệu Trung Trạch đứng sau lưng Dương Quân Tài, hắn nghe lời đối thoại của hai bên mà tảng đá trong lòng hạ xuống. Hắn thật sự sinh ra cảm giác đắc ý vì sắp xếp linh hoạt và thông minh này của mình. Hi hi, lúc này Bí Thư Dương hẳn là cực kỳ coi trọng mình. Bí Thư Dương, những thứ khác tôi không quá rõ ràng, chỉ là anh có thể cho xã thêm dê hay không, để cho tôi nuôi thêm được vài con. Yêu cầu của ông lão chăn dê rất chất phác, tất nhiên Bí Thư Dương sẽ phát tay đồng ý ngay. Sau khi cáo biệt ông lão chăn dê, Hào Nhất Phong và đám người lại tiếp tục cất bước đi lên đỉnh núi. Hào Nhất Phong tiếp tục cất bước, sau khi đi được vài chục bước thì hắn chợt quay đầu lại nói với Dương Quân Tài quân tài, cậu làm rất tốt. Được chủ tịch tỉnh khen ngợi một câu như vậy thật sự là một tín hiệu cực kỳ tốt với cán bộ, tất nhiên có nghĩa sẽ được đưa lên cao, hoặc nâng lên rồi giết, nhưng lúc này đối với bí thư dương thì tất nhiên sẽ không rơi vào tình huống nâng lên rồi giết được. Hừ, đúng là tiểu nhân đắc chí. Trương lộ dài đi bên cạnh vương tử quân chợt khẽ nói, nàng rất hiểu rõ mâu thuẫn giữa dương quân tài và vương tử quân, lúc này thấy bộ dạng vinh váo khoe khoang của Dương Quân Tài, tất nhiên sẽ sinh ra cảm giác không vừa mắt. Vương Tử Quân cười cười không nói gì, chỉ cất bước đi lên núi. Núi Tiểu Hà Sơn cao hơn 100 mét nhưng nhóm Hào Nhất Phong lại mất hơn 10 phút mới leo lên đến đỉnh, tuy ngọn núi này so ra thì rất thấp, thế nhưng nếu so sánh với những ngọn núi khác còn thấp hơn ở chung quanh, nó lại trở thành ngọn núi cao nhất. Gió xuân khẽ mơn man cành lá, bầu trời xanh ngắt, mây bay nhẹ nhàng, dưới tình cảnh tươi đẹp thế này mà đứng trên đỉnh núi đón gió cũng không khỏi làm cho đám cán bộ cảm thấy vui vẻ thoải mái, cảm giác sảng khoái không khỏi làm cho người ta ngây ngất. Hèn gì Dương Quân tài được tán thưởng, người ta thật sự có bản lĩnh công tác, mình thật sự khó thể so sánh được. Càng có người chợt sinh ra cảm giác khác lạ, cảm thấy Vương Tử Quân sở dĩ được sắp xếp đến ban huấn luyện của trường đảng, có lẽ là bị vị bí thư năng lực cực mạnh này đẩy ra ngoài, bị xa lánh. Một núi khó có thể chứa hai hổ. Nếu đã sinh chu dù thì cớ sao còn sinh ra cát lượng. Tuy bọn họ không phải rất hiểu về Dương Quân Tài, thế nhưng trong mắt bọn họ thì Vương Tử Quân chính là một con hổ lớn, có thể ép Vương Tử Quân đến ban huấn luyện trường đảng, như vậy Dương Quân Tài nào phải kẻ đầu đường xó chợ. Chủ tịch Hào, anh xem, đây chính là nơi xã Hà Loan chúng tôi tập kết nuôi dê. Bốn phía ngọn núi này không thích hợp trồng hoa màu nhưng lại là nơi sinh trưởng loại cỏ thích hợp với dê vì vậy mà lúc này các thôn dân đều đến đây chăn thả ra súc. Triệu Trung Trạch đi đến bên cạnh Hào Nhất Phong, hắn chỉ vào bầy dê cửu giống như một giám mây trắng ở một vùng cỏ xanh mát bên dưới ngọn núi rồi nói. Hào Nhất Phong nhìn đàn dê cửu ở bên dưới mà liên tiếp gật đầu, tâm tình rất sảng khoái. Tuy lão không phải người chuyên nghiệp thế nhưng nhìn hàng đàn gia súc bên dưới thì cũng có thể cho ra con số phán đoán sơ lược, ít nhất cũng hơn 10.000 con. Nơi đây có ít nhất 10.000 con, như vậy câu nói một huyện có 150.000 con dê cừu của Dương Quân Tài cũng không phải là khoác lác. Tốt, cán bộ trẻ tuổi nên biết làm việc thực tế như vậy. Đã là cán bộ lãnh đạo thì phải cố gắng đặt bước chân sáng nghiệp, như vậy sẽ mạnh hơn so với đám người chỉ biết ôm ghế ngồi khư khư mà không dám làm gì khác, xem như Dương Độ Lục cũng có một đứa con tốt. Hào Nhất Phong thật sự cảm khái vô hạn, lão liên tục gật đầu, thỉnh thoảng chỉ tay xuống đàn ra xúc dưới chân núi rồi nói vài câu với Trịnh Đông Phương. Thư ký trưởng văn phòng khối chính quyền tỉnh là Quan Vĩnh Hạ cùng theo đoàn khảo sát của Chủ tịch Hào Nhất Phong cũng tiến lên nói. "Chủ tịch Hào, cảnh tượng trời xanh mây trắng ra súc hàng đàn thế này thật sự rất giống như tình huống ở Thảo Nguyên, nếu như có thể khai phá nó để làm điểm du lịch, không phải sẽ có thể thúc đẩy kinh tế nông thôn, tăng thêm thu nhập cho nông dân sao?" Lời đề nghị này của Quan Vĩnh Hạ nhanh chóng được Hào Nhất Phong gật đầu tán thưởng, sau đó lão nhìn sang Dương Quân Tài nói: "Quân Tài, làm rất tốt." nhưng tôi hy vọng cậu không nên kiêu ngạo, tiếp tục cắm dễ sâu ở cơ sở, dùng tinh thần dũng cảm không chịu gian khổ này để tiếp tục ở lại huyện Lô Bắc thêm vài năm. Nơi đây đất trời rộng lớn, là một sân khấu cực kỳ tốt cho các cán bộ trẻ tuổi như cậu. Chủ tịch tỉnh đã cho ra lời khẳng định như vậy, những người khác còn gì để nói nữa. Đám cán bộ nơi đây đều hiểu rất rõ, lúc này Dương Quân Tài nhất định sẽ là rồng phóng lên 9 tầng trời, chỉ cần không có bất kỳ sai lầm gì, không bao lâu sau Dương Quân Tài sẽ chính thức biến thành một ngôi sao sáng trên bầu trời chính trị của tỉnh Sơn Nam. Chủ tịch Hào, ngày hôm qua ban ngành thị ủy đã thảo luận, đồng thời đã cho ra quyết định tăng cấp bậc của bí thư huyện ủy Lô Bắc. Trịnh Đông Phương nãy giờ không nói quá nhiều, thế nhưng lời nói của lão cực kỳ có chất lượng. Tăng cấp bậc cho bí thư huyện ủy Lô Bắc, như vậy Dương Quân Tài sẽ là một người được đề bạt ngay tại vị trí cũ, thế là không khỏi làm cho đám học viên càng thêm ghen ghét. Tốt đối với các cán bộ có khả năng có năng lực các anh cần phải can đảm sử dụng cần phải đặt lên lưỡi đao để rèn luyện hào nhất phong cười ha hả nói giọng điệu cực kỳ sảng khoái hào nhất phong chỉ cần nói vài ba câu đã chú định địa vị chính trị của huyện lô bắc tăng lên một cấp dương quân tài tuy đã sớm biết sự kiện này thế nhưng bây giờ nghe bí thư trịnh đông phương nói với chủ tịch hào nhất phong trong lòng thật sự sinh ra cảm giác hưng phấn hắn nhìn bầu trời xanh nhìn mây trắng nhìn cỏ xanh mướt bên dưới chân núi, nhìn hàng đàn gia súc qua lại, trong lòng thật sự vui sướng. Tình cảnh tốt đẹp trước mắt đều được hình thành dưới sự chỉ đạo của Dương Quân Tài, phong cảnh như vẽ càng do một tay hắn vẽ ra. Chính mình mới đi xuống một năm đã trở thành cán bộ cấp phó phòng, hắn thật sự rất đắc ý, thế là ánh mắt không khỏi nhìn sang Vương Tử Quân. Vương Tử Quân lúc này đang cười nhạt giống như không nghe được lời đối thoại của hai vị lãnh đạo, nhưng Dương Quân Tài có thể cho ra kết luận, Vương Tử Quân nhất định là nghe thấy được, đối phương sở dĩ có biểu hiện như vậy, hoàn toàn là đang che giấu cảm giác ganh tị mãnh liệt trong lòng. Đúng, chính là ghen ghét, nhưng đối phương quá giỏi ngụy trang, là hạng người ẩn giấu tâm cơ, dù trong lòng bùng sóng ghen ghét mạnh mẽ cũng chỉ biểu hiện cực kỳ bình tĩnh và ung dung. Nhưng Vương Tử Quân muốn ghen ghét thì cứ tự nhiên, Dương Quân tài nào có bao giờ sợ người ta ghen ghét mình. Tiểu Dương, sau này không nên quá ngủ say với chút thành tích nhỏ trước mắt không nên công tác mà đuôi vỉnh lên trời, cần phải tiếp tục cố gắng phát triển, cố gắng tạo ra thành tích, như vậy mới tốt. Hào Nhất Phong cười lớn, thật sự rất vui vẻ. Nếu so sánh với tình huống trên đỉnh núi thì bây giờ dưới chân núi lại rất náo nhiệt, bên cạnh sườn núi có một con sói phóng ra, bộ dạng gầy như que củi. Lúc này đám người khoác tấm nhựa trắng giả làm dê cừu cầm trong tay đủ loại vũ khí giã đứng cả lên, gậy gộc đất đá được ném ra, con sói kiên trì chống đỡ được 5-6 phút thì đi đời nhà ma. Vương tử quân nhìn thấy rõ ràng tình huống xảy ra bên dưới, trong lòng chợt sinh ra cảm giác đau xót. Hắn biết rõ tất cả đã xảy ra trước mặt chủ tịch Hào Nhất Phong, thế nhưng hắn lại tình nguyện nó không xảy ra thì hay hơn, trong lòng hắn thật sự không có cảm giác vui sướng khi giành được thắng lợi. Chúng ta sang bên kia xem. Hào Nhất Phong vừa nói vừa nhanh chóng bước xuống. Chủ tịch Hào, bên kia không mở bậc đá, chúng ta nên đi xuống theo đường cũ thì hay hơn. Dương quân tài thấy Hào Nhất Phong muốn đi xuống ở sườn núi phía bên kia, thế là hắn vội vàng đưa tay ngăn lại. Hào Nhất Phong là một người đứng đầu thế lực của Dương gia ở tỉnh Sơn Nam, hắn tất nhiên sẽ lo lắng cho vấn đề an toàn của chủ tịch Hào. Nhưng Dương quân tài vừa vươn tay ra một nửa thì đã nhanh chóng thu hồi, nghênh đón hắn chính là ánh mắt lạnh như băng của Hào Nhất Phong, trong ánh mắt của chủ tịch Hào không những có sự phẫn nộ, còn có cả cảm giác khinh thường khi Dương quân tài thu tay lại cực kỳ khổ sở thì Trịnh Đông Phương đã lên tiếng. Chủ tịch Hào, chúng ta nên đi xuống ở bên kia, chỗ này thật sự không an toàn. Trịnh Đông Phương là thường ủy tỉnh ủy, Hào Nhất Phong không thể không coi trọng ý kiến của Trịnh Đông Phương, lại nghĩ đến tình huống mình ép Trịnh Đông Phương phải đi theo, bây giờ phát sinh một trò hề giả dối, thế là vẻ mặt lão chợt sám ngắt. Tuy Trịnh Đông Phương là bí thư thị ủy an dịch, nếu nói về trách nhiệm cũng khó tránh, nhưng đó là lời mà nhiếp hạ quân có thể nói còn hào nhất phong thì không thể mở miệng dương quân tài là ai đây chính là con trai của dương độ lục là ai sắp xếp xuống đây trong sự việc này không phải có một phần công lao của hào nhất phong sao bí thư trịnh tôi có thể đi qua đấy xem xét anh yên tâm cũng không có vấn đề hào nhất phong nói rồi cất bước đi xuống núi ở một hướng khác Thư ký và những vị công an phụ trách công tác bảo vệ thấy tình hình như vậy thì cũng không dám chậm trễ, cả đám nhanh chóng theo sát lãnh đạo. Dương quân tài chán nả đứng như trời trồng trên đỉnh núi, hắn cũng không đi cùng lãnh đạo, hắn không biết cái gì đang chờ đợi mình, nhưng có một điều hắn có thể kết luận, chính là lần này mình đã tạo ra đại họa. Đừng nói là là công trình 315 còn có thể tiếp tục hay không, chỉ sợ Dương quân tài hắn cũng không thể tiếp tục ở lại địa bàn huyện Lô Bắc. Có một sự việc rèm pha quá lớn xảy ra, hắn nào có mặt mũi ở lại huyện Lô Bắc. Dù người khác không nói thì hắn cũng không dám tiếp tục ở lại. Nhưng vì sao, thế nào lại trùng hợp như vậy? Vào đúng thời điểm tất cả thành công mỹ mãn, lúc tất cả mọi thứ sẽ kết thúc đặc sắc thì lại xuất hiện một con sói xông vào đàn gia súc bên dưới. Vì sao? Trong lòng Dương Quân Tài tràn đầy đau đớn, lúc này ánh mắt hắn lại rơi lên người Vương Tử Quân. Vào khoảnh khắc này hắn chợt cảm thấy Vương Tử Quân giống như một con sói hung ác, là loại người quấn chặt lấy không buông, theo đuổi không bỏ, ép người ta vào đường chết. Đối phương đạp hắn một cái thật mạnh rồi cười ha hả bỏ đi. Hắn đưa mắt nhìn vương tử quân mà tâm tư không khỏi điên cuồng vận chuyển, hắn càng khẳng định suy đoán của mình, chuyện này chắc chắn có liên quan đến tên khốn kia. Tại sao lại xuất hiện một con sói? Vương tử quân có thể trả lời dương quân tài, mà Thái Thần Bân đang tránh ở một địa phương cách đó một km cũng có thể cho ra một đáp án xác thực lúc này thái thần bân đang uống nước ừng ực bên cạnh hắn ngoài hai người đàn ông cao lớn còn có tôn hạ châu anh hạ châu thật sự là con bà nó thoải mái sảng khoái bây giờ tôi cũng không có ý nghĩ gì khác chỉ mong sao có thể lên đỉnh núi nhìn xem bộ mặt của bí thư dương bây giờ thế nào thái thần bân ném chai nước cho tên đàn ông sau lưng rồi dùng giọng hả hê nói tôn hạ châu cũng tỏ ra cực kỳ vui sướng nhưng lúc này hắn lại có vẻ ổn định hơn thái thần bân rất nhiều hắn cười hì hì dùng giọng bình tĩnh nói được thôi tiểu tử cậu nếu không muốn bị bí thư dương xé xác thì cứ đi lên đó mà xem náo nhiệt ha 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 tôi cũng không sợ bị hắn xé xác chỉ sợ gây phiền cho lãnh đạo hừ bây giờ thì hay quá rồi đám người kia trình diễn tập thể đợi đến khi bí thư dương đưa dê cừu rời khỏi huyện lô bắc tôi sẽ viết thư nói cho hắn biết thái thần bân cười hì hì dùng giọng trêu tức nói tôn hạ châu chỉ khẽ cười mà không nói gì thêm nhưng trong lòng hắn thật sự thừa nhận cách suy nghĩ của Thái Thần Bân. Hắn cảm thấy Bí thư Dương này dù gây lớn dễ sâu thế nào thì bây giờ cũng khó thể nào tiếp tục ở lại huyện Lô Bắc. Sau này huyện Lô Bắc sẽ là thiên hạ của thế lực Vương Phái. Tôn Hạ Châu nghĩ đến tình huống vài ngày trước mình còn bị chèn ép, hắn không khỏi siết chặt bàn tay. Nếu như không phải không còn Chủ tịch Vương Tọa Trấn ở huyện Lô Bắc thì hắn sẽ dễ dàng nắm chặt lấy vị trí chủ nhiệm khu quy hoạch. Sao lại cho nó trôi qua trong tầm tay cho được? bây giờ cũng không đến mức biến thành một vị phó bí thư đảng ủy xã đáng tiếc thật sự đáng tiếc con sói kia chết quá đáng tiếc da sói thật sự rất tốt thái thần bân nhìn thoáng qua vị trí con sói bị đánh chết sau đó nói tiếp nếu như dùng da con sói kia làm cho bố tôi một chiếc áo bông không biết ông ấy sẽ vui sướng đến mức nào nữa tôn hạ châu vỗ tay đứng lên khỏi tảng đá rồi nói đừng cảm khái nữa không còn tác dụng gì nữa sự việc đã xong Chúng ta nhanh chóng rút đi, đừng tiếp tục ở lại, bị phát hiện sẽ ảnh hưởng đến lãnh đạo. Bị phát hiện thì thế nào, chúng ta đường đường chính chính, cô bà nó sự việc đã bị vạch trần rồi. Tuy nói như vậy nhưng Thái Thần Bân vẫn nhanh chóng đứng lên, hắn là lái xe cho Vương Tử Quân, hắn cũng không phải người lỗ mãng. Hai tên thanh niên kia chính là em họ của Thái Thần Bân, bọn họ biết anh Thái Thần Bân làm việc lớn nên cũng không mở miệng, cả hai đứng lên đi theo. Anh Hạ Châu Nhiệm vụ của hai ta xem như hoàn thành, cũng không biết tình huống của những người khác là thế nào, tôi thật sự chờ mong bọn họ mang đến niềm vui bất ngờ cho vị chủ tịch tỉnh hào nhất phong kia." Thái Thần Bân đi hai bước rồi dùng giọng chờ mong nói. Tôn Hạ Châu cười cười một tiếng, hắn chỉ Thái Thần Bân nói: "Đi thôi, chúng ta đã làm xong nhiệm vụ, người khác cũng sẽ không có sơ suất gì đâu." Chương 352: Vết nhơ cả đời. Vẻ mặt hào nhất phong trở nên tái nhợt, điều này làm cho đám người đang khoác bạt nhựa màu trắng luống cuống tay chân, đám cán bộ nông thôn giả làm người chăn dê lại càng luống cuống hơn, cả đám nhấc bạt nhựa lên rồi bỏ chạy. Lúc này tất cả chợt hiện ra quá rõ ràng trước mặt chủ tịch hào nhiếp quân, màu xanh của nước sơn, thậm chí vẫn còn bùng ra mùi vị gây mũi, nhưng tất cả tạo nên một bức tranh giống như thật. Hào nhất phong nghĩ đến tình huống dân chúng rõ ràng lại tập trung ngồi đây bày trò cho mình nhìn, thế là trong lòng càng cảm thấy tức giận nếu như kẻ khác làm trò như vậy thì lão đã sớm hạ lệnh điều tra thật nghiêm nhưng bây giờ lão thật sự không biết nói gì hơn người này không phải là ai khác mà chính là con trai của dương độ lục đây là con trai của dương độ lục nếu như hào nhất phong tùy tiện ra tay như vậy quan hệ giữa hai bên sẽ xuất hiện vết rách lớn nhưng nếu như lão không có bất kỳ hành động nào như vậy mình sao có thể nói cho rõ với cán bộ nhân dân trong tỉnh Ánh mắt Hào Nhất Phong chuyển lên người con sói bị nhân dân dùng đá và gậy gộc đánh chết, xác con sói vẫn còn nằm trên mặt đất, hai cặp mắt trợn trừng, điều này làm lão sinh ra cảm giác khó chịu, ánh mắt con sói thật sự giống như đang mỉa mai lão vậy. Hào Nhất Phong không mở miệng, lúc này có ai dám mở miệng. Ngay cả Trịnh Đông Phương cũng ngây người sững sờ nhìn tình hình trước mặt. Đi thôi. Hào Nhất Phong cũng không nói gì thêm, lão há miệng muốn nói gì đó với những thôn dân kia. Thế nhưng lúc này lão thật sự không còn gì để nói. Khi xoay người lại bỏ đi thì lão chợt cúi người với những thôn dân ở phía bên kia. Hành động đột nhiên của Hào Nhất Phong làm cho đám người bên kia thật sự kinh hoàng, bọn họ không thể nào đoán được tâm tình của chủ tịch tình. Khi đám người Hào Nhất Phong cất bước bỏ đi thì cả khu vực rơi vào trong bầu không khí yên ắng đến cực điểm. Hào Nhất Phong quay về chiếc xe cũ, người và vật vẫn như trước nhưng bầu không khí lúc này lại khác biệt, tất cả mọi người đều ngậm chặt miệng, không ai dám hé môi. Cả đám chỉ sợ mình không cẩn thận mà trở thành kẻ chịu tội, thu hút ánh mắt tức giận của chủ tịch tỉnh lên người mình. "Chủ tịch Hào, anh đừng quá lo lắng, chuyện này vẫn còn dư âm vãn hồi." Quan Vĩnh Hạ hiểu mối quan hệ giữa Hào Nhất Phong và Dương Độ Lục, hắn trầm ngâm một lát rồi khẽ nói với Hào Nhất Phong. "Không chờ Quan Vĩnh Hạ nói dứt lời thì Hào Nhất Phong đã phất tay mất hết sức lực. Lời nhắc nhở thiện ý của Quan Vĩnh Hạ thật sự làm cho lão có chút khó xử." nhưng lão lại không thể làm như vậy, giấy sao có thể gói được lửa. Trịnh Đông Phương không lên tiếng thì đám học viên ban huấn luyện trường Đảng cũng không kẻ nào dám hé lời, dù sao thì tối thiểu bọn họ cũng phải có lập trường chính trị, các vị phóng viên là tiếng nói của Đảng, cũng không thể nói, nhưng người bọn họ ra thì còn có đám người tham gia quá trình diễn xuất lừa đảo lãnh đạo kia nữa. Dù có biến sự việc thành nhiệm vụ giữ bí mật chính trị và sắp xếp xuống bên dưới, yêu cầu mọi người không được lên tiếng, cán bộ có thể tuân thủ chứ nhân dân thì chưa chắc. Đồng thời Hào Nhất Phong cũng không có vài phần nắm chắc có thể che giấu được, thế cho nên đán án hầu như là chối bỏ. Hào Nhất Phong biết rất rõ, loại chuyện này không trùng hợp như vậy, lão càng không tin Dương Quân Tài lại không may như thế, vào đúng thời điểm quan trọng lại bị một con sói chạy đến phá hư tất cả. Kinh nghiệm chính trị nhiều năm làm cho Hào Nhất Phong bừng tỉnh, hèn gì sự việc lần này có chút kỳ quặc, đây là có người ra tay với Dương Quân Tài, nhưng phương pháp của người ta thật sự quá cao siêu, Quá kín kẽ, cho dù anh có biết cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt, thật sự không thể nói nên lời. Lúc này mọi người lên xe 30 chỗ của chủ tịch Tỉnh Hào Nhất Phong, Dương Quân Tài ngồi xuống vị trí thấp nhất trong xe, vẻ mặt vô tình, cũng không còn vui sướng đắc ý như thời điểm nghênh đón chủ tịch Hào Nhất Phong. Vương Tử Quân. Tâm tư của Hào Nhất Phong khẽ xoay chuyển, lão lặng lẽ nhớ đến một cái tên, một luồng sáng chợt lóe lên trong mắt. Hào Nhất Phong biết rõ mối quan hệ giữa Vương Tử Quân và Dương Quân Tài, đồng thời người có thể hoàn thành một chiêu tuyệt sát với Dương Quân Tài, Hào Nhất Phong cảm thấy chỉ có thể là Vương Tử Quân mà thôi. Hào Nhất Phong nghĩ vậy mà thầm cảm thán, trong lòng cũng có chút tức giận, dù thế nào cũng không thể để cho tên Vương Tử Quân kia thực hiện được mưu đồ. Đối phương ra tay với Dương Quân Tài vì âm mưu gì? Còn không phải vì vị trí bí thư huyện ủy Lô Bắc sao? Lúc này Hào Nhất Phong dù làm thế nào cũng không thể cho đối phương được tọa nguyệt thế là lão nắm chặt tay, trong lòng hạ quyết tâm. Xe chạy như bay về phía trước, lúc này Hào Nhất Phong đã không còn tâm tư dừng lại ở huyện Lô Bắc, ánh mắt liên tục xoay chuyển, hàng loạt ý nghĩ lóe lên trong đầu. Két, tiếng thắng gấp vang lên, Hào Nhất Phong đang trầm ngâm suy nghĩ chờ tỉnh táo trở lại. Lão nhìn tài xế rồi khẽ hỏi. Sao vậy? Chủ tịch Hào, phía trước có rất nhiều dân chúng chặn đường. Lái xe thấy chủ tịch tỉnh đặt câu hỏi thì nhanh chóng trả lời. Lúc này Hào Nhất Phong càng nhíu mày lại thêm chặt, một dự cảm bất thường xuất hiện. Nhưng sự việc đã bùng phát như vậy thì lão cũng không thể trốn tránh, lão trầm ngâm một lát rồi để cho thư ký xuống xe, để xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. "Chủ tịch Hào, dân chúng kéo đến huyện thành kêu oan, yêu cầu bí thư Dương đền bù tổn thất." 5-6 phút sau thư ký lên xe rồi khẽ báo cáo cho Hào Nhất Phong. "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?" Hào Nhất Phong càng cảm thấy khó chịu lão tỏ ra bất mãn với thư ký của mình, thế là không khỏi chừng mắt nhìn về phía viên thư ký rồi hỏi. Chủ tịch Hào, dân chúng nói huyện bắt bọn họ bỏ tiền ra mua cây giống bị bệnh, bây giờ dễ cây ăn quả bắt đầu thối nát. Thư ký thấy bộ dạng mất hứng của chủ tịch Hào Nhất Phong, thế là tranh thủ thời gian mở miệng giải thích. Dễ cây ăn quả đã thối giữa, vẻ mặt Hào Nhất Phong càng thêm nghiêm túc, lão càng hiểu rõ tầm quan trọng của sự việc, lão là một cán bộ từ cơ sở đi lên, lão biết rõ nó có ý nghĩa như thế nào. Đất đai là mầm sống của dân chúng, cây trồng lại chính là nồi cơm của dân chúng, nếu sự việc vừa rồi chỉ có thể xem là trò khôi hài, nhưng bây giờ thì sự việc cây thối dễ lại có tính chất cực kỳ ác liệt, có liên quan trực tiếp đến vấn đề tam nông. Quân tài, cậu mua giống cây ăn quả ở đâu? Hào Nhất Phong trầm ngâm một lát rồi đưa mắt nhìn Dương Quân Tài. Tâm tình của Dương Quân Tài lúc này thật sự rất kém, hắn vô tình không kịp cho ra phản ứng lúc này một vị nhân viên văn phòng khối chính quyền tỉnh ngồi bên cạnh tranh thủ thời gian vỗ vào vai hắn, lúc này hắn mới kịp phản ứng. Chủ tịch Hào, ngài nói gì cơ? Dương quân tài nhìn Hào Nhất Phong, cũng không biết chủ tịch Hào đang hỏi gì. Bộ dạng mất hứng chán nản của Dương quân tài càng làm cho Hào Nhất Phong cảm thấy khó chịu, lão thấy một vị cán bộ lãnh đạo thì tố chất tâm lý là thứ đầu tiên cần phải vượt qua thử thách, thắng không kiêu bại không nản, chưa đến mức càng trói buộc càng mạnh mẽ, ít nhất rơi vào tình huống khó khăn cũng phải giữ được bình tĩnh. Lúc này biểu hiện chán nản của Dương Quân Tài làm cho Hào Nhất Phong thật sự thất vọng, vì con người luôn vùng vẫy trong thăng trầm, ai có thể bảo chứng mình luôn đi trên đất bằng. Hào Nhất Phong lúc này thật sự chỉ hận rèn sắt không thành thép, nhưng kinh nghiệm nhiều năm giúp lão áp chế cảm giác tức giận trong lòng, lão khẽ hỏi. Tôi hỏi cậu, giống cây ăn quả mua vào từ đâu? Mua giống cây ăn quả từ đâu? Dương quân tài lặp lại một lần câu hỏi của Hào Nhất Phong, hai mắt xoay chuyển, sau đó mới dùng giọng run rẩy nói. Giống cây ăn quả, do lưu truyền pháp phụ trách thu mua. Hào Nhất Phong không biết lưu truyền pháp là ai, nhưng lúc này lão cũng không có tâm tư so đo đối phương là người nào, lão chừng mắt nhìn Dương quân tài rồi quát lên. Đi tìm người kia đến đây cho tôi. Vâng, tôi sẽ đi ngay. Lúc này Dương quân tài hận không thể rời khỏi trốn thị phi này, Hắn ở đây bị áp chế dưới khí thế của Hào Nhất Phong, cảm thấy mình như ngồi trên đống lửa, đứng trên đống than, toàn thân rất khó chịu. Hình ảnh đám người khoác lên người tấm bạt nhựa màu trắng càng làm cho tâm tình của hắn khó thể bình tĩnh. Khi Vương Tử Quân luống cuống xuống xe tìm Lưu Truyền Pháp, lúc này Lưu Truyền Pháp đang ngồi ở chiếc xe phía sau đang gấp rút gọi điện thoại cho cậu em của mình. Khi tình huống khôi hài vừa rồi còn chưa xảy ra thì Lưu Truyền Pháp còn nghĩ rằng hôm nay là ngày may mắn không những là ngày may mắn của bí thư Dương Quân Tài, còn là ngày may mắn của mình. Dương Quân Tài tiến lên như diều gặp gió, chính lưu truyền pháp hắn cũng có thể được thơm lây theo lãnh đạo, nhưng tất cả sự việc lại bị phá hỏng chỉ vì một con sói. Khốn kiếp, con sói chết tiệt, con súc sinh kia sao không xuất hiện sớm hoặc muộn một chút, lại xuất hiện vào đúng thời điểm mấu chốt như vậy. Lưu truyền pháp nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm cảm thấy may mắn, Chuyện này tuy quá mức mất mặt nhưng đổi lại thì chỉ có triệu trung trạch rơi đài. Kế hoạch 315 của Bí Thư Dương cũng có thể tan thành bọt nước, nhưng lưu truyền Pháp sẽ không phải gánh chịu chút trách nhiệm nào. Dù sao thì hắn cũng chỉ là một vị chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, không phải là một người thao tác sự việc như triệu trung trạch, như vậy chẳng phải một cây củ cải nhổ đi sẽ có một lỗ hổng cho kẻ ở lại sao. Nhưng lưu truyền Pháp còn chưa cảm thấy may mắn được bao lâu, Tình huống dân chúng kéo ra đường kêu oan càng làm cho hắn trở nên tỉnh táo, giống cây có vấn đề. Tin tức truyền đến, nói rằng phần lớn giống cây trong huyện đều bị bệnh, bây giờ đã chết hơn phân nửa rồi. Làm sao có thể, làm sao có thể như vậy? Lưu Truyền Pháp nghĩ đến chuyện người đặt mua giống cây là em của mình, trái tim hắn không khỏi bóp chặt, nên làm sao bây giờ? Chính mình nên làm sao bây giờ? Lưu Truyền Pháp thật sự cảm thấy tâm tình của mình rối loạn như ma hắn cũng không chờ đợi được mà gọi điện thoại cho em trai mình. Hi hi, anh à, anh không đi khảo sát cùng lãnh đạo hay sao mà có thời gian rảnh gọi điện thoại cho em? Có phải lãnh đạo đã được lên cấp rồi phải không? Quá tốt, như vậy mới có lợi cho anh, nước lên thì thuyền cũng lên theo. Điện thoại nhanh chóng được nối thông, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của em trai Lưu Truyền Pháp, là Lưu Truyền Phúc, nghe qua thì thấy giống như còn chưa tỉnh ngủ. Nếu thật sự giống như lời của Lưu Truyền Phúc thì Lưu Truyền Pháp tất nhiên sẽ không tỏ ra nóng lòng như lửa đốt giống bây giờ, nhưng lúc này lửa cháy đến người, Lưu Truyền Pháp nghe thấy em trai mở lời trêu chọc như vậy thì nhanh chóng nghiêm mặt. Hắn cũng không có tâm tư ngắt lời em mình, hắn đi thẳng vào vấn đề. "Lưu Truyền Phúc, cậu nói thật cho anh biết, giống cây ăn quả cậu mua từ đâu?" "Sao vậy anh, có chuyện gì xảy ra?" Lưu Truyền Phúc nghe được giọng nói tức giận của Lưu Truyền Pháp thì cơn buồn ngủ cũng không còn. Lưu truyền pháp nghe được câu hỏi căng thẳng của Lưu truyền phúc thì chợt cảm thấy trái tim co thắt, hắn cảm thấy sự việc không ổn. Hắn đứng lên khỏi ghế, thật sự muốn đánh cho đứa em khốn kiếp một trận. Lưu truyền pháp nổi giận mà quên mất bây giờ không phải là phòng làm việc của mình, mà chính mình đang ngồi trên xe. Một tiếng ẩm vang lên, chủ nhiệm Lưu đập đầu vào thùng xe Santana, dù không đến mức ngất xỉu nhưng va chạm cũng đủ lực làm cho chủ nhiệm Lưu nổ đom đóm, đầu óc đau đớn, thiếu chút nữa thì chảy cả nước mắt. Sao vậy? Cậu còn hỏi sao vậy nữa à? Cậu là loại chỉ giỏi phá hoại, loại khốn kiếp. Cậu mua giống cây thế nào? Bây giờ giống của nhân dân đều bị bệnh chết, chỉ vài ngày đã chết hơn phân nửa. Dân chúng bây giờ đang đi tố cáo, cậu nói xem, cậu muốn giết anh sao? Những đả kích kéo đến liên tục làm cho lưu truyền pháp thật sự không còn giữ được bình tĩnh. Hắn lúc này chỉ hận không thể xé xác đứa em khốn kiếp của mình. Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, sau đó vang lên âm thanh tranh chua của lưu truyền phúc. Lưu Truyền Pháp, anh nói gì? Con bà nó, hai ta có quan hệ thế nào? Anh mắng tôi như vậy sao? Tôi nói cho anh biết, tôi cũng không phải là người cầm tiền làm loạn, chị dâu mới là người cầm số tiền lớn. Âm thanh của Lưu Truyền Phúc thật sự làm cho Lưu Truyền Pháp ngây cả người, trợn tròn mắt, nhưng lúc này Lưu Truyền Pháp cũng không có tâm tư truy cứu em trai mình, hắn chỉ nghĩ đến câu nói sau cùng của Lưu Truyền Phúc. Chị dâu cầm số tiền lớn sao? Ai là chị dâu của Lưu Truyền Phúc? Tất nhiên là vợ của mình, Lưu Truyền Pháp nghĩ đến tình huống này mà trái tim giống như bị người ta bóp chặt không buông. "Truyền Pháp, anh xuống đây cho tôi." Âm thanh của Dương Quân Tài vang lên, bình thường mỗi khi bí thư Dương lên tiếng thì Lưu Truyền Pháp sẽ điên cuồng chạy đến nghênh đón, nhưng lúc này tâm tình của hắn thật sự rối loạn, hắn cũng không còn chút tâm tư trả lời lãnh đạo. Dương Quân Tài thấy bộ dạng chán nản của Lưu Truyền Pháp thì tâm tư càng thêm u ám lúc đi đến gọi lưu truyền pháp thì hắn đã thầm nghĩ sự việc mua giống cây có vấn đề, nhưng bây giờ suy đoán biến thành sự thật lại làm cho hắn cảm thấy tay chân lạnh ngắt, khó thể nào tiếp nhận được. Dương quân tài biết rất rõ, nếu sự việc này được điều tra rõ ràng, như vậy công trình 315 của hắn sẽ chỉ còn lại cho cười, đó chính là một vết bẩn mà muôn đời khó thể rửa sạch. Lưu truyền pháp, anh nói rõ ràng tôi xem, giống cây ăn quả là thế nào. Dương Quân Tài kéo Lưu Truyền Pháp ra khỏi xe rồi thở hổn hển nói. Lưu Truyền Pháp đang đứng ngây người, bây giờ bị Dương Quân Tài kéo tay ra ngoài thì thật sự lảo đảo cả người, thiếu chút nữa thì té lăn xuống đất. Nhưng một cái kéo tay của Dương Quân Tài lại làm cho hắn tỉnh táo trở lại, hắn nhìn Dương Quân Tài, cũng không biết hắn lấy dũng khí từ đâu mà vùng ra, sau đó quát lên với thái độ rất khác thường. Anh buông tay tôi ra, tôi cũng có chân có tay. Chương 353 Hồ đồ ra đi. Dương Quân tài vốn đang cực kỳ nén giận, thấy Lưu Truyền Pháp sống lên như vậy thì vẻ mặt càng thêm khó coi, hắn chỉ tay vào Lưu Truyền Pháp rồi thở hổn hển nói: Anh mới nói gì, có gan nhắc lại tôi nghe một lần nữa xem. Nói lại thì nói lại, anh cho rằng mình là ai? Nếu không phải loại khốn nạn anh chạy xuống huyện Lô Bắc, ông đây còn đang thoải mái công tác ở phòng tổ chức thành phố An Dịch, nào gặp phải tình huống khốn nạn thế này. Rõ ràng là loại người không có bản lĩnh gì nếu có bản lĩnh thì sao lại bị một chủ tịch huyện như vương tử quân dẫm bẹp dưới bàn chân. Người xưa có câu thỏ gấp còn nhảy tường chứ đừng nói là người, bây giờ lưu truyền pháp giống như một con thỏ bị ép đến đường cùng, nào có cần quan tâm đến Dương Quân Tài, thế là thích gì nói đó. Dương Quân Tài vốn đang cực kỳ một ngạt, vở kịch hay do chính mình đạo diễn đã đổ vỡ, ánh mắt tất cả mọi người nhìn về mình không còn giống như trước, còn bà nó lúc này lưu truyền pháp lại dám lớn tiếng với hắn sao. Bây giờ đối phương dám lên tiếng lớn lối với hắn, hơn nữa lại mắng thẳng mặt, những lời chọc giận như vậy mà lưu truyền pháp cũng dám nói ra sao? Dương Quân Tài thật sự nổi giận điên cuồng, máu nóng dồn lên đỉnh đầu. Hôm nay tất cả mọi việc đều không được như ý, thế là hắn không kìm được mà vung tay cho lưu truyền pháp một tát. Hai vị lãnh đạo huyện lớn tiếng với nhau, đám cán bộ huyện đứng chung quanh thật sự không dám mở miệng chen lời khốn nổi đám người này cũng không ngờ hai vị lãnh đạo trước nay đều tỏ ra thoan thai nhàn nhã nhưng bây giờ lại ra tay đánh nhau. Không, chẳng những đám cán bộ huyện Lô Bắc tỏ ra bất ngờ, ngay cả vương tử quân đang ngồi trên chiếc xe nhỏ ở phía sau cũng thật sự không ngờ. Lúc này hắn đang đưa mắt nhìn dân chúng kêu oan qua cửa kính, dư quang khóe mắt lại nhìn thấy tình cảnh đánh nhau bên kia. Làm sao có thể, dương quân tài sao lại ra tay với lưu truyền pháp? Dù thật sự không dám tin thế nhưng nó lại xuất hiện ngay trước mắt, tất cả nói cho hắn biết đó là sự thật. Bốp, một cái tát vang dội âm thanh vang vọng trong không trung hấp dẫn nhiều ánh mắt nhìn về phía bên này. Khi Dương quân tài cho ra một cái tát, lưu truyền pháp ăn phải quả đắng cũng đỏ mặt tía tai, cổ nổi gân xanh, hắn gầm lên một tiếng lao về phía Dương quân tài. Bốp, Dương quân tài không chút đề phòng đã bị lưu truyền pháp húc chúng té lăn quay ra đất, Cặp mông đập mạnh xuống nền đất cứng sinh ra cảm giác đau nhức khó chịu. Nhưng đau đớn thể xác cũng nhanh chóng làm cho Dương Quân Tài tỉnh táo trở lại. Lúc này mọi người đang đứng trước mặt công chúng, còn đang ở trước mặt chủ tịch tỉnh và bí thư thị ủy, vì sao mình lại nóng đầu cho ra hành vi như vậy? Dương Quân Tài nghĩ đến những hậu quả của sự việc, hắn cảm thấy toàn thân vã mồ hôi lạnh, tay chân lạnh buốt. Lưu Truyền Pháp bên kia cũng xem như tỉnh táo trở lại hắn nhìn bộ dạng té xuống mặt đất đau đến mức há hốc miệng của Dương Quân Tài, vô tình không biết làm sao cho phải. Hai người cũng không trầm mặc được bao lâu, lúc này Hào Nhất Phong và Trịnh Đông Phương ngồi trên chiếc xe 30 chỗ phía trước đã thấy được tình huống đang diễn ra. Hai người bọn họ giật mình trong khoảnh khắc, sau đó vẻ mặt âm trầm đến mức giống như có thể vặn ra nước. Tách hai người bọn họ ra cho tôi. Dù thế nào thì Dương Quân Tài và Lưu Truyền Pháp cũng là cán bộ thành phố An Dịch, bây giờ tình huống như vậy diễn ra trịnh đông phương là bí thư thị ủy cũng thật sự mất mặt và khó tránh khỏi liên quan vẻ mặt hào nhất phong trợt lạnh như băng lão lúc này thật sự hối hận nếu như không phải chính mình đưa dương quân tài xuống dưới chỉ sợ sự việc sẽ không tiến triển đến mức như thế này sự việc đến mức này đã thật sự quá xấu hổ cũng không biết phải làm sao cho xong việc bí thư trịnh anh phái người nói cho nhân dân biết hào nhất phong tôi nói sẽ coi trọng chuyện này nhất định sẽ giải quyết nhanh chóng để bọn họ quay về trước đi. Hào Nhất Phong trầm ngâm một lát, sau đó lão trịnh trọng nói với Trịnh Đông Phương. Trịnh Đông Phương khẽ gật đầu, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Lão nói vài câu với viên thư ký trưởng văn phòng thị ủy ở bên cạnh mình, sau đó vị thư ký trưởng kia đi xuống chấp hành mệnh lệnh. Đứng trước mặt chủ tịch tỉnh Hào Nhất Phong, nếu là vị bí thư thị ủy nào khác thì sợ rằng đã phải tự mình xuống đối thoại với quần chúng, nhưng Trịnh Đông Phương lại khác, lão còn là thường ủy tỉnh ủy lão tự mình đi không bằng phái thư ký trưởng đi thực hiện công tác, như vậy cũng chừa ra đường lui cho mình. Chủ tịch Hào, hôm nay tôi phải làm kiểm điểm với anh, huyện Lô Bắc của chúng tôi thật sự không làm tốt công tác. Trịnh Đông Phương trầm ngâm dây lát rồi cúi đầu giống như đang làm kiểm điểm. Hào Nhất Phong sao không hiểu rõ ý nghĩ của Trịnh Đông Phương. Lúc này lão phất phất tay nói. Sự việc phát sinh như vậy cũng không thể trách anh được, đây là sai lầm của tuyến huyện. Tôi thấy Dương Quân Tài là bí thư huyện ủy cần phải chịu trách nhiệm chủ yếu, nếu không phải cậu ta vì cái trước mắt, như thế nào lại làm ra những thành tích sống tuyết như vậy. Khi hai vị lãnh đạo chủ tịch tỉnh và bí thư thị ủy An Dịch đang trò chuyện với nhau thì vi thư ký trưởng văn phòng thị ủy An Dịch đi đến với gương mặt đầy mồ hôi, hắn vội vàng nhìn thoáng qua Hào Nhất Phong và Trịnh Đông Phương, sau đó dùng giọng khó xử nói. Chủ tịch Hào, dân chúng căn bản không nghe giải thích của chúng tôi, bọn họ cố ý muốn tiến lên tìm hiểu, vì sao không làm tốt công tác tư tưởng với quần chúng trịnh đông phương nhướng mày dùng giọng hung hăng nói với vị thư ký trưởng văn phòng thị ủy an dịch vị thư ký trưởng này nào có ý muốn phân cao thấp với lãnh đạo của mình hắn cúi đầu trầm ngâm một lát rồi khẽ nói bí thư trịnh tôi đã thử qua nhưng bọn họ không quan tâm bọn họ chỉ có một điều kiện bọn họ nói rằng khi thấy thư ký trưởng của mình nói rồi dừng lại trịnh đông phương hung hăng nói nói cái gì Nói phải để cho chính chủ tịch huyện Vương Tử Quân đứng ra nói lời hứa hẹn mới được. Thư ký trưởng cắn chặt răng lớn tiếng nói. Lúc này bầu không khí trong xe thật sự rất ngưng trọng, tất cả mọi người đều hiểu ý nghĩa lời nói của thư ký trưởng Lô Tân Lương, chỉ có chủ tịch Vương Tử Quân mới đáng tin, rõ ràng hai vị lãnh đạo thành phố và tỉnh Sơn Nam căn bản không đủ uy tín so với Vương Tử Quân. Trịnh Đông Phương là người có quan hệ không tệ với Vương Tử Quân, lão thấy Vương Tử Quân có uy vọng cao vời như vậy trong dân chúng thế là trong lòng thầm cảm thấy vui vẻ thay cho vương tử quân. Nhưng lúc này lão đang đứng trước mặt chủ tịch tỉnh Hào Nhất Phong, lão cũng không dám lên tiếng. Gương mặt Hào Nhất Phong nhìn có vẻ bình tĩnh không chút biến đổi, sau đó trên mặt xuất hiện một nụ cười nhạt. Tốt, quân chúng còn có lòng tin với cán bộ chính quyền như vậy, điều này nói rõ chuyện xảy ra ở huyện Lô Bắc không có quá nhiều vấn đề, ban ngành huyện Lô Bắc hoàn toàn có thể xử lý được sự việc. Thái độ của Hào Nhất Phong làm cho bầu không khí trong xe trở nên buông lỏng, không ít người thở dài một hơi. Trịnh Đông Phương thấy chủ tịch Hào Nhất Phong không tiếp tục lên tiếng thì quay sang nói với thư ký trưởng Lô Tân Lương. "Anh đi thông báo cho đồng chí Vương Tử Quân, để anh ấy đi trấn an quần chúng, cần phải làm tốt công tác tư tưởng với quần chúng." Thư ký trưởng Lô Tân Lương sinh ra cảm giác giống như mình là con chuột chạy vào trong ống tre, bị hai phía tấn công và coi khinh. Bây giờ nghe thấy bí thư Trịnh Đông Phương tỏ thái độ thì thật sự sinh ra cảm giác như được đại xá, hắn đồng ý một tiếng, sau đó nhanh chóng đi ra khỏi xe. Khi thư ký trưởng Lô Tân Lương đi đến bên cạnh xe của đám người Vương Tử Quân, đúng lúc Vương Tử Quân từ trên xe bước xuống, hắn thấy mặt Vương Tử Quân thì lớn tiếng nói: "Chủ tịch Vương, mời anh đi đến làm công tác tư tưởng với quần chúng." Vương Tử Quân đồng ý một tiếng rồi đi theo Lô Tân Lương, hắn nở nụ cười hỏi: "Lãnh đạo Ngoài những thứ này thì hai vị lãnh đạo còn có dặn dò gì không?" Thư ký trưởng Lô Tân Lương tất nhiên biết rõ ý nghĩ của Vương Tử Quân, trước kia hắn có quan hệ không tệ với Vương Tử Quân, lúc này càng cảm thấy vị cán bộ thanh niên này sắp là người nắm quyền lớn ở huyện Lô Bắc, thế là nở nụ cười nói: "Chủ tịch Vương, hai vị lãnh đạo chỉ yêu cầu tôi nói những lời như vậy, tôi cũng chỉ làm nhiệm vụ truyền đạt mà thôi. Theo tôi thấy thì chủ tịch Vương nên giải quyết triệt để chuyện này." nếu sự việc không thể được giải quyết nhanh chóng và an lành, chỉ sợ hai vị lãnh đạo cũng không tìm được bậc thang để đi xuống. Thư ký trưởng Lô Tân Lương nói những lời biểu hiện thái độ thế nhưng ý nghĩa cũng đã rõ ràng, Vương Tử Quân khẽ gật đầu cảm tạ thư ký trưởng Lô Tân Lương, sau đó hắn cất bước về phía chiếc xe đang bị quần chúng vây quanh. Dân chúng vẫn đang lớn tiếng với đám cán bộ đang mở miệng giải thích, Vương Tử Quân nhìn những chiếc xe cảnh sát chạy đến từ bốn phương tám hướng, hắn không khỏi cau mày, sau đó đi đến nhanh hơn các vị hương thân phụ lão, mọi người yên lặng một chút, tôi là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tiếp nhận một chiếc loa khuếch đại âm thanh từ trong tay một vị cán bộ rồi bắt đầu lên tiếng. Tình huống lộn xộn nhanh chóng trở nên yên tĩnh, dân chúng dồn ánh mắt về phía Vương Tử Quân, tất cả cặp mắt đều tràn đầy mong đợi. Vương Tử Quân thấy vậy mà có chút đau xót, đối với người dân thì một giống cây vài đồng tiền, mấy trăm cây là vài ngàn đồng, cũng là chuyện lớn một ngàn đồng mua giống cây đã thật sự tương đương với một năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời của một gia đình làm nông. Thưa bà con cô bác, giống cây xảy ra vấn đề đó là chúng tôi không làm tốt công tác, tôi đứng đây thỉnh cầu bà con tin tưởng, khối chính quyền huyện Lô Bắc chúng tôi nhất định sẽ giải quyết vấn đề thật tốt. Huyện ủy chính quyền chúng tôi sẽ không để cho bất kỳ người nào chịu tổn thất. Vương Tử Quân lên tiếng, giọng điệu trầm thấp nhưng cực kỳ có lực. Chủ tịch Vương, anh nói thật sao? Nếu thật sự là giống cây có vấn đề, anh có thật sự bồi thường cho chúng tôi không?" Một lão nông hơn 40 tuổi đứng lên hét lớn. "Vương tử quân tôi nói là giữ lời, mong mọi người cho huyện ủy chính quyền thời gian 10 ngày, trong 10 ngày tôi sẽ cho bà con một câu trả lời thỏa đáng." Vương tử quân biết sự việc này không thể nào tiếp tục kéo dài, hắn nhanh chóng cho ra kỳ hạn giải quyết sự việc. "Chủ tịch Vương, chúng tôi sao có thể tin anh?" Chợt có người hô lớn. Vương tử quân nghe thấy vậy mà nở nụ cười, hắn biết dân chúng sẽ bị mình thuyết phục. Khi hắn chuẩn bị lên tiếng bảo đảm thì nghe thấy có người nói. Chủ tịch Vương từ khi đến huyện Lô Bắc thì có bao giờ nói mà chưa giữ lời. Năm xưa chủ tịch Vương nói xây dựng đường An Lô, không phải đường An Lô đã làm xong đó sao? Đúng, chúng tôi tin tưởng chủ tịch Vương, tin chắc chủ tịch Vương sẽ giải quyết chuyện này. Khoảng thời gian này chủ tịch Vương bị tên khốn dương quân tài kia ép đi học tập, nếu có chủ tịch phương ở đây, nào xuất hiện tình huống khốn khổ thế này. Hàng loạt tiếng nghị luận thượng vàng hạ cám vang lên, đám dân chúng dự định tự tiến lên tìm hiểu dần giải tán, dù sao bọn họ đến huyện thành cũng vì muốn có một lời hứa hẹn mà thôi. Phương Tử Quân nhìn dân chúng giải tán mà lập tức phân phó cho các đồng chí văn phòng huyện ủy, tranh thủ thời gian thông báo cho tất cả các xã thị trấn, nhất định giải thích cho dân hiểu về chuyện giống cây ăn quả cũng truyền đạt những hứa hẹn của mình hôm nay, đảm bảo không xuất hiện tình huống kêu oan tập thể như thế này nữa. Sự việc đã được giải quyết xong, đáng lý ra chủ tịch Hào Nhất Phong phải tiếp kiến Vương Tử Quân, cho ra chúc chỉ thị. Thế nhưng Hào Nhất Phong thấy dân chúng giải tán thì cũng không cho mời Vương Tử Quân, chỉ cho người nói hai câu với vị thư ký trưởng Lô Tân Lương, sau đó đi mất. Hào Nhất Phong bỏ đi, thật sự là bỏ đi, tuy sự việc lần này liên quan đến dương quân tài nhưng càng như vậy thì hào nhất phong không thể ở lâu lão giao chuyện xử lý tất cả cho trịnh đông phương yêu cầu trịnh đông phương nhanh chóng xử lý vụ việc hào nhất phong lần này có thể nói là đến bừng bừng khí thế nhưng quay về cực kỳ mất hứng đám học viên ban huấn luyện trường đảng thấy vở bi hài như vậy tuy vẻ mặt ai cũng nghiêm túc nhưng trong lòng thật sự rất thỏa mãn nhưng xe của trường đảng cũng không dám chạy theo xe của hào nhất phong bọn họ tất nhiên tự hiểu ra vấn đề Lúc này mà đi theo chỉ tự chuốc lấy phiền phức mà thôi. Tử Quân, tôi thật sự không ngờ sẽ phát sinh sự việc thế này, đúng là con bà nó. Trịnh Đông Phương ngồi trên chiếc xe số 1 của tỉnh ủy An Dịch, lão mở miệng mắng nhưng nụ cười trên mặt lại có vẻ rất vui. Chỉ cần nhìn vào đó đủ thấy vị bí thư thị ủy này tương đối hoan nghênh hành vi dùng đá tự đập chân mình của Dương Quân Tài. Vương Tử Quân ngồi nghiêm chỉnh không nói câu nào, lúc này hắn không phù hợp tỏ thái độ, lựa chọn tốt nhất chính là lắng nghe. Dương quân tài để xảy ra sự kiện thế này, tôi biết rõ bắt cậu chạy đến xử lý cục diện là uất ức cho cậu, nhưng người bị hại khi chương trình kia được áp dụng chính là nhân dân huyện Lô Bắc, cho dù cậu không vì gì khác, tối thiểu cũng phải nghĩ đến năm 600 ngàn dân chúng Lô Bắc chứ. Ý của tôi là chỉ cần có tồn tại sai lầm, như vậy chúng ta phải sửa chữa, cố gắng khống chế thiệt hại đến mức thấp nhất có thể. Trịnh Đông Phương nói đến đây thì gương mặt cực kỳ nghiêm túc. Vâng, bí thư trịnh, Tôi sẽ lập tức thực hiện chỉ thị của ngài, nhưng bây giờ tôi còn chưa tốt nghiệp ở trường đảng." Vương Tử Quân trầm ngâm một lát, sau đó nói ra hiện trạng của mình. "Cậu đừng lo, cậu cứ yên tâm giải quyết chuyện này, phía trường đảng sẽ do thị ủy giải quyết." Trịnh Đông Phương hiểu ý của Vương Tử Quân, lão khẽ cười rồi trầm giọng nói. "Thấy Trịnh Đông Phương nói như vậy thì Vương Tử Quân mới gật đầu. Bí thư Trịnh, ngài cứ yên tâm Chuyện này tôi nhất định sẽ xử lý thỏa đáng theo chỉ thị của ngài và thị ủy, nhưng xử lý vụ này còn liên quan đến một số người và sự việc khác nhau. Anh xem, thị ủy có phải nên để lại một hai đồng chí có kinh nghiệm phong phú để cùng tôi xử lý chuyện này, đồng thời cũng cho tôi chỗ dựa hay không? Tiểu tử cậu cũng đừng ngang ngạnh trước mặt tôi, tôi tin tưởng chỉ cần tư tưởng của cậu không có vấn đề, như vậy biện pháp xử lý sẽ còn nhiều hơn khó khăn. Còn chuyện liên quan đến người, nên xử lý thế nào thì cứ xử lý như vậy. Nếu có người đứng ra làm khó dễ, tất cả do thị ủy và Trịnh Đông Phương tôi chịu trách nhiệm, được chưa? Trịnh Đông Phương vỗ vỗ vai Vương Tử Quân, trên mặt lộ ra nụ cười khó có được. Trời dần tối, Trịnh Đông Phương và các vị lãnh đạo thành phố An Dịch đều đã bỏ đi, huyện thành huyện Lô Bắc có chút hưu quạnh, đường phố cũng không có mấy người qua lại. Nhưng lúc này trong khu văn phòng huyện ủy Lô Bắc lại sáng trưng như ban ngày, đèn đuốc sáng rực. Trong phòng họp thường ủy huyện ủy các vị thường ủy tụ tập trong phòng, vương tử quân ngồi trên vị trí của mình, hắn dùng ánh mắt sáng ngời nhìn khắp bốn phía. Chủ tịch vương, bí thư dương nói sẽ không đến. Phó chủ nhiệm văn phòng khối chính quyền triệu ương tùng đi đến trước mặt vương tử quân khẽ lên tiếng báo cáo. Vương tử quân nhíu mày, tất nhiên dương quân tài không đến nằm trong dự đoán của hắn, nhưng bây giờ hội nghị thường ủy huyện ủy thiếu bí thư huyện ủy thì giống như cũng không phải dễ dàng. Nhưng hội nghị đã mời ba lượt, dù có gọi nữa cũng không có ý nghĩa gì, Vương Tử Quân suy nghĩ một lát, sau đó nhìn thoáng qua nhóm người Tiếu Tử Đông và Tôn Quốc Lương, sau đó dùng giọng quyết đoán nói: "Nếu bí thư Dương đã không thể tham gia, như vậy bây giờ chúng ta bắt đầu họp thôi." "Họp, họp." Không đợi đám người Tiếu Tử Đông lên tiếng, Lưu Truyền Pháp đã là người đầu tiên lên tiếng, lúc này trên mặt hắn là nụ cười khiêm tốn, cũng không còn chút điệu bộ ngạo nghễ như trước kia. Những quyển sổ được lật ra, hội nghị thường ủy huyện Lô Bắc đã bắt đầu, nhưng lần này hội nghị thường ủy được tổ chức khẩn cấp lại vắng mặt bí thư huyện ủy Dương Quân Tài, nhưng lại không có ai quan tâm. Dù là thường ủy huyện ủy hay cán bộ làm nhiệm vụ ghi chép cũng biết rõ huyện Lô Bắc sắp nghênh đón một thời đại hoàn toàn mới. Trên ban công một tòa nhà thuộc về khu văn phòng huyện ủy, Dương Quân Tài đứng nhìn phòng họp sáng đèn cách đó không xa, trong lòng tràn đầy phẫn hận. Hắn cắn chặt răng giống như một con mãnh thú bị thương, Hắn muốn xé xác kẻ đã hại mình ra thành từng mảnh nhỏ. Trong lúc nghiến răng nghiến lợi thì vẻ căm hận trên mặt Dương Quân Tài lại bị thay thế bằng biểu hiện suy sụp tinh thần. Thất bại thảm hại, sự việc hôm nay thật sự là hắn đã thất bại thảm hại, công trình 315 được kỳ vọng cao độ đã trở thành một trò cười của cả huyện, không, phải là trò cười của cả tỉnh. Chỉ sợ là sau này dù bất kỳ ai nhắc đến Dương Quân Tài cũng sẽ nhắc đến sự kiện lần này. Hắn nghĩ đến sự kiện vừa rồi, Nghĩ đến trò hài chính mình làm đạo diễn và cũng đóng vai thằng hề, hắn cảm thấy trái tim của mình đau đớn khó chịu giống như bị kim châm. Triệu Trung Trạch, mày là thằng khốn phá hoại giỏi hơn thành công, lần này mày làm hại tao thê thảm rồi. Dương Quân Tài nghĩ đến tình huống dê cừu trắng xóa bên dưới chợt biến thành hình người, Dương Quân Tài không khỏi nghiến răng nghiến lợi mắng một câu. Nếu không phải tên khốn Triệu Trung Trạch kia tự cho rằng mình là kẻ thông minh, nếu không phải đối phương lừa gạt mình, mình sao lại rơi rất xuống mức thế này, không thể nào làm xong việc như bây giờ. Dương quân tài mắng chửi triệu trung trạch nhưng cũng không quên nghĩ đến lưu truyền pháp, đồng thời lời mời đến tham gia hội nghị thường ủy của phó chủ nhiệm văn phòng khối chính quyền huyện là triệu ương tùng cũng liên tục vang lên trong lòng hắn. Tuy chỉ có vài chữ nhưng Dương quân tài vẫn có thể thông qua lời mời của triệu ương tùng để thấy được bộ dạng chó vẫy đuôi vui mừng của lưu truyền pháp với vương tử quân. Không cần phải nổi giận với kẻ tiểu nhân, Dương quân tài ngoài thầm nói như vậy thì cũng không thể làm gì khác hơn, trong lòng càng thêm tức giận mà thôi, đồng thời cũng cảm thấy mông rau ê ẩm. Hình ảnh mình bị lưu truyền pháp húc cho ngã ngửa xuống đất càng làm cho Dương Quân Tài dựng ngược mày lên. Đã một ngày rồi Dương Quân Tài chưa ăn cơm, tâm ý đều khó chịu, hắn thầm nghĩ sự việc không thể nào trùng hợp như vậy. Nếu Triệu Trung Trạch đã có một kế hoạch kín kẽ vượt qua bao lần kiểm tra, vì sao đúng vào thời điểm sự việc sắp kết thúc viên mãn lại phát sinh vấn đề? Sao lại có một con sói chạy ra? dương quân tài nghĩ đến con sói mà trên mặt không khỏi nở nụ cười trào phúng hắn cũng không tin sự việc lại trùng hợp như vậy khoảnh khắc này hắn chợt mẫn cảm ý thức được có người đang cố ý chĩa mũi súng vào mình nhưng ai ra tay tàn nhẫn như vậy trong đầu hắn trước nay cũng chỉ lóe lên một hình ảnh duy nhất chính là kẻ đó vương tử quân chính là vương tử quân ngoài tên khốn này thì không còn ai khác hơn dương quân tài chợt bừng tỉnh hắn phóng về phía chiếc điện thoại như nổi điên Hắn cầm lấy chiếc điện thoại màu đỏ rồi nhanh chóng bấm số. Điện thoại nhanh chóng được nối thông, khi đầu dây bên kia vang lên âm thanh quen thuộc thì Dương Quân Tài đã không nhịn được mà chảy cả nước mắt. "Mẹ, mau tính kế cho con với." Huyện Lô Bắc thật sự trải qua một đêm không ngủ, lúc này trong khu văn phòng tỉnh ủy ở thành phố Sơn Viên, phòng làm việc của chủ tịch tỉnh Hào Nhất Phong cũng đèn đuốc sáng trưng. Lúc này trong phòng có hai người, Hào Nhất Phong và Tề Chính Hồng nghiêm túc ngồi đó. Những làn khói thuốc màu trắng liên tục bay lên từ trong tay hai người. Biểu hiện của Hào Nhất Phong là cực kỳ bình tĩnh nhưng vẻ mặt của Tề Chính Hồng lại cực kỳ tức giận. Hắn đã sớm biết sự việc xảy ra ở huyện Lô Bắc, sau khi biết rõ sự việc thì cảm giác đầu tiên của hắn là cực kỳ tức giận, tất nhiên cảm giác phẫn nộ cũng vì mình bị một tên thanh niên lấy ra làm trò đùa. Hơn nữa Tề Chính Hồng lại bị một đứa hậu bối chính mình tin tưởng lấy ra làm trò đùa, chính mình còn hào hứng nói tốt cho công trình 315 của đối phương hắn nghĩ đến những dòng chữ mình để lại ở huyện Lô Bắc mà cảm thấy gương mặt nóng đến mức phát sốt. Tuy Tề Chính Hồng là người trong hàng ngũ bị lừa gạt, chuyện này xem như không có ảnh hưởng gì với hắn. Thế nhưng hắn là một phó chủ tịch thường vụ tỉnh, hắn biết rõ sự việc không đơn giản như vậy, chưa nói đến ảnh hưởng gì khác, những người không hiểu rõ sự việc có thể làm ảnh hưởng đến uy tín của hắn. Nếu so sánh với Tề Chính Hồng thì vẻ mặt hào nhất phong cực kỳ bình tĩnh, nhưng lão ngồi đó lại làm cho người ta sinh ra một áp lực lạnh lẽo như băng chủ tịch hào tôi cảm thấy chuyện này giống như có dự mưu tuyệt đối không đơn giản giống như những gì chúng ta được nhìn thấy tề chính hồng sắp xếp lại ý nghĩ của mình hắn trầm giọng nói với hào nhất phong lời nói càng mang theo vài phần khẳng định hào nhất phong khẽ gật đầu cũng không nói thêm điều gì rõ ràng lão cũng thừa nhận suy nghĩ của tề chính hồng chủ tịch hào tôi cảm thấy sự việc lần này mười phần là do vương tử quân ra tay, nếu không thì con sói kia sao lại xuất hiện đúng lúc như vậy. Có phải là quá ly kỳ rồi không? Cũng thật sự khó thể tin được. Tề chính hồng gõ điếu thuốc lên gạt tàn, giống như hắn không coi đó là chiếc gạt tàn mà chính là tên khốn vương tử quân kia. Hào nhất phong đưa mắt nhìn gương mặt biến đổi vì tức giận của tề chính hồng, trong lòng cảm khái vô hạn. Tề chính hồng là lãnh đạo đứng hàng thứ hai ở khối chính quyền tỉnh Sơn Nam, bây giờ lại bị một vị cán bộ cấp chính xứ làm cho nổi giận điên cuồng. Lão nghĩ đến điều này mà cảm thấy buồn cười, nhưng ngoài buồn cười thì lão cũng cảm thấy sự việc quá đáng buồn. Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 34